Ngay sau đó, hai cán HCU hư không xuất hiện, bên trong vẫn còn xiềng xích nhô ra lao thẳng đến ngọn lửa trong tay Địch Vân. Ngươi đừng quá tự cho là đúng. Địch Vân gắt gao nắm chặt ngọn lửa, chống cự xiềng xích, đồng thời phóng thích lên mênh mông năng lượng, kích thích tinh thạch khắp toàn thân Khương Phàm, muốn đem hai tay hai chân hắn đều xé rách. A! À, Khương Phàm đau đớn kêu rên, liều mạng kích thích áo giáp chống cự lôi kéo, ý thức hắn liều lĩnh kích phát năng lượng trong thanh đồng tiểu tháp, nắm kéo Địch Vân, cũng nắm kéo ngọn lửa kia. Đang hai bên vừa muốn giằng co, bỗng dưng một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong nham thạch sau lưng Địch Vân. Địch Vân, nhìn xem ai đến rồi. Toàn thân Phượng Bảo Nam quấn quanh dây leo như thiết chùy tung hoành lan tràn, trải rộng hơn 200 mét trong ngọn núi. Thời điểm Khương Phàm va chạm hố sâu hắn đã được thả ra, Khương Phàm chỉ nhắc nhở hắn một câu, Địch Vân, là của ngươi. Địch Vân chẳng quản hắn phía sau là ai, lập tức kích thích linh văn, dẫn dắt thổ nguyên lực phóng thích về phía sau, muốn xử tử ra hỏa phía sau. Bên trong núi đá này, hắn như cá gặp nước, có thể đem thổ hệ võ pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng, lúc hắn thả ra, trong chốc lát, Phượng Bảo Nam khống chế dây leo đột nhiên bạo động, cuồng dã đánh vỡ nát nham thạch xung quanh, mở ra phạm vi rộng 100 mét, rãnh sâu hơn 200 mét, vừa vặn đả thông hắc ám phía ngoài. Phượng Bảo Nam giơ lên nhặt được ngọn lửa ở bên ngoài, lùi đến biên giới, phóng thích dây leo quấn quanh mình. Chi chi chi. Số lượng lớn ác linh như thủy triều tràn vào hố sâu 200 mét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Địch Vân. Địch Vân ớn lạnh toàn thân, lập tức phóng thích thổ nguyên lực ngưng tụ tường đất ở phía sau, bổ khuyết hố sâu. Nhưng, thời điểm hắn đang kinh hoàng phân thần, Khương Phàm liều mạng thôi động xiềng xích, hai sợi xiềng xích đánh về phía trước dập tắt ngọn lửa, sáu sợi xiềng xích kéo về phía sau xé rách thân thể của hắn. Ngọn lửa tuột khỏi tay Địch Vân, thân thể cũng hung hăng văng ra ngoài. Số lượng lớn ác linh lập tức che mất hắn. A! À, Địch Vân kêu thê lương thảm thiết, liều mạng ngưng tụ thạch tinh bảo vệ toàn thân, phóng thích thổ nguyên lực bạo tạc ác linh. Nhưng số lượng ác linh quá nhiều, móng vuốt sắc bén xé nát tinh thể, Khương Phàm còn nắm trong tay xiềng xích tráng kiệt, không ngừng lôi kéo hắn ra bóng tối ở phía ngoài. Khi Địch Vân đem toàn thân bọc thành tảng đá, xiềng xích cũng vung ném hắn ra khỏi hố sâu. Giống! Một con xuyên sơn ngao táo bạo bổ nhào tới, dài hơn 10 thước, hùng tráng khủng bố, mở ra miệng to hung hăng cắn xé, răng nanh bén nhọn đâm xuyên nham thạch, cái đầu lay động kịch liệt. Địch Vân vừa kinh hãi vừa sợ sệt, không quan gì nữa, hắn điên cuồng phóng thích năng lượng, ngưng tụ tinh thể ở mặt ngoài, nhưng xuyên sơn ngao lại càng bạo ngược điên cuồng, nuốt toàn bộ hắn vào trong miệng. Khương Phàm ở trong ngọn núi phóng thích liệt diễm, dần dần đốt thấu thạch tinh, hòa tan nham thạch. Từ bên trong lao ra, nhưng vẫn khống chế xiềng xích trong thanh đồng tiểu tháp, nắm kéo lại Địch Vân. Xúc sinh, cút ngay. Địch Vân tức giận thét lên, liều mạng phóng thích võ pháp. Hắn là đệ tử thánh địa cao quý. Hắn là đệ tử thân truyền của điện chủ Diêm La Điện. Hắn sao có thể bị một con chó hoang cắn chết? Nhưng xuyên sơn ngao lại cường hãn hung mãnh, chống cự lại phản kích của hắn, miệng đầy máu tươi gặm cắn, hòn đá. Phượng Bảo Nam đứng một bên trong hố sâu, cầm bó đuốc trong tay, nhìn tràng diện tàn bạo như ẩn như hiện trong bóng tối, không có bất kỳ thương tiếc gì, cũng không có bao nhiêu cảm giác thống khoái, chỉ có bi thương cùng đau thương. Xuyên sơn ngao điên cuồng thật lâu, rốt cuộc cũng đã cắn nát nham thạch, răng nanh bén nhọn hung hăng đâm xuyên lồng ngực Địch Vân. A! À, Địch Vân tuyệt vọng kêu thảm. Xuyên sơn ngao bỗng nhiên hé miệng, lại hung hăng khép kín, răng nanh lần nữa xuyên thấu bụng hắn. Cắn nát hai chân hắn. Khi răng nanh lần nữa muốn khép lại, Khương Phàm cưỡng ép thu nạp xiềng xích, mang theo Địch Vân bay ra khỏi miệng nó. Giống. Xuyên sơn ngao nổi giận, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Khương Phàm kéo Địch Vân nửa chết nửa sống vào thanh đồng tiểu tháp, sau một khắc, toàn thân bạo động liệt diễm, chu tước nguyên linh vỗ cánh gáy to, quay quanh thành hình mặt trời, rọi khắp nơi trong hắc ám. Xuyên sơn ngao vừa bị cường quang chiếu tới, ý thức nó chợt hỗn loạn, kêu thảm tháo chạy. Chúng ta đi. Khương Phàm bắt Phượng Bảo Nam vào thanh đồng tiểu tháp, bò lên đỉnh núi, tìm tới tượng đá rơi xuống. Sau khi trời sáng, hắc ám biến mất, ánh sáng tái nhập thế gian, đám mãnh thú mệt mỏi liên tiếp trở lại lãnh địa của mình, nhưng rất nhanh, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết đã phá vỡ bình tĩnh. Hoa Vị Ưu bị Khương Phàm chọc mù hai mắt, chặt đứt hai tay,
đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Bành! Khương Phàm đá vào ngực Hoa Vị Ưu, gắt gao đè ở trên mặt đất. Ta cho ngươi cơ hội sống, ngươi không nên tìm tới đường chết. Hoa Vị Ưu, ngươi đời này đều khó có khả năng rời khỏi lao ngục hắc ám. Khương Phàm, ngươi chết không yên lành, mẫu thân của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Hoa Vị Ưu đau đến không muốn sống, há mồm phun ra máu. Không cần phải gấp, bà ta chẳng mấy chốc sẽ đến trong lao ngục đoàn tụ với ngươi, còn có Hoa Vị Ương, Hoa Vị Lạc. Cả nhà các ngươi, một kẻ cũng đều chạy không thoát. Khương Phàm vung trọng quyền lên hung hăng nện ở trên mặt Hoa Vị Ưu, răng rắc giòn vang, cái mũi vỡ nát, máu tươi bắn ra. Cách đó không xa, Địch Vân thì hai chân bị cắn nát, máu me khắp người, đang hôn mê bất tỉnh. Phượng Bảo Nam ngưng tụ dây leo, chui vào đan điền Địch Vân, điên cuồng sinh trưởng ở bên trong khí hải. Cho đến khi dây leo chật ních khí hải, vô tình xé mở, rốt cuộc Địch Vân cũng bị đau đớn đánh tỉnh, vô ý thức muốn điều động năng lượng, lại kinh hãi phát hiện khí hải căn bản không có phản ứng. Khốn kiếp, người đang làm gì? Sắc mặt Địch Vân tái nhợt trong nháy mắt, sợ hãi thét lên. Sắc mặt Phượng Bảo Nam không thay đổi nhìn hắn một chút, lật tay từ trong nhẫn không gian triệu ra một cây đại thụ. Cành lá xanh biếc, tử khí vần quanh, phía trên treo đầy hài cốt, thịt nát, còn có một tán cây đè vào trong đầu. Chính là Phượng Vũ Thụ được Phượng Linh Hy biến thành kia. Phượng Bảo Nam, Địch Vân đến bây giờ mới thanh tỉnh lại, khó có thể tin được mà nhìn nam tử trước mặt, không phải đã chết rồi sao? Ta gặp ảo giác sao? Phượng Bảo Nam nhìn Địch Vân, trên khuôn mặt tái nhợt anh Tuấn lộ ra một nụ cười quỷ dị, nhưng cặp mắt mông lung lại chảy nước mắt xuống. Hai tay của hắn khống chế cắm đầy dây leo trong khí hải của Địch Vân, tiếp tục sinh trưởng, tùy tiện lan tràn. Tốc độ rất chậm, để Địch Vân rõ ràng cảm nhận cảm giác đau đớn bị xé rách. Phượng Bảo Nam, mau dừng tay, ngươi không thể giết ta, nếu không Diêm La Điện tuyệt đối sẽ không tha Phượng gia các ngươi. Thả ta đi, chúng ta xóa bỏ ân oán, ta tuyệt đối sẽ không trả thù Phượng gia. Khí hải Địch Vân trở nên rách dưới, linh lực toàn thân không cách nào điều động được, hắn đau đớn lại sợ hãi, giãy giụa ở trước mặt Phượng Bảo Nam. Thả ta, chết tiệt, tên khốn người thả ta ra. Phượng Bảo Nam mặt đầy nước mắt, nụ cười quỷ dị, khống chế dây leo cuốn lấy xương cốt cả người Địch Vân, cưỡng chế hắn quỳ gối trước mặt Phượng Linh Hy, dùng sức đè ép đầu xuống, sau đó. Dây leo chui ra khỏi da thịt, mọc ra mầm xanh. A, à, thả ta đi. Địch Vân đau đến không muốn sống. Ngươi sẽ sống, vĩnh viễn còn sống. Phượng Bảo Nam thì thào nói nhỏ, khống chế dây leo chui ra hai chân Địch Vân, lan tràn ra bộ rễ. Khương Phàm tra tấn xong Hoa Vị Ưu, sau khi thu vào thanh đồng tiểu tháp, vừa hay nhìn thấy một màn tà ác tàn nhẫn này. Phượng Bảo Nam đưa Phượng Linh Hy biến thành Phượng Vũ Thụ vào nhẫn không gian, cũng thu Địch Vân vào, vĩnh viễn phong bế quỷ gối bên trong không gian. Khương Phàm chờ sau khi Phượng Bảo Nam tỉnh táo, đi tới. Chuyện tỷ tỷ ngươi, ta thật rất xin lỗi, nếu như còn có cái gì cần ta làm, nghĩa bất dung từ. Phượng Bảo Nam cười thảm. Ta muốn tỷ tỷ của ta sống lại, ngươi có thể làm được. Ta, thật rất xin lỗi. Khương Phàm đắng chát lắc đầu, thật đánh giá thấp tâm lý trả thù của mẹ con Bạch Trầm Hương. Cũng đánh giá thấp sự ác độc của bọn hắn. Thù, đã báo, ta phải đi. Cũng tốt, hay là về Phượng Thành trước đi, báo bình an với người trong nhà. Ta không trở về được, ta phải biến mất, mới có thể bảo đảm an toàn cho Phượng Thành. Ngươi chuẩn bị đi đâu? Rời khỏi nơi này, đi đến chỗ rất xa. Nếu không, trước tiên ở Vô Hồi Thánh Địa nghỉ ngơi một thời gian. Khương Phàm cảm giác trạng thái tinh thần Phượng Bảo Nam rất là lạ. Nhưng cũng có thể hiểu tâm tình hắn. Không cần. Phượng Bảo Nam lắc đầu, quay người yên lặng đi đến rừng rậm. Hắn muốn toàn diện dung hợp Phượng cốt, hắn muốn kích phát lực lượng huyết mạch, hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên rất mạnh, phải mạnh đến mức có thể đường đường chính chính trở lại Phượng Thành, không sợ Ly Hỏa Thánh Địa. Phượng Bảo Nam. Khương Phàm nhìn bóng lưng Phượng Bảo Nam quát lên. Khương Phàm ta thiếu tỷ tỷ ngươi một cái mạng, nếu như tương lai có cần. Ta muôn lần chết cũng không chối từ. Đan quốc đổi tên thành Hồng Liên Đan Thành, tiêu chí lấy trọng địa đan sư đã từng thuộc về Lang Gia Hoàng Triều, chính thức thuộc về La Phù Sơn Mạch. Bầu không khí các nơi La Phù tăng vọt, đều đang chờ mong Hồng Liên Đan Thành mang cho La Phù thay đổi. Nhưng,
Sau mấy ngày ngắn ngủi, một tin tức cực kỳ sự vang dội lại chấn kinh La Phù. Vô Hồi Túc lão đột nhiên đến Xích Tiêu Tông, cưỡng ép bắt tông chủ cùng toàn bộ nhân vật cấp bậc trưởng lão, mặc kệ là đang bế quan, hay là đang thoái ẩn, mặc kệ là đang trấn thủ tông môn, hay là ở tinh quáng. Trong vòng nửa ngày ngắn ngủi toàn bộ đều bị bắt hết, bất kỳ người nào phản kháng, người nào chất vấn, trực tiếp xử tử tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện sự kiện thảm liệt, chấn kinh các phương. Vô Hồi Túc lão từ đầu đến cuối chỉ nói qua một câu, Bạch Trầm Hương ở đâu? Lúc đến tận đây, mọi người mới nhớ tới Khương Phàm từng ở Hồng Liên Đan Thành giận dữ mắng mỏ, cũng nhao nhao suy đoán Bạch Trầm Hương rốt cuộc đã làm gì. Đây cũng không phải là chọc giận Khương Phàm đơn giản như vậy, khẳng định là đã làm cái gì mạo phạm đến Thánh Địa. Thánh Chủ, thật oan uổng. Chúng ta thật cái gì cũng không biết. Tông Chủ Xích Tiêu Tông, Tất Nguyên Lãng quỳ gối trước điện, thấp thỏm lo âu lễ bái Vô Hồi Thánh Chủ ngồi ngay ngắn trên đài cao sâu trong đại điện. Toàn thân Vô Hồi Thánh Chủ tỏa ra ánh sáng hừng hực, giống như một vòng mặt trời, chiếu thấu cung điện. Uy thế kinh khủng như thủy triều, liên miên bất tuyệt mãnh liệt kéo tới. Tất Nguyên Lãng tái nhợt sắc mặt, khí huyết sôi trào, các trưởng lão Xích Tiêu Tông ở phía sau toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, Khương Phàm giận dữ mắng mỏ vậy mà trở thành sự thật. Nhưng, chết tiệt, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Bạch Trầm Hương ở đâu? Giọng Vô Hồi Thánh Chủ uy nghiêm giống như cửu thiên kinh lôi, rung động cả tòa đại điện rộng rãi. Thánh Chủ, ta thật không biết Bạch Trầm Hương đã đi đâu. Hơn một tháng trước, nàng nói muốn dẫn các con cùng đệ tử của nàng đi ra ngoài lịch luyện, có thể sẽ đi thời gian rất lâu. Ta cân nhắc bọn hắn quả thật có chút ân oán với Khương gia, liền cho phép ra ngoài rồi. Từ sau đó, nàng không còn liên lạc qua với ta. Thánh Chủ, ta biết chỉ có những thứ này. Tất Nguyên Lãng tái nhợt sắc mặt, cao giọng la lên. Một lão nhân giống như thây khô từ trong cung điện đi ra, con mắt hiện ra u quang tập trung vào Tất Nguyên Lãng. Ngươi là tự mình nói, hay là tiếp nhận khảo vấn linh hồn? Đây là người chết sao? Tất Nguyên Lãng khẽ run trong lòng. Ta nói cái gì? Bạch Nguyệt nhấc cánh tay khô gầy lên, nhấn về phía trước một cái. Tất Nguyên Lãng căng cứng toàn thân, phát ra tiếng kêu đau đớn. Dưới ánh mắt kinh dị của tất cả trưởng lão Xích Tiêu Tông, một hư ảnh giống Tất Nguyên Lãng bị xé rách đi ra, ổn định ở giữa không trung. Đó là linh hồn Tất Nguyên Lãng. Bạch Nguyệt nhấc lên hồn khí, ngưng tụ 300 hồn châm, đâm xuyên hồn phách Xích Tiêu Tông chủ. Hồn châm vặn vẹo hóa thành hồn khí, ngưng tụ thành bộ dáng khủng bố giống như tử thần, quấn chặt linh hồn Tất Nguyên Lãng. Hình ảnh kinh khủng để một số trưởng lão Xích Tiêu Tông trực tiếp ngồi liệt ở nơi đó, toàn thân không cầm được mà run run. Bạch Nguyệt khống chế tử thần, quấn quanh linh hồn Tất Nguyên Lãng, răng nanh tàn nhẫn cắn lấy đầu, dò xét ký ức linh hồn. Linh hồn Tất Nguyên Lãng thê lương giãy giụa, kịch liệt vặn vẹo, bản nhân quỳ ở nơi đó toàn thân cứng ngắc, hai mắt trừng trừng, miệng mở lớn, đau đớn không chịu nổi. Thật lâu, Bạch Nguyệt quay đầu nhìn Vô Hồi Thánh Chủ trong điện, chậm rãi lắc đầu. Giọng Vô Hồi Thánh Chủ lạnh nhạt uy nghiêm lần nữa truyền ra cung điện. Các ngươi có bí mật gì muốn nói cho ta biết, chỉ cần nói ra, liền có thể sống. Còn lại, ném tới Đại Hoang Thâm Uyên cho ác linh ăn. Thánh Chủ, chúng ta thật không biết ngài muốn hỏi điều gì cả. Thánh Chủ, còn xin nói cho chúng ta biết tiện nhân Bạch Trầm Hương kia rốt cuộc đã làm cái gì. Thánh Chủ, chúng ta thật oan uổng, chúng ta thật không có làm chuyện gì có lỗi với Vô Hồi Thánh Địa cả. Các trưởng lão cuống quýt hô to, sợ linh hồn mình bị kéo đi ra tra tấn, quá kinh khủng, quá dọa người. Trước tiên thả hắn ra. Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu Bạch Nguyệt phóng thích linh hồn. Tất Nguyên Lãng mệt mỏi co quắp trên mặt đất, linh hồn truyền đến trận trận nhói nhói, thân thể không cầm được mà run liên tục. Còn xin Thánh Chủ nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Bạch Trầm Hương đã phạm vào chuyện gì? Mẫu tử Bạch Trầm Hương đã gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa đang mưu đồ bí mật phản kích La Phù cùng Vô Hồi. Chứng minh với ta, Xích Tiêu Tông các ngươi không có liên lụy đến sự kiện lần này, nếu không. Xích Tiêu Tông chính là Thiên Cương Tông thứ hai. Vô Hồi Thánh Chủ vừa dứt lời, trên dưới Xích Tiêu Tông toàn bộ hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng bệt cả ra. Bạch Trầm Hương tìm Ly Hỏa Thánh Địa làm nơi nương tựa. Đây rõ ràng chính là phản bội. Sao nàng có thể làm như thế?
Chẳng lẽ không có nghĩ tới nếu nàng làm như vậy sẽ mang đến tai nạn như thế nào cho Xích Tiêu Tông sao? Tiện nhân đáng chết. Xích Tiêu Tông bồi dưỡng nàng đến cao vị nhị trưởng lão, vậy mà nàng hồi báo Xích Tiêu Tông như thế. Thánh chủ, ta dùng anh linh lịch đại tông chủ Xích Tiêu Tông xin thề, ta thật không biết tiện nhân Bạch Trầm Hương kia đã làm loại ra chuyện đại nghịch bất đạo này. Xin thánh chủ cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ dẫn Bạch Trầm Hương ra, tự tay bắt sống, giao cho thánh chủ. Xích Tiêu Tông chủ rốt cuộc cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây là hoài nghi toàn bộ Xích Tiêu Tông bọn hắn đều thành nội ứng của Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như không giải thích rõ ràng, Xích Tiêu Tông sẽ triệt để xóa tên khỏi La Phù. Nghĩ tới đây, tông chủ Xích Tiêu Tông lên cơn giận dữ, hận không thể đem Bạch Trầm Hương ăn sống nuốt tươi. Thánh chủ, đã điều tra xong. Khương Phàm kéo lấy Hoa Vị Ưu nửa chết nửa sống trở lại Thánh Địa, đi thẳng đến trước điện. Hoa Vị Ưu. Bọn người Tất Nguyên Lãng đồng loạt nhìn về phía gia hỏa đẫm máu trong tay Khương Phàm. Bạch Trầm Hương hiến thân cho điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình, cũng đem toàn bộ chuyện của chúng ta nói ra ngoài. Mục tiêu Ly Hỏa Thánh Địa không phải ở La Phù, mà là muốn lợi dụng cơ hội La Phù cùng Hoàng Triều khai chiến, dẫn bạo Đại Hoang Thâm Uyên, phóng thích hắc ám vô biên, nuốt hết Đại Hoang, La Phù. Khương Phàm nói xong, hung hăng ném Hoa Vị Ưu xuống đất. Đám người Tất Nguyên Lãng hít một ngụm khí lạnh, dẫn bạo Đại Hoang Thâm Uyên. Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi sao? Một khi vực sâu bị hủy diệt, hắc ám sẽ không cách nào khống chế được, sẽ bao phủ mấy vạn dặm sông núi. Đó là cảnh tượng như thế nào, lại sẽ có bao nhiêu sinh linh chết thảm? Đây là chuyện Thánh Địa có thể làm sao? Đồ hỗn trướng! Vô Hồi Thánh Chủ nắm chặt hai tay, vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù đã dự đoán đến loại khả năng này, nhưng nàng càng muốn Ly Hỏa Thánh Địa sẽ trực tiếp khởi xướng tiến công, cũng tin tưởng Ly Hỏa Thánh Địa sẽ chọn dùng cách này đến báo thù, cho nên nghiêm khắc tra khảo Xích Tiêu Tông phải chăng trong đó quỷ. Nhưng sự thật lại là chuyện không nguyện ý nhất nhìn thấy nhất kia. Đây không phải chuyện đơn giản như bọn hắn phát trận hồng thủy tại Hoang Mãng Nguyên, đây là sinh linh chân chính lầm than, cực khổ. Khương Phàm chau mày, Ly Hỏa Thánh Địa thật sự là Thánh Địa làm bậy, đầu tiên là dùng người sống luyện đan. Sau là dẫn bạo Đại Hoang, cái này không phải bảo vệ dân chúng, đây là xem dân chúng như sâu như kiến. Tất Nguyên Lãng đứng dậy hô to. Thánh chủ, Xích Tiêu Tông nguyện làm thúc đẩy, liên hợp các tông, chống cự Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Phàm hừ một tiếng. Các ngươi ai cũng sẽ không được rời khỏi đây. Ngươi có chuyện gì ở nơi này? Tất Nguyên Lãng hận thấu cái tên Khương Phàm này. Các ngươi tới qua Thánh Địa mấy lần, gặp qua Thánh Chủ mấy lần. Đối với nơi này có bao nhiêu trung thành. Thứ các ngươi có chỉ là e ngại mà thôi. Nếu như tương lai Ly Hỏa Thánh Địa tiến công La Phù, lại lấy được ưu thế gì, rất có thể các ngươi liền sẽ tìm tới Bạch Trầm Hương, tìm Ly Hỏa Thánh Địa nương tựa. Khương Phàm không phải cố ý hãm hại Xích Tiêu Tông, mà đó là vết xe đổ, không thể không phòng. Dù sao Xích Tiêu Tông cũng chỉ là uy lực một tông, nhiều thêm bọn hắn không nhiều, thiếu đi bọn hắn cũng không sao, lý do an toàn. Vẫn là phải khống chế lại. Ngươi, nói bậy nói bạ. Tỉnh lại đi, nói không chừng chiến tranh vừa mới bắt đầu, Bạch Trầm Hương liền sẽ bí mật tìm được các ngươi, sau đó xúi giục các ngươi. Khương Phàm nói xong, lại nói với Vô Hồi Thánh Chủ. Trước khi chuyện chưa được giải quyết, xin để toàn bộ bọn hắn ở lại nơi này, một kẻ cũng không thể thả đi. Tất Nguyên Lãng vội vàng thỉnh cầu. Thánh Chủ, chúng ta tuyệt đối sẽ không ruồng bỏ La Phù. Xin cho cơ hội lấy công chuộc tội. Toàn bộ tạm giam vào địa lao. Vô Hồi Thánh Chủ đương nhiên sẽ không để lại tai họa ngầm cho mình, cũng đúng lúc mượn cơ hội này, trấn nhiếp các tông La Phù. Đệ tử ngoài điện ôm quyền lĩnh mệnh, không để ý bọn người Tất Nguyên Lãng cầu khẩn, toàn bộ đều kéo đi. Bạch Nguyệt nói, Thánh Chủ, Ly Hỏa Thánh Địa đã phát rồ, nếu có thể nghĩ đến dẫn bạo Đại Hoang, liền còn có thể nghĩ đến thủ đoạn rất tàn nhẫn. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị tốt toàn diện. Vô Hồi Thánh Chủ trầm ngâm thật lâu, hạ lệnh. Khương Phàm, về Thiên Sư Tông, dùng Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, cửu công chúa Lang Gia Hoàng Triều làm giao dịch, đàm phán cùng Lang Gia Hoàng Triều, hóa giải ân oán hai bên. Ta đã hiểu. Khương Phàm chưa từng có phần kiên trì, bây giờ xác thực không nên lại cùng Lang Gia Hoàng Triều quá phận dây dưa. Thả người của Hoàng Thất đi, lại công bố tin tức Khương Hồng Võ đột phá. Cùng quy củ mới của Vô Hồi Thánh Địa, đủ để khiến cho Hoàng Thất từ bỏ xâm lấn. Mà,
bây giờ có thể thả đi, tương lai còn có thể bắt trở lại. Truyền lệnh các tông La Phù, linh hồn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, toàn bộ đến Vô Hồi Thánh Địa tập kết. Mặc dù Vô Hồi Thánh Chủ hy vọng có thể hung hăng giáo huấn Lang Gia Hoàng Triều, nhưng nhiệm vụ thiết yếu vẫn là phải ứng phó Ly Hỏa Thánh Địa. Thực lực bản thân Ly Hỏa Thánh Địa kỳ thật rất bình thường, nhưng bọn hắn lại có mối quan hệ tốt với rất nhiều cường giả. Ta đi làm cái này. Khương Phàm quay người rời khỏi. Vô Hồi Thánh Chủ an bài nói. Bạch Nguyệt, về vực sâu đóng giữ, phối hợp Lâm Thiên Lộc bảo vệ phong ấn. Đã hiểu, ta, Lâm Thiên Lộc, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, sẽ không tiếc mọi thứ bảo vệ vực sâu. Chờ một chút, các ngươi lại đến Chí Tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ, liền nói nếu Đại Hoang có biến, chắc chắn Vương quốc Hắc Ám sẽ chịu liên lụy, mời bọn họ tự mình cân nhắc. Thánh chủ yên tâm. Bạch Nguyệt nhảy vọt lên, rời khỏi thánh địa. Vô Hồi Thánh Chủ nhắm lại hai mắt. Người đâu, truyền lệnh Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, phong tỏa Bắc Bộ La Phù, cảnh giác Hoang Mãng Nguyên. Lập xuống 300 tòa bia đá, trải rộng khu vực giao giới cho ta, phong tỏa toàn diện La Phù, kẻ tự tiện đi đến, giết không tha. Quốc quân được La Phù mời thương lượng đàm phán với Lang Gia Hoàng Triều. Tin tức Bạch Hổ Tông đứng hàng thập bát tông La Phù, Khương Hồng Võ tiến vào Niết Bàn Cảnh, cùng thập bát tông La Phù mới thêm hai vị trưởng lão được Vô Hồi Thánh Địa bảo vệ, cho Hoàng Thất Lang Gia chấn động rất lớn. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nội bộ trước mắt Hoàng Triều xác thực cũng không thích hợp khai chiến nữa, cuối cùng Hoàng Thất tiếp nhận điều giải. Cũng chính thức tỏ rõ với thiên hạ, trải qua quốc quân hòa giải điều tiết, Lang Gia Hoàng Triều nguyện ý hòa giải cùng các tông La Phù. Hoàng Triều giải trừ truy nã đối với Khương Gia, Nạp Lan Gia, phân tán cường giả tập kết tại Nam Cương Đông Cương. La Phù thì trả lại thành viên Hoàng Thất, Đại Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử, cùng cửu công chúa. Sở dĩ dùng danh nghĩa quốc quân cường điệu, chủ yếu là giữ lại mặt mũi hai bên cho mình. Dù sao ai cũng không nguyện ý để bên ngoài cho rằng là mình hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể không thỏa hiệp, mà nhận lấy cảm hóa, nguyện ý buông xuống ân oán. Hai bên cao điệu tuyên bố, lần nữa mang theo oanh động, quốc quân thịnh truyền thiên hạ. Khương Phàm, không phải ngươi rất ngông cuồng sao, không phải ngươi muốn giết chết chúng ta sao? Cuối cùng vẫn không phải mà phải trả chúng ta về. Rốt cuộc đại hoàng tử cũng đi ra khỏi thiết lao, hắn thoát được liền rất hưng phấn, cùng với những tức giận kiềm chế, để khuôn mặt anh tuấn của hắn vặn vẹo dữ tợn. Khương Phàm mặt mỉm cười, nói. Mời đi cho, sau này chúng ta còn gặp lại. Điện hạ, mời. Người của hoàng thất cầm áo khoác lộng lẫy, chuẩn bị phủ thêm cho bọn hắn. Tam hoàng tử vội vàng gói kỹ lưỡng, cửu công chúa thờ ơ, đại hoàng tử thì hất bọn hắn ra, đi đến trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm lại mỉm cười. Đại hoàng tử không nỡ đi sao? Đại hoàng tử hừ cười hai tiếng, giơ tay lên, vỗ vỗ mặt Khương Phàm. Có phải trong lòng rất uất ức hay không? Đừng giả bộ, đến đây, mắng hai câu. Liền mắng chính ngươi vô năng, mắng ngươi ngu xuẩn, mắng ngươi. Sinh ra đã làm thần tử. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng. Ta có phải thần tử hay không? Bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng ngươi đời này vô duyên với hoàng vị. Là đã xác định. Ngươi hẳn là rung động một câu, sinh vì đích, cả đời làm thần thần tử của vua. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm xuống, một tay bóp lấy cổ Khương Phàm, kéo đến trước mặt hắn. Ngươi đợi đấy cho ta, hôm nay thả ta rời khỏi, là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Khương Phàm bắt lại cổ tay hắn, nhẹ nhàng dùng sức, tiếng xương nứt răng rắc để đại hoàng tử hô đau mà buông tay. Đại hoàng tử đừng có gấp nói những lời này xuống trước. Chờ ngươi làm được ngày đó rồi nói sau. Đại hoàng tử hung hăng hất tay Khương Phàm ra, lui lại hai bước, lại quét mắt nhìn người của Thiên Sư Tông cùng Bạch Hổ Tông trong điện. Chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng không phải ở chỗ này, mà là trong Thiên Lao Hoàng Thất. Mặc kệ nam tử hay là nữ tử, đều sẽ sống không bằng chết. Đại ca, chúng ta phải đi. Cửu công chúa từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chỉ là khi nhìn về phía Khương Phàm. Đáy mắt thanh lãnh lại hiện lên tia tàn nhẫn thấu xương. Chỉ có tam hoàng tử giả là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lại còn có thể còn sống sót đi ra khỏi địa lao, xem ra có thể trở lại hoàng thành hưởng thụ tiếp mấy năm. Bọn người Sử Huyên đâu? Đại hoàng tử phủ thêm áo khoác lộng lẫy, hơi ngẩng đầu, khôi phục vẻ cao ngạo cường thế đã từng. Một vị tộc lão hoàng thất nói. Bọn hắn còn phải ở lại đây.
vì sao không cùng theo chúng ta trở về? Đại hoàng tử còn đang trông cậy vào bọn hắn củng cố địa vị của mình. Chỉ cần lục hoàng tử không có chính thức đăng cơ, mình còn có cơ hội. Không có trong thỏa hiệp. Ta hỏi là vì sao? Ngài còn không hiểu rõ tình huống, trên đường trở về từ từ giải thích với ngài. Tộc lão hoàng thất bất đắc dĩ lắc đầu, lần đàm phán giao dịch này không phải là bởi vì hoàng thất có ưu thế áp đảo gì khiến cho các tông la phù thỏa hiệp, mà là hai bên đều đã đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ mới tiến hành hòa giải. Bây giờ không thả người, sớm muộn vẫn là phải thả người. Đại hoàng tử hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm mắt Khương Phàm, lúc này mới quay người rời khỏi. Khương Phàm, sau này chúng ta còn gặp lại, hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Cửu công chúa tiếp nhận áo khoác thị vệ đưa tới, được mọi người bảo vệ rời khỏi đại điện. Sau khi đội ngũ hoàng thất rời khỏi Thiên Sư Tông, bọn người Khương Phàm nhanh chóng hoàn thành tập kết, khởi hành chạy tới Vô Hồi Thánh Địa. Các tông còn lại liên tiếp khởi hành, linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên trở lên đều hành động toàn bộ. Có giáo huấn của Xích Tiêu Tông, không có người nào dám ngỗ nghịch ý chỉ thánh địa. Thành Bát Bảo, Hồng Liên Đan Tông trở thành hai lực lượng mạnh nhất La Phù, phụ trách cảnh giác Tây Cương. Thường Lăng từ biệt quốc quân lưu luyến không rời, gia nhập đội ngũ Thiên Sư Tông, cùng tiến về Vô Hồi Thánh Địa. An Nhiên, cho cô thứ này. Khương Phàm mặt dạn mày dày, cùng Dạ An Nhiên ngồi trên một con vân tước, đưa ngũ hành thạch cho nàng. Đưa ta tảng đá. Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ, ta thấy ngươi càng giống tảng đá. Khương Phàm cố gắng nhét cho Dạ An Nhiên. Đây là ngũ hành thạch, Tô Triệt của Đại Diễn Thánh Địa dùng nó trao đổi thi thể Thanh Bằng với U Dương Yên, nói là từ bầu trời thiên khải bí cảnh rơi xuống. Dạ An Nhiên hồ nghi nhìn Khương Phàm, ngưng tụ lại ngũ hành phù văn sáng tỏ thanh tịnh, che đậy bên trên ngũ hành thạch. Ngũ hành thạch bình tĩnh dâng lên tia sáng lộng lẫy, rạng rỡ chói mắt. Năng lượng ngũ hành mênh mông không ngừng liên tục bốc hơi, dung nhập phù văn. Phù văn vặn vẹo, kịch liệt lay động, suýt chút nữa không chịu nổi năng lượng mà nổ tung. Dạ An Nhiên giơ ngũ hành phù văn lên, kinh ngạc nhìn tảng đá khôi phục lại bình tĩnh. Thật sự có uy lực ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các loại năng lượng vô cùng cân đối, giống thuần, khí tức tự nhiên, túy nhất nguyên thủy nhất. Khương Phàm nói. Đồ rơi xuống bên trong thiên khải bí cảnh thường thường là từ thượng giới tranh đoạt kịch liệt đến mức vỡ nát địa tầng của bọn hắn, cũng chính là bầu trời của thiên khải bí cảnh. Vật như vậy thường thường đều vô cùng quý giá, cũng ẩn chứa lực lượng phi phàm. Giống như không phải tảng đá. Dạ An Nhiên đưa hai tay bưng lấy tảng đá, định thần cảm nhận. Không phải tảng đá. Giống như có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Dạ An Nhiên đứng dậy, la lên gọi Dạ Thiên Lan ở trước mặt. Phụ thân, tới đây, mau tới đây. Dạ Thiên Lan đang ngồi xếp bằng bên trên vân tước trước mặt, làm bộ không nghe thấy. Độc Cô trưởng lão bên cạnh đáp vân tước tới gần hắn. Tông chủ, An Nhiên ở phía sau gọi ngài. Im miệng, chuyện vợ chồng trẻ, người mù hay sao, xen vào cái gì? Dạ Thiên Lan tưởng rằng Dạ An Nhiên không có tha thứ Khương Phàm, không muốn cùng ngồi với hắn. A, à, Độc Cô trưởng lão giật mình. Cũng làm bộ không nghe thấy, ngồi trên vân tước nhắm mắt dưỡng thần. Phụ thân, Dạ An Nhiên thúc giục vân tước vào tới phía trước nhất. Dạ Thiên Lan cự tuyệt nói. Ta muốn tu luyện, năng lượng quá mạnh, không thể nào cùng ngươi ngồi chung vân tước. Ngươi ủy khuất ngồi cùng Khương Phàm một lúc. Cái gì chứ, ngươi xem cái này một chút, Khương Phàm tặng cho ta. Dạ An Nhiên giơ ngũ hành thạch lên ra hiệu với phụ thân. Khương Phàm, ngươi quá mức thật. Dạ Thiên Lan nhướng mày, đưa tảng đá. Đây chính là thái độ cầu xin tha thứ. Cho dù là nhào tới cưỡng ép thân hai cái cũng được mà. Vậy mà đưa tảng đá, thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Khương Phàm dở khóc dở cười. Đây là ngũ hành thạch. Dạ An Nhiên nói. Đây không phải ngũ hành thạch. Ngươi xem, còn lừa gạt khuê nữ ta. Khương Phàm, ngươi thật quá phận. Dạ Thiên Lan càng tức giận hơn. Dạ An Nhiên ném ngũ hành thạch cho Dạ Thiên Lan. Phụ thân, ngài vẫn nên điều tra thêm, bên trong giống như có một nguồn năng lượng rất đặc thù. Dạ Thiên Lan vừa tiếp được ngũ hành thạch, sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng là thiên thư linh văn, còn thăng hoa đến thánh văn, đối với uy lực ngũ hành vô cùng mẫn cảm. Đây quả thật là không phải tảng đá không thể nào ẩn chứa lực lượng ngũ hành bành trướng lại tinh khiết như vậy,
bên trong còn giống như đang có năng lượng khuấy động mãnh liệt hơn. Khương Phàm ngạc nhiên giơ lông mày lên, không phải ngũ hành thạch còn có thể là cái gì. Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại hoang tù thiên trận còn trông cậy vào Dạ An Nhiên áp trận nữa. Dạ Thiên Lan ngưng tụ lại ngũ hành phù văn, hấp thụ uy lực, tảng đá, ngũ hành. Phù văn nhanh chóng tràn đầy, ánh sáng rạng rỡ, chiếu rọi dãy núi, dao động cường thịnh gây nên uy lực dung chuyển tự nhiên giữa đất trời. Dạ Thiên Lan ném mênh mông phù văn đi, ngay sau đó ngưng tụ lại phù văn thứ hai, tiếp tục hấp thụ uy lực, tảng đá, ngũ hành. Sau đó là cái thứ ba, đạo thứ tư. Lấy cảnh giới cùng thánh văn của Dạ Thiên Lan, ngũ hành phù văn ngưng tụ được vô cùng cường đại, có thể tùy tiện phá hủy một mảnh sơn lâm, nhưng tảng đá ẩn chứa uy lực ngũ hành lại vượt xa tưởng tượng. Dạ Thiên Lan ngồi từ giữa trưa đến đêm khuya, từ đêm khuya đến giữa trưa ngày thứ hai, lại đến trạng vạng tối, trước sau ngưng tụ ra 319 đạo ngũ hành phù văn, cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu hao năng lượng, tảng đá, đến hầu như không còn nữa, đồ bên trong rốt cuộc cũng hiển hiện ra. Ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu dáng chiều. Mờ thanh ù ù, vang vọng dãy núi. Các cường giả Thiên Sư Tông Bạch Hổ Tông liên tiếp dừng lại, kinh ngạc nhìn phiến ánh sáng trong tay Dạ Thiên Lan kia. Dạ Thiên Lan từ nhảy xuống khỏi vân tước, đứng ở đỉnh núi, rung động nhìn đoàn quang ảnh bên trong kia. Đó là cái thứ gì? Một tiểu thế giới. Dạ An Nhiên khó có thể tin được mà nhìn đoàn bóng dáng kia. Mê vụ mịt mờ, mãnh liệt nhấc lên, tựa như mây như biển. Trong sương mù bầy biện ra cảnh tượng bất đồng, có vạn đạo lôi đình xé rách mê vụ, có đại địa oanh minh như thủy triều lao nhanh, càng có ngàn vạn rừng rậm sinh cơ bừng bừng. Kỳ quang lượn lờ, liên tục thay đổi, giống như là đang dựng dục thế giới hoàn toàn mới. Hạt giống ngũ hành. Sau khi Dạ Thiên Lan cẩn thận điều tra, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng trong sương mù là cái gì. Một hạt giống kỳ diệu tỏa ra tia sáng vô tận. Mênh mông uy lực ngũ hành. Cảnh tượng mê vụ phi phàm, tỏ rõ thân phận của nó, hạt giống ngũ hành. Ngươi lấy được từ đâu? Dạ Thiên Lan tranh thủ thời gian che đoàn ánh sáng kia, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Khương Phàm lắc lư ánh mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Là hạt giống. Cái khái niệm này có thể hoàn toàn khác tảng đá ẩn chứa năng lượng ngũ hành. Ngũ hành hạt giống tự nhiên, ngụ ý trưởng thành, diễn biến, cùng khả năng vô hạn. Tô Triệt chắc chắn sẽ không nghĩ đến, bên trong một hòn đá vậy mà lại có khác càn khôn. Lấy được từ bên trong thiên khải bí cảnh. Khương Phàm sâu hít một hơi, lấy lại tinh thần, nhưng vẫn kích động đến phát nhiệt toàn thân. Cái này tốt nhất là vật vô chủ, nếu có bí mật gì, đây chính là tai họa ngập đầu. Dạ Thiên Lan kích động, nhưng lại cảm nhận được nguy cơ. Mặc kệ nó, chúng ta đạt được, chính là của chúng ta. An Nhiên, mau trồng nó vào khí hải. Khương Phàm không kịp chờ đợi thúc giục Dạ An Nhiên, mau chóng khống chế, mau chóng che giấu khí tức. Nhanh nhanh nhanh, Khương Phàm đưa cho con tín vật đính ước, cất kỹ. Dạ Thiên Lan đem nhét hạt giống ngũ hành vào trong tay Dạ An Nhiên, kích động lại vui mừng, Khương Phàm vẫn rất để ý khuê nữ bảo bối của hắn. Khương Phàm dở khóc dở cười, một hạt giống liền mua được ngài rồi. Phụ thân, hay là ngài dùng đi, ngài thích hợp hơn. Dạ An Nhiên từ trong lúc khiếp sợ đã hoàn hồn lại, mặc dù rất khát vọng cũng rất chờ mong, nhưng đúng lúc phụ thân là linh hồn cảnh đỉnh phong, cơ duyên như vậy có lẽ có thể làm cho hắn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Khương Phàm vội vàng nói, cô thích hợp hơn, vô hồi thánh địa đang chuẩn bị hành động bí mật, cần cô phụ trách. Trước đó còn hơi nghi ngờ, rốt cuộc Dạ An Nhiên có thể khống chế ở Đại Hoang Tù Thiên Ấn hay không, có thể chống lên Đại Hoang Tù Thiên Trận hay không. Tù Thiên Ấn là trọng tâm của Đại Hoang Tù Thiên Trận, không chỉ cần phải phóng thích năng lượng ngũ hành, càng phải khống chế lại 5 loại đại ấn khác. Mặc dù có U Linh Ấn phối hợp, nhưng dù sao khống chế 5 loại đại ấn khác cũng là hắn, và những cường nhân cơ lăng huyên đây. Nếu như thực lực Dạ An Nhiên không đủ, năng lực trưởng khống không được, rất khó chống lên Đại Hoang Tù Thiên Trận chớ nói chi phát huy uy lực phong ấn. Nhưng thật không nghĩ tới, cơ duyên đột nhiên tới như vậy, lại mãnh liệt như vậy. Dạ Thiên Lan và Dạ An Nhiên nghe Khương Phàm giải thích xong chuyện Đại Hoang Ấn, đều thật hít một hơi thật sâu. Vô hồi thánh địa lại còn có được bí mật như vậy. Vô hồi thánh địa lại còn đang chuẩn bị triệt để phong ấn Đại Hoang. Vô hồi thánh chủ lại còn đề nghị Khương Phàm,
để Dạ An Nhiên trở thành trưởng khống giả trung tâm bộ đại trận tuyệt đối kinh thế kia. An Nhiên yên tâm, cô cứ việc bỏ hạt giống ngũ hành vào khí hải, không cần cố kỵ nó có bí mật gì, sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Chờ khác đại hoàng ấn đều tìm được chủ nhân, bảy người chúng ta chính là đồng bạn thân mật nhất, dựa vào nhau mà tồn tại, cùng nhau trưởng thành. Mặc kệ đứng trước cái gì, chúng ta cùng chống với cô. Khương Phàm quá kích động, có năng lượng cốt lõi tuyệt đối, những thứ khác đều dễ nói. Dạ Thiên Lan thay Dạ An Nhiên vui mừng, một hạt giống, một đại ấn, đủ để mở rộng con đường tương lai cho nữ nhi của hắn, có được nhân sinh càng đặc sắc hơn, huy hoàng hơn. Dạ An Nhiên dưới ánh mắt cổ vũ của Khương Phàm và Dạ Thiên Lan, nhẹ gật đầu, tiếp nhận hạt giống ngũ hành, bỏ vào trong miệng. Dạ Thiên Lan lập tức ngồi xếp bằng, ngưng tụ phù văn, bảo vệ Dạ An Nhiên dung hợp. Công tử, xảy ra chuyện gì? Bọn người Yến Tranh đều gom lại trên đỉnh núi. Chuyện tốt. Khương Phàm không có nhiều lời, phần bí mật này có thể bảo vệ thì tốt nhất vẫn nên bảo vệ, người biết càng ít càng tốt. Hạt giống ngũ hành, tiềm lực quá kinh khủng. Một khi tin tức bị bại lộ, đừng nói thánh địa thiên hạ sẽ sao động, hoàng tộc đều sẽ ngấp nghé. Thường Lăng đoán được là ngũ hành thạch, nhưng không nghĩ tới hạt giống ngũ hành, cho nên nàng cảm thấy rất kỳ quái mà nhìn bộ dáng kích động đến hai mắt sáng lên của Khương Phàm, bộ dáng này là sao? Ly Hỏa Thánh Địa, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng đột nhiên dựng thẳng lên 300 tòa bia đá hai bên đường ranh giới, gây nên oanh động tại Hoang Mãng Nguyên, cũng để cho Ly Hỏa Thánh Địa cảnh giác. Vô Hồi Thánh Địa muốn làm gì? Vì sao đột nhiên ở thời điểm này lại dựng bia đá lên, còn cao điệu như thế? Sau khi Đường Thiết Bình nhận được tin tức lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Đệ tử thân truyền của Đường Thiết Bình, Diệp Dương Vinh nói. Trên tấm bia đá viết là La Phù Phong bế toàn diện, kẻ tự tiện đi đến, giết không tha. Lời này rõ ràng mang theo sát khí cùng địch ý, rất có thể là đang nhằm vào chúng ta. Dựa theo bố trí của Ly Hỏa Thánh Địa bọn hắn, sau khi nhóm tử sĩ đầu tiên đã bí mật điều tra rõ ràng bố trí tại Đại Hoang, giai đoạn thứ hai chính là những bằng hữu kia, bọn họ sẽ lấy thân phận tán tu tiến vào La Phù Sơn Mạch, tùy thời hành động. Nhưng bây giờ Ngụy Thiên Thu lại dựng bia đá, bằng hữu của bọn hắn mặc kệ ngụy trang thành cái gì, lấy danh nghĩa gì cũng đều không có cách nào tiến vào. Đường Thiết Bình cau mày, không quan tâm có thể đi đến hay không, cảnh giác chính là điểm thời gian này. Địch Vân đi được mấy ngày rồi? Diệp Dương Vinh nói. Chừng 10 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ hẳn là đã tra rõ ràng bố trí tại vực sâu, đang trở về. Hoa Vị Ương có chút bận tâm. Có phải là bị phát hiện, mới khiến cho Vô Hồi Thánh Địa cảnh giác hay không? Bạch Trầm Hương lắc đầu nói. Các tông La Phù bây giờ đều đặt tinh lực nhằm vào Lang Gia Hoàng Triều, tinh lực chủ yếu của Vô Hồi Thánh Địa từ trước đến nay là tại Đại Hoang, rất ít khi tuần sát La Phù. Nếu như bọn hắn không náo ra chuyện đặc biệt oanh động thì không thể nào bị phát hiện được. Đường Thiết Bình hỏi, có thể nghĩ cách trà trộn đi vào điều tra không? Diệp Dương Vinh nói, Vô Hồi Thánh Địa bố trí số lượng lớn cường giả tại gần tiếp tuyến, muốn trà trộn vào rất khó, trừ phi đường vòng đến nơi khác. Thế nhưng, nếu như vậy thì thời gian sẽ kéo quá lâu. Khoảng cách dẫn bạo đại hoang còn lại 18 ngày, không kịp đi điều tra. Đường Thiết Bình chậm rãi lắc đầu, lúc trước cũng bởi vì nghe Bạch Trầm Hương nói. Muốn chờ Lang Gia Hoàng Triều cùng La Phù khai chiến mới hành động, cho nên những chuẩn bị trước đó đã cố ý đè lại tốc độ, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Bạch Trầm Hương lo lắng cho hài tử của mình, đề nghị. Nếu như thời gian không kịp thì trực tiếp tấn công mạnh Vô Hồi Thánh Địa, nhấc lên chiến tranh, sau đó thừa dịp loạn sắp xếp người trà trộn vào La Phù, vòng vào Đại Hoang Thâm Uyên, trực tiếp dẫn bạo nơi đó. Hoa Vị Ương lo lắng ca ca bị vây ở La Phù không ra được. Chúng ta tấn công càng mãnh liệt thì Vô Hồi Thánh Địa từ La Phù, từ vực sâu, điều người đến càng nhiều, lực lượng nơi vực sâu liền sẽ yếu ớt, chúng ta chỉ cần rất ít người, liền có thể dẫn bạo nơi đó. Không thể làm. Đường Thiết Bình lắc đầu. Ly Hỏa Thánh Địa trung quy vẫn là Thánh Địa luyện đan sư nhiều, số lượng cường giả có hạn, không đủ cùng Vô Hồi Thánh Địa ngạnh kháng. Mặc dù bọn hắn tập kết rất nhiều, bằng hữu, nhưng dù sao cũng đều là đến giúp đỡ. Nếu như Thánh Địa dẫn bạo đại hoang trước, trọng thương Vô Hồi, những bằng hữu kia khẳng định sẽ tận hết sức lực phối hợp tiến công. Nhưng muốn bọn hắn ra tay lên tiến công trước, liều mạng tử chiến, chỉ sợ có chút khó khăn.
Bạch Trầm Hương đột nhiên hỏi. Ly Hỏa Thánh Địa có quan hệ tốt với Thánh Địa nào hay không? Liên thủ lại tiến công Vô Hồi Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa là Thánh Địa đan dược, cùng tất cả đại Thánh Địa khu Đông Nam đều có qua lại, để bọn hắn phối hợp làm chút chuyện bình thường bọn hắn sẽ không từ chối, nhưng muốn bọn hắn tiến công Thánh Địa, tuyệt đối không thể nào. Đường Thiết Bình đã hiểu ý tứ Bạch Trầm Hương, nhưng Thánh Địa Thiên Hạ tồn tại với ý nghĩa là bảo vệ dân chúng, giữa nhau có thể có mâu thuẫn nhưng lại không thể có chiến tranh, càng không thể xuất hiện sự kiện ác liệt vây bắt hủy diệt một Thánh Địa nào đó. Cho nên bọn hắn mới đề nghị Thánh Chủ, trước tiên dẫn bạo đại hoang, tạo ra chuyện ngoài ý muốn, sau đó lại công bố tin tức Vô Hồi Thánh Địa khi nhục Ly Hỏa Thánh Địa, thừa cơ báo thù. Như thế Vô Hồi Thánh Địa sẽ hoàn toàn biến mất, không có tư cách lại xưng Thánh Địa, cho dù các Thánh Địa khác có ý kiến, cũng sẽ không lại cưỡng ép ra mặt. Nhưng khai chiến trước, lại dẫn bạo đại hoang, tính chất đã thay đổi hoàn toàn. Cái gì cũng không cần nói nữa, vẫn là dẫn bạo đại hoang trước, sau đó lại tấn công Vô Hồi. Không cần xen vào nữa chuyện Lang Gia Hoàng Triều cùng La Phù nữa, Diêm La Điện, Võ Cực Điện, còn có đám tán tu tuyển định, ngày mai liền chuẩn bị hành động. Mặc kệ lách qua bao xa, đều phải vòng vào đại hoang, bôn tập vực sâu. Đường Thiết Bình đứng dậy, đi đến thông bẩm với Thánh Chủ. Hoa Vị Ương thấp giọng hỏi. Mẫu thân, đại ca sẽ không có chuyện gì chứ? Hẳn là sẽ không, thực lực bọn hắn không mạnh không yếu, sẽ không gây ra chú ý đặc biệt gì. Ta đoán hẳn là có chuyện gì khác đang kích thích đến Vô Hồi Thánh Địa. Ca ca ngươi bọn bây giờ hẳn là đang trốn ở La Phù, tìm cơ hội về Hoang Mãng Nguyên, ngươi không cần lo lắng, Bùi Vị Lạc ở lại Ly Hỏa Thánh Địa, ta cùng Đường Thiết Bình tiến vào Đại Hoang. Ngươi cũng đi. Đây là cơ hội biểu hiện, sao ta có thể bỏ lỡ? Vô Hồi Thánh Chủ vui mừng đứng dậy. Hạt giống ngũ hành, mau tới đây, ta xem một chút. Dạ An Nhiên hành lễ với Vô Hồi Thánh Chủ. Sau đó đi đến đài cao. Trải qua 3 ngày 3 đêm dung hợp, hạt giống ngũ hành thành công cắm rễ bên trong khí hải của nàng, cũng không có cải tạo khí hải của nàng. Khí hải đã từng tràn đầy linh dịch biến thành mênh mông mê vụ, ánh sáng ngũ sắc lượn lờ, các loại dị tượng như ẩn như hiện, tựa như đang dựng dục núi non, cây rừng, mây mù. Để Dạ An Nhiên ngoài ý muốn chính là, bia đá trong khí hải lại bị ngũ hành tia sáng làm tan ra, chỉ để lại chữ cổ phía trên. Tỏa ra những tia sáng rạng rỡ, đang tung bay trong mông lung khí hải, giống như là tinh linh, cho khí hải của nàng tăng thêm mấy phần khí tức linh tú. Không nên chống cự, buông lỏng, buông lỏng. Vô Hồi Thánh Chủ ngưng tụ một sợi tia sáng tại đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào thiên thư thánh văn của Dạ An Nhiên. Thánh văn thức tỉnh, ánh sáng chói mắt. Thiên thư thánh văn linh động nổi lên tia sáng ngũ sắc. Dạ An Nhiên bình tĩnh đứng đấy, mặc cho Thánh Chủ dò xét mình. Kỳ thật nàng không chỉ thay đổi linh văn, năng lượng kỳ diệu còn cải thiện thân thể, từ kinh mạch đến mạch máu, đều đã trải qua thăng hoa, mà cho tới bây giờ vẫn còn tiếp tục. Ngươi chính là hy vọng của Vô Hồi, ngươi chính là lời thề ta đã chờ đợi 200 năm. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ tra xét rõ ràng, âm thanh kích động đều đang run rẩy. Khương Phàm cười hỏi, Thánh Chủ, An Nhiên có thể tiếp nhận Đại Hoang Tù Thiên Ấn không? Đương nhiên có thể. Nhất định có thể. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn chằm chằm Dạ An Nhiên, ngũ hành thể chất khó tìm nhất lại được nàng chờ đợi được, mà còn cường đại hơn so với mong muốn. Cứ như vậy, Đại Hoang Tù Thiên Trận có thể chính thức chuẩn bị. Từ hôm nay trở đi, An Nhiên, ngươi cứ đi theo bên cạnh ta, điều trị thân thể cho tốt. Hạt giống ngũ hành mặc dù là cơ duyên phi phàm, nhưng năng lượng rất mạnh, nếu như khống chế không tốt, có khả năng ngươi sẽ trở thành chất dinh dưỡng của nó. Chỉ khi ngươi có thể chân chính khống chế nó, thời điểm lợi dụng nó mới có thể xem như ngũ hành thể chất chân chính, ngũ hành chi nguyên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, linh văn của ngươi đều sẽ bởi vậy mà xuất hiện thăng hoa, có thể đại thừa thánh văn đều không phải là cực hạn. Vô Hồi Thánh Chủ đối với Dạ An Nhiên tràn đầy chờ mong. Toàn thân Dạ Thiên Lan nổi lên cơn sóng nhiệt, nữ nhi bảo bối của mình được làm đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ. Còn có thể tiếp tục thăng hoa linh văn. Niềm vui tới quá ngoài ý muốn, quá mãnh liệt. Khương Phàm, ngươi không cần phải để ý đến chuyện Ly Hỏa Thánh Địa. Chuyện lớn như vậy, ngươi cũng không quản được. Từ hôm nay trở đi, đem tinh lực toàn bộ để trên việc tu luyện. Về Vương quốc Hắc Ám trước, gọi Tịch Nhan trở lại đón thụ U Linh Ấn, lại đến Lạc Trùy Trọng Địa, tìm Cơ Lăng Huyên trở lại đón thụ Loạn Thiên Ấn. Về phần Tiêu Phượng Ngô ngươi nói,
đem đan dược truyền kỳ để lại đi, xem tình huống hắn thăng hoa, nếu như phù hợp với điều kiện, ta sẽ đem táng thiên ấn cho hắn. Nếu như không được, tìm những người khác. Vô hồi thánh chủ trước đó không đồng ý để thú linh văn tiếp quản táng thiên ấn, mà hy vọng dùng thổ hệ linh văn thuần túy, nhưng bây giờ đã có hạt giống ngũ hành, những cái khác cũng không cần phải quá so đo. Khương Phàm vui vẻ nói tạ ơn. Tiêu Phượng Ngô là tốt nhất, chắc chắn ngài sẽ không hối hận. Lại nói, ta không phải cũng phải thú linh văn, làm sao có thể tiếp quản phần thiên ấn. Sai hay không ta không biết, dù sao việc ngươi chạy nuốt riêng đại hoang tù thiên trận đi chính là thật. Vô hồi thánh chủ sao có thể không hiểu rõ chút tâm tư của Khương Phàm, tuy nhiên không quan trọng, chỉ cần có thể phong bế vực sâu, cuối cùng đại hoang tù thiên trận biến thành ai cũng không đáng kể, nói không chừng tương lai Khương Phàm còn phải tiếp quản vị trí thánh chủ đây. Khương Phàm xấu hổ cười cười, không tiếp lời. Tiểu gia hỏa, ta nhắc nhở ngươi một câu, sau khi vào lạc trùy trọng địa không cần vội vã đi ra, tôi luyện nhiều mấy tháng, khỏe mạnh thể phách. Uy lực đại hoang ấn vô cùng mạnh, không muốn mỗi lần phóng ra đều bị giày vò gần chết thì đem tố chất thân thể tăng lên tới cực hạn mà ngươi có thể làm được. Ngài yên tâm đi, ta có thể khống chế đại hoang ấn. Còn có, đồ đệ bảo bối quốc sắc thiên hương kia của ta, gặp mặt đừng loạn phát tình. Thánh chủ, gương mặt Khương Phàm co lại, khóc không ra nước mắt, ta là loại người này sao? Vô hồi thánh chủ khua tay nói. Nhanh đi chuẩn bị đi. Thánh chủ, vẫn phải để tâm ly hỏa thánh địa. Khương Phàm vừa muốn nhắc nhở, lại bị thánh chủ chặn ngang. Ta đã nói rồi, chuyện ly hỏa thánh địa không cần tiểu gia hỏa ngươi quan tâm. Coi như bọn hắn vượt qua vào đến đây, ta vẫn có thể gánh vác được. Chí tôn Kim Thành cùng hỗn độn tử phủ bên trong vương quốc hắc ám càng sẽ không để bọn hắn đến vực sâu làm càn. Bây giờ toàn thân vô hồi thánh chủ tràn đầy sức sống cùng kích tình đã lâu chưa có, rốt cuộc cũng đã phải chuẩn bị tù thiên trận, nếu quả thật có được hiệu quả dự trù, tâm nguyện ngàn năm của vô hồi thánh địa sẽ được hoàn thành. Nàng xứng đáng với tên thánh chủ, xứng đáng chờ mong của thánh địa, xứng đáng trọng thác của sư tôn đã chết. Bây giờ, tên khốn nào muốn ngăn cản nàng, ảnh hưởng đến nàng, nàng đều phải liều mạng. Vương quốc hắc ám là cái gì? Chí tôn Kim Thành, hỗn độn tử phủ là cái gì? Dạ Thiên Lan kỳ quái nhìn bọn hắn, những nơi gì đó hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Vẫn là phải cẩn thận chút, Thương Hàn Nguyệt, bọn người Tiêu Phượng Ngô, cũng phải sắp xếp người đón trở về, chớ bị ly hỏa thánh địa bắt đi. Khương Phàm nói xong, lúc này mới đem đan dược truyền kỳ để lại, quay người rời khỏi đại điện. Nếu như Tiêu Phượng Ngô không chịu thua kém, coi như táng thiên ấn đã tìm được chủ nhân. Cứ như vậy, bảy khối trong đại hoang ấn bên chỉ có diễn thiên ấn còn chỗ trống. Đi đâu tìm một hệ thánh linh văn đây? Chẳng lẽ nhất định phải dùng đinh linh lung? Khương Phàm lắc đầu, nếu không cần kiên quyết không thể dùng, bọn hắn cũng còn chỉ là linh nguyên cảnh, chỉ cần trước khi tiến vào linh hồn cảnh, giữa nhau liền còn có thời gian từ từ rèn luyện. Phượng Bảo Nam. Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến Phượng Bảo Nam, những ngày ở chung kia luôn cảm thấy linh văn của tên ấy có chút cổ quái, lại có thể kích thích đến linh văn của hắn. Là tính đặc thù của Phượng Vũ linh văn sao? Lúc đó cảm xúc đều rất kích động, chỉ lo muốn báo thù, cũng chưa kịp cẩn thận hỏi một chút. Khương Phàm, đến bên trong bảo các vô hồi thánh địa nhìn. Giọng Đan Hoàng bỗng nhiên tại vang lên trong đầu Khương Phàm. Ngài cần gì sao? Ta không cần, Tiêu Phượng Ngô ngươi nói kia cần. Có ý gì? Ta đã nói rồi, đan dược ta để lại không chỉ đơn giản là thăng hoa linh văn. Còn có năng lực gì? Kích phát tiềm lực thân thể, nhất là đối với thú linh văn, công hiệu rõ ràng hơn. Khương Phàm lập tức chạy tới bảo các. Có thể nói rõ chi tiết nói không? Thú linh văn sở dĩ hiếm thấy, một trong những nguyên nhân chủ yếu là huyết mạch đặc biệt trong thân thể. Nhưng khác biệt với loại huyết mạch truyền thừa thuần túy kia, loại huyết mạch này lực lượng rất yếu ớt, thời điểm thức tỉnh linh văn liền tiêu hao không nhiều. Nếu như thú linh văn dùng viên đan dược kia của ta sẽ thăng hoa linh văn, đồng thời sẽ còn kích phát lực lượng huyết mạch. Là kích phát lực lượng tổ mạch cấp độ sâu, nhưng đan dược mai táng 30.000 năm, dược hiệu hao tổn nghiêm trọng, chúng ta đến vô hồi thánh địa bảo các tìm xem có đồ đặc thù gì hay không, có thể bổ sung cùng dược hiệu đan dược. Ta thay Tiêu Phượng Ngô tạ ơn ngài trước. Khương Phàm càng chạy càng nhanh, chạy thẳng đến bảo các vô hồi thánh địa, Thái Linh Điện. Bên trong Thái Linh Điện rất náo nhiệt, không chỉ có đệ tử còn có trưởng lão,
đều ra ra vào vào mượn dùng đồ. Khương Phàm tìm tới trưởng giả Chấn Điện, sau khi hành lễ, hắn nói. Thánh chủ để cho ta tới tìm chút đồ, ta chỉ là nhìn có hay không, không mang ra đi. Lão nhân chớp chớp tầm mắt già nua. Khương Phàm, là ta, ngươi xem như gia nhập Thánh Điện rồi. Gia nhập, Thánh chủ không phải muốn ngươi đi ra bên ngoài quỳ lạy 66 ngày sao? Thánh chủ bây giờ nào có tinh lực để ý đến nữa? Khương Phàm xấu hổ cười cười, lão trưởng giả này biết vẫn rất nhiều. Lão nhân nắm quải trượng trống lên thân thể lưng còng của mình. Ngươi muốn tìm cái gì? Ta tìm xem chút, nếu quả thật có, ngài tự mình mang cho Thánh chủ, ta sẽ không loạn đụng. Theo ta vào đi. Lão nhân di chuyển thân thể già nua dẫn Khương Phàm vào Thái Linh Điện. Bắt đầu từ một tầng, dần dần tìm kiếm. Vô Hồi Thánh Địa là chủ nhân La Phù, thời gian truyền thừa đã lâu, nội tình hùng hậu, vũ khí, võ pháp, linh túy, đan dược nơi này, các loại cái gì cần có đều có. Nhưng từ một tầng tìm tới tầng 7, đan hoàng vẫn một mực rất vắng lặng. Lão nhân ngược lại rất có kiên nhẫn, bồi tiếp Khương Phàm đi lên từng tầng. Thỉnh thoảng còn nhìn hai mắt hắn, đáy mắt lóe ra ánh sáng dị thường. Yêu huyết thạch, sốt cuộc đan hoàng cũng lên tiếng. Cái này có thể sử dụng. Khương Phàm nhìn chằm chằm một tảng đá huyết sắc trên kệ hàng tinh kim, huyết khí nồng đậm, bốc hơi cuồn cuộn, mơ hồ muốn hóa thành hình dáng cự thú. Không thể dùng, chỉ là thật bất ngờ nơi này lại có yêu huyết thạch. Đây là sau khi đại yêu chết mai táng tinh huyết biến thành, không chỉ có giữ lại tinh hoa huyết dịch khi còn sống. Còn ẩn chứa hồn khí, nếu như có thể xác định thân phận nó, đối với người có được thú văn tương ứng mà nói là vật đại bổ. Chúng ta không quan tâm những chuyện đó, trước tiên phải tìm thứ có thể trợ giúp Tiêu Phượng Ngô. Khương Phàm rời khỏi tầng này, tiếp tục đi lên. Không cần sao. Lão nhân một mực mang theo Khương Phàm đến tầng thứ 8. Còn có thể đi lên sao? Phía trên là bảo bối siêu tập bên trong Vương quốc Hắc Ám. Chỉ có Túc Lão cùng Thánh Chủ có tư cách tiến vào. Ta chính là phụng lệnh Thánh Chủ tới. Lão nhân không dây dưa nhiều với Khương Phàm, đi đến phía trước mở ra cửa đá nặng nề, mang theo hắn đi đến tầng thứ 9 rộng rãi. Địa Hoàng Tinh. Đan Hoàng xuyên thấu qua hồn phách Khương Phàm, cảm nhận được một nguồn khí tức phi phàm. Khương Phàm lập tức tìm theo Đan Hoàng chỉ dẫn, đi đến trước một tủ lưu ly bị phong ấn. Bên trong là khối tinh thể màu tử kim, vàng tím tỏa ra khí tức hùng hồn, cách phong ấn đều có thể cảm nhận được cái cảm giác áp bách đến cơ thể kia. Tinh thể im ắng phiêu phù ở bên trong, chậm rãi nhúc nhích, không ngừng biến đổi bộ dáng, giống như là có sinh mệnh. Đan Hoàng sợ hãi thán phục. Đây đúng là địa hoàng tinh, là đại địa chi linh thai nghén, không chỉ có được đại địa mẫu khí, còn có sinh mệnh nguyên lực, sinh ra cực kỳ không dễ. Ngàn dặm đại địa. Đều chưa hẳn sẽ có một khối, mà còn chôn sâu dưới địa tầng. Hữu dụng không? Hữu dụng, chỉ là quá nhỏ. Nếu như không tìm thấy thứ thích hợp, liền dùng cái này phối hợp với đan dược. Lúc đầu Đan Hoàng không có hy vọng quá lớn, dù sao thứ thích hợp với đan dược cũng rất ít, không nghĩ tới thật đúng là đã phát hiện cái có thể sử dụng. Còn có thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu, phải xem tạo hóa của Tiêu Phượng Ngô. Khương Phàm mang theo Đan Hoàng lượn quanh một vòng tại tầng thứ 9, nhìn thấy rất nhiều bảo bối phi phàm, ngay cả Đan Hoàng đều rung động Vô Hồi Thánh Địa những năm này từ Vương quốc Hắc Ám mỏ được không ít bảo bối tốt. Nhưng, tại không có tìm tới những thứ có thể sử dụng khác. Chính là khối này Địa Hoàng Tinh, xin ngài giao cho Thánh Chủ, nói cho người biết, cái này phối hợp với đan dược, cho Tiêu Phượng Ngô dùng. Sau khi Khương Phàm ủy thác cho lão nhân liền rời khỏi Thái Linh Điện. Lão nhân nhìn Địa Hoàng Tinh bên trong tủ lưu ly, thì thào khẽ nói. Lão nha đầu có tiến bộ thật, vậy mà lại có thể tìm cho Thánh Địa một. Ấu thần, Vương quốc Hắc Ám. Khương Phàm vừa mới trở về, cũng cảm giác bầu không khí có chút thay đổi. Đó chính là Khương Phàm. Chính là hắn, đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ. Thánh Phật không thể kịp thời đột phá, tranh tài giữa bọn hắn tự giải trừ. Hắn thật muốn khiêu chiến võ hầu. Không phải ai cố ý hãm hại, đùa giỡn đấy chứ. Ngàn lần chính xác, nhưng ước định thời gian phải đợi tới sau khi Khương Phàm tiến vào linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Thật không lý trí, cảnh giới còn chưa tới, liền muốn khiêu chiến võ hầu. Chẳng khác nào cho những thế lực các phương khác thời gian chuẩn bị. Đúng vậy, mặc kệ là chí tôn kim thành,
hay là hỗn độn tử phủ, còn có những thế lực khác, gần đây đều điều đến số lượng lớn thiên tài linh nguyên cảnh thất trọng thiên, đang cạnh tranh xếp hạng ở đại tự tại điện. Những người trên xiềng xích chỉ vào Khương Phàm, nghị luận ầm ĩ. Khương Phàm nghe được thì nhíu chặt mày lên, trở lại Vô Hồi Thánh Điện. Ai đem tin tức ta khiêu chiến võ hầu thả ra? Hàn Ngạo nhìn thấy Khương Phàm đi thẳng tới hắn, liền vội vàng đứng lên. Đừng chừng ta, là đại tự tại điện. Đại tự tại điện và Vô Hồi Thánh Địa có ân oán gì sao? Đây không phải ân oán, là tuyên truyền. Đại tự tại điện liên tục mấy chục năm không có người khiêu chiến qua võ hầu, rõ ràng là biểu tượng chí cao vinh quang của vương quốc Hắc Ám, bây giờ lại thành bài trí, còn bị người người lên án, làm khó dễ mặt mũi bọn hắn. 20 năm trước, bọn hắn thậm chí chủ động bái phỏng ba bên chủ nhân, hy vọng có thể thay đổi quy tắc, kích thích mọi người hứng thú khiêu chiến võ hầu, nhưng ba bên chủ nhân đều cự tuyệt. Bây giờ ngươi nhảy ra muốn khiêu chiến võ hầu, bọn hắn còn không ra sức tuyên truyền được sao? Nhưng bây giờ ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, chờ cái ngày ta chân chính lên đài đó, chẳng phải võ hầu bảng đã có mười mấy tên thất trọng thiên sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, còn chưa bắt đầu liền sợ rồi. Hàn Ngạo hừ lạnh hừ mà cười, ngươi cho rằng võ hầu bảng là dễ khiêu chiến như vậy. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Trên thi đấu khiêu chiến võ hầu có phải thua ai, liền làm chiến nô cho thế lực sau lưng người đó hay không? Không sai. Chiến nô một đời một thế, các phương khẳng định đều sẽ phái ra đỉnh cấp thiên tài, tận hết sức lực đánh bại ngươi, ngươi phải đối mặt không phải chỉ là tên biến thái ngu kình thương kia, còn có càng nhiều người khác nữa. Khương Phàm thở dài một hơi. Trận chiến này, không dễ đánh đây. Hàn Ngạo tiến đến trước mặt Khương Phàm. Ta đều đã thay ngươi nghĩ kỹ, thực sự không được, đến lúc đó ta lên đài, ngươi cố ý quỳ gối trước mặt ta nhận thua. Như thế này ngươi coi như thua ở trên tay của ta. Làm chiến nô cho Vô Hồi Thánh Địa, dù sao cũng tốt hơn rơi xuống trong tay thế lực khác nhận hết lăng nhục. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, càn khôn chưa định, ai có thể vọng đoán thắng thua. Ha ha, thật sao? Vậy ta chờ mong biểu hiện đặc sắc của ngươi. Hàn Ngạo nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi đi đâu? Tu luyện. Hình như ngươi đã quên thân phận của ngươi. Bây giờ ngươi là chiến nô của ta. Thân phận không trở ngại tu luyện của ta. Đi tìm Tịch Nhan trước, liền nói thánh chủ có lệnh, để nàng về thánh địa tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa, truyền thừa gì? Đại Hoàng Ấn. Hàn Ngạo lắc lư ánh mắt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, Đại Hoàng Ấn. Cô ta tiếp nhận Đại Hoàng Ấn. Dựa vào cái gì? Hàn Ngạo đương nhiên biết bí mật Đại Hoàng Ấn. Đó là hy vọng phong ấn đại hoang thâm uyên của Vô Hồi Thánh Địa. Nhưng, những năm gần đây, đại biểu cho ngũ hành loạn thiên ấn, diễn thiên ấn, già thiên ấn, phần thiên ấn, táng thiên ấn, đều từng tiếp thụ qua chủ nhân, nhưng tù thiên ấn cùng u linh ấn từ đầu đến cuối vẫn chưa có nhận chủ. Bởi vì bọn chúng là pháp trận trung tâm, có được lực lượng siêu phàm, không cho phép bất kỳ sơ thất nào, cho nên một mực dấu ở sâu trong thánh địa. Nếu như quả thật có ngày vận dụng đó, mang ý nghĩa đã đến thời khắc chuẩn bị đại hoang tù thiên trận. Khương Phàm kích thích Hàn Ngạo. Đại hoang ấn sắp nhận chủ toàn bộ, ngươi không ở trong đó. Từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi không muốn biến thành vật làm nền, liền phải liều mạng tu luyện. Hô hấp của Hàn Ngạo dần dần thô trọng. Không thể nào, điều đó không thể nào. Đại hoang tù thiên trận cần tập hợp đủ 7 vị thánh văn, cần 5 hệ thánh văn kim mộc thủy hỏa thổ, còn cần có được thánh văn ngũ hành thể chất. Là không thể nào, hay là ngươi không chấp nhận được? Khương Phàm đi đến trước mặt Hàn Ngạo, cảnh cáo nói. Ngươi bây giờ đứng trước ba lựa chọn, hoặc là cam chịu, biến thành phế long, hoặc là tức giận ghen ghét, phản bội Vô Hồi, mưu tính đường ra khác, hoặc là liền giữ vững tinh thần, điên cuồng tu luyện, làm một thiên long cao ngạo mạnh mẽ. Hàn Ngạo tiếp cận đôi mắt gần ngay trước mắt kia, có chút há mồm, lại không thể nói cái gì. Khương Phàm tiếp tục nói. Ăn ngay nói thật, ta rất không thích ngươi, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể sử dụng phát triển cùng biểu hiện của ngươi, thắng được tôn trọng của Vô Hồi Thánh Địa, để có người mong đợi ngươi, kiêu ngạo vì ngươi. Khương Phàm không đến hỗn độn tử phủ trước, đầu tiên là bái phỏng đại tự tại điện. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tìm đến tỷ tỷ sao, có chuyện gì? Hướng Vãn Tình ngồi ở trước gương đồng, tỉ mỉ sửa sang trang dung. Từ phía sau nhìn tới.
dáng người thướt tha làm cho huyết mạch người ta căng phồng, tóc dài như thác nước, càng khiến người ta hoa mắt thần mê. Khương Phàm âm thầm cắn đầu lưỡi, loại mị hoặc phát tán từ trong ra ngoài này thật sự là chí mạng. Muốn mời tỷ tỷ giúp một chút. Khanh khách, hỗ trợ. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười hai tiếng. Nơi này là vương quốc hắc ám, pháp tắc sinh tồn nơi này là cái gì? Giao dịch. Ngươi muốn giao dịch cái gì với ta? Ta phải vào hỗn độn tử phủ, nhưng ta cảm giác có thể sẽ gặp chút phiền phức, muốn mời tỷ tỷ ra mặt điều giải, mang ta an toàn trở về. Ngươi muốn đi tu luyện, hay là đi gây chuyện, vô duyên vô cớ sao lại là phiền phức? Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của hỗn độn tử phủ. Khương Phàm không chuẩn bị gây sự, nhưng sợ hỗn độn tử phủ nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để phòng vạn nhất vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì sao không để cho người của vô hồi thánh địa mang ngươi về, mà là tới tìm ta? Nếu như huyên náo không nghiêm trọng, chính ta có thể trở về, nếu như huyên náo nghiêm trọng, vô hồi thánh địa ra mặt chẳng khác gì là khiêu khích, là mạo phạm, đại tự tại điện ra mặt chẳng khác gì là điều giải. Khương Phàm nói xong, Hướng Vãn Tình ngừng lại này tay ngọc đang vuốt tỉa đầu lông mày thon thon, đôi mắt đẹp di chuyển. Đây là ai dạy ngươi? Khương Phàm nói. Có liên quan sao? Hướng Vãn Tình xoay người, tỉ mỉ tân trang trang dung đẹp kinh tâm động phách để cho người ta nhịn không được mà khuynh đảo của mình, cặp đùi thon dài tròn trịa yêu nhã chồng một chỗ, đường cong như ẩn như hiện, mang cho người ta dụ hoặc hít thở không thông. Khương Phàm tranh thủ thời gian tránh khỏi ánh mắt Hướng Vãn Tình, rủ lông mày xuống, lặp đi lặp lại nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Muốn nói có liên quan, cũng có liên quan, cũng không liên quan. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng đánh giá tiểu gia hỏa trước mặt. Nếu như tỷ tỷ không chịu hỗ trợ, vậy chỉ dùng giao dịch. Người bảo đảm ta an toàn đi ra, ta cam đoan có thể dâng lên thi đấu võ hầu giải đặc sắc nhất. Đây coi như là giao dịch, nhưng lại muốn ta đến hỗn độn tử phủ cứu mạng nhỏ của ngươi. Ta chỉ phòng ngừa chu đáo, không có chân chính mạo phạm hỗn độn tử phủ, huống chi hỗn độn tử phủ càng không có khả năng muốn mạng của ta. Giải thi đấu võ hầu bị các ngươi huyên náo xôn xao, nếu như ta chết ở nơi đó, sẽ cho người cảm giác hỗn độn tử phủ không chơi nổi, cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ chỉ tổn thương ta, sẽ không giết chết ta. Khương Phàm lại cảm thấy hô hấp không suôn sẻ, giống như có tà hỏa lan tràn trong thân thể, kích thích hắn nhịn không được liền muốn dương mắt, tùy tiện thưởng thức siêu cấp mỹ nhân trước mặt. Hướng Vãn Tình nhìn dáng vẻ khẩn trương câu thúc của hắn, nhịn không được cười nói. Đừng sợ sệt như thế, tỷ tỷ còn có thể ăn ngươi sao? Tỷ tỷ cân nhắc giao dịch của ta. Khương Phàm nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác Hướng Vãn Tình đã đứng lên, gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu, cặp đùi thon dài giống như mỹ ngọc ở trong tầm mắt Khương Phàm buông xuống càng đi càng gần. Hướng Vãn Tình dáng người cao gầy, đứng ở trước mặt Khương Phàm, cao hơn chừng một cái đầu, nàng duỗi tay ngọc thon thon ra, nắm lấy cái cằm của Khương Phàm. Ngươi nếu tới tìm ta, chính là ngươi đã dự cảm sẽ gặp được phiền toái to lớn, muốn giao dịch với tỷ tỷ, không thể nói hai ba câu được. Khương Phàm muốn ngăn chặn, lại phát hiện thể giống như đang bị năng lượng nào đó khống chế, bị đầu ngón tay Hướng Vãn Tình nắm lấy ngẩng đầu lên. Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Phàm, thấp giọng khẽ nói. Ngươi chỉ cần nói cho tỷ tỷ, ngươi có biết linh cầm trong khí hải ngươi kia, gọi là cái gì hay không? Còn ngươi Khương Phàm có chút ngưng tụ. Nữ tử này không chỉ có thấy được ý thức hải của hắn, còn nhìn trộm đến khí hải. Hướng Vãn Tình chú ý tới ánh mắt Khương Phàm, dần dần lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tỷ tỷ, ngươi như thế này có thể. Khương Phàm vừa mới há mồm, Hướng Vãn Tình đột nhiên tiến đến trước mặt Khương Phàm, cắn môi của hắn. Khương Phàm vô ý thức muốn giãy giụa, lại phát hiện cơ thể bị đã gắt gao cầm cố lại. Hướng Vãn Tình cắn bờ môi Khương Phàm. Nhẹ nhàng dùng sức cắn ra máu tươi, sau đó, chiếc lưỡi thơm tho cuốn một cái, dùng sức khẽ nhấp. Đầu Khương Phàm có âm thanh ông ông như động đất, toàn thân cứng ngắc, hô hấp đều giống như dừng lại. Hướng Vãn Tình buông Khương Phàm ra, yêu mị như cáo, xinh đẹp thiên tiên, sắc đẹp cùng mị hoặc giao hòa hoàn mỹ để toàn thân nàng tản mát ra mị hoặc mỹ cảm cực hạn. Khương Phàm thấy cơ thể có thể hoạt động, lập tức kinh sợ lui hai bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm nàng. Hướng Vãn Tình thưởng thức máu tươi của Khương Phàm, trong đôi mắt mỹ lệ nở rộ lên một tia tinh mang. Tiểu tử, so ra thì ngươi càng mỹ vị hơn.
ngữ khí Khương Phàm lạnh lùng. Đây cũng không phải là điều kiện giao dịch của ta. Không cần khẩn trương, đại tự tại điện bất luận là ở vương quốc hắc ám, hay là tại thế giới bên ngoài, từ đầu đến cuối đều là thế lực trung lập. Bí mật của ngươi, trừ tỷ tỷ ra, không có người thứ ba biết được. Tuy nhiên cái gì? Thay tỷ tỷ làm ba chuyện. Chuyện gì? Bây giờ còn không có nghĩ kỹ, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Phàm thật sâu, đôi mắt đẹp di chuyển. Không nghĩ tới, tại vương quốc hắc ám này phát hiện một tuyệt thế kỳ tài như thế này. Khương Phàm chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Nữ tử này rốt cuộc đã biết cái gì? Ngươi cứ việc yên tâm đến Lạc Trùy trọng địa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ đều có thể bảo đảm ngươi an toàn rời khỏi. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, nháy mắt với Khương Phàm. Bây giờ ngươi là đi liền, hay ở lại bồi tỷ tỷ? Khương Phàm đi đến Hỗn Độn Tử phủ, nộp ngọc bài Lạc Trùy trọng địa. Ngươi chính là Khương Phàm, ngươi muốn vào Lạc Trùy trọng địa của Hỗn Độn Tử phủ chúng ta. Bọn thủ vệ trước điện quái dị nhìn Khương Phàm, dùng bí cảnh tu luyện chúng ta, khiêu chiến công tử chúng ta. Có ngọc bài liền có thể đi, còn có hạn chế gì không? Khương Phàm ngẩng đầu nhìn qua cung điện màu tím rộng rãi đại khí phía trước, cực điểm xa hoa và uy nghiêm, trong bóng tối vô biên còn có khí thế mênh mông. Tình huống bình thường có thể sử dụng, nhưng bây giờ thuộc về tình huống đặc biệt. Ngươi chờ một lát, ta đi thông bẩm. Một vị thị vệ rời khỏi, thật lâu mới trở về, phía sau đi theo một vị nữ tử dáng người cao gầy. Nói là cao gầy cũng không quá đáng chút nào, chỉ là hai chân kia đều đã cao không kém Khương Phàm cho lắm. Nữ tử này cao tới 3 mét, dáng người thẳng tắp, có lồi có lõm, tuyệt đối là dáng người hoàn mỹ, phối hợp thân cao kinh người, cho người ta vẻ đẹp dã tính không cách nào nói rõ. Ngũ quan của nàng tinh xảo, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng da thịt toàn thân lại là một màu tím, còn trải rộng sợi tơ màu vàng như ẩn như hiện, nhìn vừa tôn quý vừa thần bí. Ngươi chính là Khương Phàm. Nữ tử đi đến trước mặt Khương Phàm, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta là Khương Phàm, cô là. Khương Phàm không thể không ngẩng đầu nhìn mỹ nhân to lớn ở trước mặt, nếu như nhìn thẳng, góc độ hơi có vẻ xấu hổ. Hỗn Độn Tử phủ, Ngô Khuynh Thành. Nữ tử có làn da màu tím, tóc dài màu tím, con mắt cũng màu tím, là người thừa kế huyết mạch. Võ hầu bảng người thứ 10, Ngô Khuynh Thành. Trước kia là vị thứ 9. Lấy địa vị Hỗn Độn Tử phủ các ngươi ở bên ngoài hẳn là sẽ không để ý xếp hạng nơi này chứ. Chỉ cần tiến vào vị trí thứ 10, có thể thu hoạch được quyền lợi ra vào bí cảnh khác như vậy là đủ rồi. Chúng ta không quan tâm xếp hạng, nhưng quan tâm thanh danh. Ví dụ như, ai nói năng lỗ mãng, chính là mạo phạm, là khiêu khích. Ngô Khuynh Thành nhìn về phía Khương Phàm, ánh mắt dần dần giá lạnh. Nếu như ngươi nói chính là những lời mà Hàn Ngạo nói kia, ta có thể xin lỗi. Nếu như ngươi nói chính là chuyện võ hầu bảng, vậy liền không tính khiêu khích. Dù sao võ hầu bảng đứng ở đó chính là để cho người ta cạnh tranh. Thứ không biết sống chết, ngươi muốn khiêu chiến võ hầu, trước tiên phải khiêu chiến Ngô Kình Thương, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ Ngô Kình Thương sợ. Ha ha, ha ha, ngươi không chỉ có rất phách lối, còn rất ngu xuẩn. Ngươi, nhiều nhất là chịu được ba hiệp với Ngô Kình Thương. Đừng nói quá vẹn toàn, ta ở chỗ này có ngọc bài. Có thể đi đến Lạc Trùy trọng địa không? Khương Phàm nâng ngọc bài trong tay lên, hắn không phải đến cãi nhau, không cần thiết dây dưa cùng Ngô Khuynh Thành. Đương nhiên có thể, nói không chừng, người có thể gặp được hắn ở trong đó. Vậy ta có thể chờ đợi, dẫn đường. Ta tự mình đưa ngươi vào đi. Ngô Khuynh Thành vung ra một con hùng sư màu tím từ trong nhẫn không gian. Hùng sư thần tuấn oai hùng, đạp trên mây mù màu tím bay lên không. Chở Ngô Khuynh Thành xông về cửa đá nơi xa trong hư không do Hỗn Độn Tử phủ trấn thủ. Khương Phàm triển khai hỏa dực, theo sát lấy vọt tới. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, trưởng thị vệ phân phó nói. Thông báo Hứa Như Lai, Chí Tôn Kim Thành, Khương Phàm vào Lạc Trùy trọng địa. Nếu như bọn hắn có hứng thú, chúng ta tặng không một cơ hội đến tu luyện. Cử đá giữa hư không rộng mở, phía sau là một con đường đá cứng rắn rộng rãi. Thông hướng pháp trận không gian của Hỗn Độn Tử phủ. Theo sát ta, ném trong hư không thì đừng trách ta. Ngô Khuynh Thành mang theo Khương Phàm leo lên pháp trận không gian, ánh sáng cường thịnh trong nháy mắt đã nuốt sống bọn hắn.
Khương Phàm đã vượt qua rất nhiều con đường không gian, miễn cưỡng có thể giữ vững cân bằng thân thể, ở trong đường hầm lộng lẫy quang ảnh nhanh chóng hướng về phía trước. Ngô Khuynh Thành quay đầu nhìn Khương Phàm, hừ lạnh một tiếng, thúc giục hùng sư màu tím tăng thêm tốc độ. Khi quang ảnh tiêu tán, bọn hắn đã đứng ở trong sương mù nồng đậm. Đưa tầm mắt nhìn về bốn phương, cái gì cũng đều không nhìn thấy, tất cả đều yên tĩnh im ắng. Giống. Hùng sư gào thét, hùng hậu uy nghiêm. Phía trước là mê vụ cuồn cuộn, ngưng tụ thành vòng xoáy giống như một con đường, kéo dài đến cuối phía mê vụ. Đi theo ta. Ngô Khuynh Thành mang theo Khương Phàm đi tiếp. Khương Phàm cẩn thận điều tra mê vụ, đây cũng là năng lượng một loại phong ấn nào đó. Sau khi đi về phía trước hơn ngàn mét, rốt cuộc mê vụ cũng mỏng đi, tiếng ồn náo nhiệt đập vào mặt. Khương Phàm cùng đi theo ra khỏi mê vụ, đập vào mắt chính là liên miên cung điện chập trùng xa hoa, có liên miên giao thoa, có thẳng vào mây xanh, có bao la hùng vĩ. Nơi này đều bị mây mù vần quanh, kình phong gào thét, có thác nước từ mây mù rơi xuống, có mãnh cầm xoay quanh đầy trời. Giống như tiên cảnh, nơi này chính là hỗn độn tử phủ. Khương Phàm đi theo về phía trước một đoạn, mới phát hiện vấn đề. Mảnh cung điện vậy này đều là xây ở trên đỉnh núi. Tất cả đều là vạn mét, 30 đến 50 tòa, san sát nhau cao thẳng đến trời, bàng bạc mà bao la hùng vĩ. Hắn chính là Khương Phàm, hắn muốn vào Lạc Trì trọng địa tu luyện. Giọng Ngô Khuynh Thành cao vút đem lực chú ý của Khương Phàm kéo đến phía trước. Nơi này là một diễn võ trường cỡ lớn, 8 lôi đài phân bố ở các nơi. Số lượng lớn nam nữ tử có làn da màu tím đang kịch liệt chém giết. Bọn hắn đều cao phổ biến từ 3 mét trở lên, mái tóc tím dài, làn da màu tím, còn có con mắt màu tím, chỉ là đường vân như ẩn như hiện ở bên ngoài hơi có khác biệt. Đa số đều là màu xanh nhạt, số ít màu vàng nhạt. Ngô Khuynh Thành la lên một tiếng, các nam nữ tử liên tiếp dừng lại, từng đôi ánh mắt bén nhọn quét về phía đài cao. Khương Phàm cảm thấy không ổn, nhắc nhở Ngô Khuynh Thành. Ta muốn đến Lạc Trì trọng địa. Nơi này là hỗn độn tử phủ, ngươi là tình huống đặc thù, muốn đến Lạc Trì trọng địa, phải thông qua bọn hắn khảo hạch. Bọn họ là ai? Tại hỗn độn tử phủ, những người có làn da màu tím tất cả đều là tộc nhân Ngu gia. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Làm quen chủ tử tương lai của ngươi một chút, khiêu chiến thi đấu võ hầu, người cuối cùng đánh bại ngươi, sẽ là người của hỗn độn tử phủ chúng ta. Dựa theo quy định. Ngươi sẽ là chiến nô vĩnh viễn của hỗn độn tử phủ. Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư màu tím nhảy xuống đài cao, ra hiệu với đám người trên diễn võ trường. Đám người toàn thân trải rộng đường vân màu vàng nhạt liên tiếp đi đến phía trước, nhìn Khương Phàm phía trên đài cao quát lớn, thanh âm chấn động diễn võ trường. Lăn xuống đây. Khương Phàm thầm nghĩ thật phiền phức, nhưng vẫn dẫm lên thềm đá đi đến diễn võ trường. Một tráng hán 3 mét rưỡi giống như một con quái vật đi đến trước mặt Khương Phàm, mang đến một mảng bóng dâm. Chính là ngươi muốn khiêu khích ngũ công tử Ngô Kình Thương. Ta không có khiêu khích, ta là khiêu chiến. Còn ngụy biện, phần uy thế ở vương quốc hắc ám kia đâu, tới đây lại sợ rồi. Được thôi, ta chính là khiêu khích. Thứ không biết sống chết, chỉ bằng một tên tử đệ thánh địa như ngươi, cũng xứng khiêu khích tử đệ hoàng tộc. Giọng nói của tráng hán như to như chuông đồng, quanh quẩn diễn võ trường khổng lồ. Đều đã khiêu khích, làm gì đây? Khương Phàm đứng ở trước mặt bọn hắn tựa như tiến vào vương quốc người khổng lồ vậy, nhìn vô cùng nhỏ yếu. Nhưng hắn cũng không e ngại, càng không để ý sớm lĩnh giáo ra lực lượng huyết mạch của Ngô gia. Tráng hán bẻ bẻ cổ, nắm nắm đấm to như chậu rửa mặt vào trước mặt Khương Phàm. Muốn khiêu chiến Ngô Kình Thương, trước tiên phải qua cửa chúng ta đây. Khương Phàm ngăn chặn nắm đấm của tráng hán, triển khai ở bên cạnh. Đánh ngã mới thôi, hay là đánh phế mới ngừng, nếu như đánh chết, ta cũng không để ý. Ha ha, rất càn rỡ. Các tộc nhân Ngô gia phát ra tiếng cười lạnh khinh thường. Dâng hương. Sau khi tráng hán phất tay, hắn cao ngạo nhìn Khương Phàm. Trong một nén nhang, ai còn đứng coi như người đó thắng. Nếu như ngươi thắng, chúng ta cho phép ngươi tiến vào Lạc Trì trọng địa tu luyện. Nếu như thua, để ngọc bài lại, quay người cút về vương quốc hắc ám cho ta. Một tên tộc nhân Ngô gia từ bên ngoài lôi vào một cây nhang, nói là hương, kỳ thật còn to hơn so với cây gậy, cao chừng 3 mét. Quy mô cỡ này, sau khi nhóm lửa chắc có thể phải đốt trên 3 tiếng, 5 tiếng.
Khương Phàm lắc đầu mà cười, đây là chuẩn bị hung hăng ngược hắn mấy giờ sao? Ta là Ngô Thiên Đạo, linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Đừng trách ta khi dễ ngươi, ngươi muốn khiêu chiến Ngô Kình Thương, bắt đầu từ ngày thức tỉnh đó vượt cấp khiêu chiến, lục trọng thiên liền có thể khiêu chiến thất trọng thiên. Ngươi muốn khiêu chiến Ngô Kình Thương thì phải thể hiện ra tư cách khiêu chiến vượt cấp. Ngô Thiên Đạo đi lên bệ đá rộng 500 mét trước mặt, đưa tay khiêu chiến Khương Phàm. Tiểu tử thánh địa, ngươi dám không? Khương Phàm nhìn Ngô Thiên Đạo, lại nhìn Ngô Khuynh Thành ở xa xa. Hoàng tộc chính là hoàng tộc, làm việc đều rất lỗi lạc, khi dễ người khác đều công khai tới như thế. Ngô Khuynh Thành đưa mắt lạnh nhìn Khương Phàm. Không dám sao, bây giờ liền lăn về vương quốc hắc ám. Trăm vị tộc nhân Ngô gia trên diễn võ trường cùng hô to. Chạy trở về vương quốc hắc ám, chờ chủ tử đến bái. Khương Phàm nhìn cây hương đã nhóm lửa một chút, lắc đầu cười cười, đi lên đài diễn võ. Ngô Thiên Đạo nhìn chằm chằm Khương Phàm, nhe răng ra cười. Lôi chàng của ta, không nói chuyện cầu xin tha thứ, cũng không có nhận thua, chỉ cần nén hương kia chưa đốt xong, tranh tài cũng không coi là kết thúc. Thắng thua hoàn toàn nhìn xem, sau khi hương đốt xong là ai đứng, ai quỳ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta rất rõ ràng, bắt đầu. Khương Phàm run run bả vai, nắm chặt nắm đấm. Bắt đầu, tiểu tử thánh địa, cùng ngươi làm nóng người trước. Ngô Thiên Đạo kéo căng bắp thịt toàn thân, cất bước phóng tới. Thân thể cao 3m5, trọng lượng 500 cân, da thịt cứng rắn, giống như là một con mãnh thú phát cuồng, đạp mặt đất đều đang lay động. Khương Phàm sâu hít một hơi, đối diện xông về Ngô Thiên Đạo. Cự ly 100m, chớp mắt đã tới. Khương Phàm, Ngô Thiên Đạo, đối diện chạm vào nhau. Cánh tay phải của Ngô Thiên Đạo bỗng nhiên căng cứng, văn ấn màu vàng nhạt bên ngoài trở nên rõ ràng lóa mắt, một quyền bạo tạc khiến không gian chấn động, như lôi đình đánh tới mặt Khương Phàm. Khương Phàm vung mạnh quyền oanh kích, nghiêng đến bên trên đối kháng. Huyết khí toàn thân sôi trào, da thịt nóng hổi, thần huyết còn sót lại mang theo kim quang đang nở rộ ở giữa huyết nhục, khiến cho người khác hồi hộp. Năng lượng lướt qua toàn thân, hội tụ nơi nắm đấm cánh tay. Bành! Răng rắc! Đòn va chạm nhanh chóng giao thoa. Khương Phàm nâng trọng quyền đánh vỡ vụn một quyền của Ngô Thiên Đạo, tốc độ lại không giảm, từ cổ tay thẳng tới khớp nối. Huyết nhục vẩy ra, bạch cốt vỡ nát. Ngô Thiên Đạo kêu lên đầy thê lương thảm thiết, thân thể bị hất tung. Các tộc nhân Ngô gia đang chuẩn bị lớn tiếng khen hay bất chợt sắc mặt kịch biến, la lên thất thanh. Khí lãng chấn kích toàn thân Khương Phàm, khống chế lại thân thể, co cẳng phóng tới. Ngô Thiên Đạo chật vật ngã vào trên lôi đài, máu tươi dâng trào, đau nhức thấu xương tủy, toàn thân hắn căng cứng, đau đến cơ hồ muốn ngạt thở. Ngô Thiên Đạo, phía sau. Có một tộc nhân Ngô gia bừng tỉnh, hô to nhắc nhở. Khương Phàm cuồng dã giết tới, ôm chặt lấy cổ chân Ngô Thiên Đạo, hung hăng kéo đứng lên, sau khi xoay chuyển mười mấy vòng ở tại chỗ. Đột nhiên đẩy lên trời buông tay, quăng về phía không trung. Oanh! Liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân Khương Phàm, triển khai cốt dực, kim viêm hóa vũ. Ánh sáng hoa lệ, nhiệt độ cường thịnh. Ngay sau đó, liệt diễm tăng vọt, 300 sợi hỏa vũ toàn bộ bạo khởi, bắn mạnh lên trời cao. Quang vũ như kiếm, bén nhọn thấu xương. Thế như kinh lôi, nhanh chóng phóng lên khắp trời. Ngô Thiên Đạo nhịn xuống đau nhức kịch liệt. Toàn thân căng cứng, cơ bắp cứng ngắc như sắt, ngạnh kháng hỏa vũ phóng lên tận trời. Ầm ầm, lít nha lít nhít hỏa vũ oanh kích, đâm rách da thịt, trong nháy mắt dẫn bạo, chỉ thấy máu thịt bay tứ tung, lửa nóng hừng hực đảo mắt đã bao phủ khắp người hắn. Đau đớn khó nói nên lời để Ngô Thiên Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết ở bên trong liệt diễm. Khương Phàm chấn động hai cánh, phóng tới không trung, lúc liệt diễm nuốt hết Ngô Thiên Đạo, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở sâu trong liệt diễm, gắt gao kéo căng chân phải đá thẳng đến mặt Ngô Thiên Đạo. Bành! Răng rắc! Mũi Ngô Thiên Đạo sụp đổ, máu tươi như bão táp, ngửa mặt bay ra khỏi liệt diễm. Khương Phàm xoay chuyển toàn thân, linh hoạt tấn mãnh, một phát đã bắt được mắt cá chân Ngô Thiên Đạo, lần nữa phát lực, sau khi nhanh chóng xoay chuyển, hung hăng đập xuống về phía lôi tràng. Ngay sau đó, liệt diễm cuồn cuộn, bạo viên thành hình, sinh động như thật. Cuồng dã bạo ngược, phóng tới lôi tràng, liên tiếp đánh ra hơn 10 đòn hỏa quyền đánh về phía Ngô Thiên Đạo, toàn bộ đều trúng mục tiêu, toàn bộ đều bạo tạc. Ngô Thiên Đạo liên tục lùi lại,
cho đến khi gót chân đụng phải bên bờ lôi đài mới bỗng nhiên phanh lại. Các tộc nhân Ngu gia toàn bộ an tĩnh lại, khó có thể tin được mà nhìn đòn tấn công như mưa to gió lớn ở trên võ đài. Khương Phàm không có một khắc nào đình chỉ, sau khi từ trên cao rơi xuống, liệt diễm mãnh liệt hội tụ, một con yêu báo sôi nổi thành hình phát ra tiếng kêu gào to lớn, bằng tốc độ kinh người phóng tới lôi đài 300 mét, khi bạo viên quyền tán loạn, sau một khắc, không có khe hở nào, đòn tiếp theo đã hung hăng đánh tới mặt Ngô Thiên Đạo máu me đầm đìa. Nhưng lần này, Ngô Thiên Đạo rốt cuộc cũng đã ổn định lại, gương mặt dữ tợn phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, toàn thân tử khí cuồn cuộn bộc phát. Cương khí như cuồng phong, ngưng tụ thành ba thanh trường tiên màu tím, bạo kích về phía đối diện, thanh chấn ẩm vang, vỡ nát yêu báo. Khương Phàm, có bản lĩnh đây, ngươi lại có thể thương tổn được Ngô Thiên Đạo ta. Ngô Thiên Đạo từ bên trong kim viêm bạo tạc mãnh liệt đi ra đến, tử khí vần quanh toàn thân, đường vân màu vàng lóe ra cường quang, giống như một con ác phiên to lớn. Mũi hắn gãy, cánh tay phải nát bấy. Nhưng bây giờ đây nó lại tái tạo nhanh đến nỗi mắt thường cũng có thể thấy được. Không phải đơn giản khép lại, mà là sinh trưởng một lần nữa. Khương Phàm khẽ nhíu mày, đây chính là lực lượng huyết mạch truyền thừa của tử phủ sao? Có thể tái sinh thân thể. Đây là năng lực thần kỳ mà sau khi đại diệu thiên kinh đến tam trọng thiên mới có thể có. Mà, tử khí lại còn có thể giống như linh lực, ngưng tụ thành võ pháp, đánh tan thánh pháp của hắn. Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư, lãnh ngạo nhắc nhở. Ngô Thiên Đạo, thời gian mặc dù rất sung túc, nhưng cũng đừng chơi quá mức. Hung hăng đánh cho ta, để cái tên con hoang không biết từ đâu xuất hiện này lĩnh giáo lực lượng truyền thừa tử phủ. Cánh tay phải của Ngô Thiên Đạo rất nhanh đã mọc ra, hắn dùng sức nắm chặt, mở rộng tự nhiên. Tiểu tử thánh địa, đừng kích động quá sớm. Ta đã nói rồi, chỉ là làm nóng người mà thôi. Vậy cũng chớ lề mề. Tranh tài chính thức bắt đầu. Khương Phàm đưa hai tay về phía trước nắm lại, hai cốt quyền sáo kịch liệt nhúc nhích từ trong ra ngoài, biến thành chu tước chảo bén nhọn rộng lớn, khác với ngày trước chính là, lần này hóa thú một mực kéo dài đến chỗ khớp nối cánh tay. Tiểu tử thánh địa, lại đến tiếp một quyền của ta. Đường vân toàn thân Ngô Thiên Đạo phát sáng, dâng lên phù văn màu vàng, ngưng tụ thành hình dáng áo giáp, hắn cuồng bá không gì sánh được. Xông về Khương Phàm, liều mạng về phía chính diện. Truyền thừa mạnh nhất của tử phủ chính là thể phách, hắn không tin lực lượng mà mình vẫn luôn kiêu ngạo sẽ bại bởi một tên tử đệ thánh địa. Tộc nhân Ngô gia la lên cao vút. Ngô Thiên Đạo, lên đi. Hắn ở xa tới là khách, lễ đạo phải đủ, đánh cho đến chết. Khương Phàm không có tránh lui, đối diện lao lên. Sau khi hai tay hai cánh hóa thú, chu tước linh nguyên tại khí hải gáy to. Lệ khí sát phạt khuấy động toàn thân, hắn dâng cao chiến ý, khí thế càng tăng lên, tốc độ càng nhanh, lực lượng đương nhiên càng mạnh. Bành! Hai bóng người phóng tới lôi tràng, ngang nhiên va chạm. Quyền chảo ngạnh kháng. Năng lượng cuồn cuộn. Khương Phàm, Ngô Thiên Đạo trợn mắt trừng trừng, cuồng dã gào thét, lực lượng bạo động tại hai cánh tay, điên cuồng đè ép lẫn nhau. Tử khí tuôn ra, liệt diễm sôi trào. Đồng thời bộc phát ở xung quanh hai người. Nháy mắt một cái, Ngô Thiên Đạo run rẩy toàn thân, ngửa mặt bay ra ngoài, cánh tay phải tráng kiện run run. Lực lượng giao phong, lần nữa bị thua. Ngươi, không chịu nổi một kích. Tốc độ Khương Phàm thì không giảm, nhanh chóng bay lên trời cao, thân thể sôi trào rơi xuống, vòng chân như thiết côn tấn công, quất vào cổ Ngô Thiên Đạo. Ngô Thiên Đạo mạo hiểm ngửa mặt rơi xuống đất một khắc, tử khí bạo động sau lưng. Cuồng dã va chạm mặt nền nâng hắn đứng lên, vồ một cái về phía cổ chân Khương Phàm. Khương Phàm bạo tạc liệt diễm nơi bàn chân, thúc giục hai chân cưỡng ép thay đổi phương hướng, tránh khỏi Ngô Thiên Đạo, tốc độ không giảm, cái chân khác hung hăng đánh vào lồng ngực Ngô Thiên Đạo. Ngô Thiên Đạo mang lên áo giáp, không tổn hao đến một sợi lông nào, nhưng lực bộc phát vượt qua 100.000 cực cảnh lần nữa khiến hắn va chạm mặt đất. Rác rưởi. Khương Phàm để lại một câu nhục nhã. Hai cánh chấn kích, liệt diễm cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Nhưng, đồ hỗn trướng, đừng phách lối quá sớm. Toàn thân Ngô Thiên Đạo cuồn cuộn tử khí, cường thế ngưng tụ thành hai cánh ở phía sau, cuốn lên kình phong cuồng liệt nổ bắn ra trời cao. Phách lối tại hỗn độn tử phủ, người còn kém một chút. Ngô Thiên Đạo hét lớn, cảnh giới thất trọng thiên bộc phát toàn diện, uy thế cuồn cuộn, tử khí lao nhanh, hóa thành ba thiên thạch tử khí, cuồng vũ khắp bầu trời.
Khương Phàm nhanh chóng bay lên, mạnh mẽ tấn mãnh, tùy tiện tránh khỏi thiên thạch tử khí, nhưng thiên thạch tử khí nhanh chóng sụp đổ biến thành ba con ác dao dữ tợn vò tới Khương Phàm. Để cho ngươi lĩnh giáo, cái gì gọi là võ pháp thật sự. Ngô Thiên Đạo thôi động hai cánh, theo sát ác dao đuổi bắt Khương Phàm. Lực lượng giao phong không chiếm được chỗ tốt, liền thử áp chế cảnh giới lại lần nữa. Thất trọng thiên so với lục trọng thiên không chỉ đơn giản là cao hơn nhất trọng thiên như vậy, mà là hai giai đoạn hoàn toàn khác biệt. Năng lượng và linh lực tử khí so ra chỉ mạnh không yếu, có thể so với các loại như lôi điện, cương khí, kim loại. Nhanh, lại nhanh hơn nữa, hung hăng giáo huấn hắn. Tộc nhân Ngô gia kích thích hô to, vì Ngô Thiên Đạo mà lớn tiếng khen hay. Khương Phàm nhanh chóng bay lên, khoảng cách kéo dài đột nhiên đình chỉ trong chốc lát, quay người đối mặt, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang rọi khắp nơi, sáu con liệt diễm kim lang gầm thét thành hình, hai sói một tổ, đánh giết ác dao. Ầm ầm, ác dao bổ nhào, dựa vào năng lượng cường hãn, tùy tiện xé nát kim lang. Nhưng Khương Phàm đã nhân cơ hội này, lướt qua tử khí kim viêm va chạm như thủy triều, đối diện đánh tới Ngô Thiên Đạo. Đến đây, Ngô Thiên Đạo cuồng dã bá khí, vung lên nắm đấm hướng nện về phía trước, kim quang lấp lóe quấn quanh cánh tay, tử khí mãnh liệt ngưng tụ quyền sáo. Huyết mạch phối hợp võ pháp, phun trào lên lực lượng kinh khủng. Khương Phàm nhanh như lôi đình, trong nháy mắt đã phóng tới, điên cuồng thúc dục thần huyết toàn thân, kích phát ra lực lượng bành trướng hội tụ nơi móng vuốt chu tước. Một kích này, vượt xa 100.000 cực cảnh, móng vuốt nắm chặt, hung hăng đánh vào trên nắm tay Ngô Thiên Đạo. Bành! Quyền sáo tử khí nổ tung, nhưng huyết nhục bên trong quyền đầu vẫn chống đỡ Khương Phàm bạo tạc, đem Khương Phàm xốc ra ngoài. Hắn bộc phát cuồng tính, hai cánh chấn động mãnh liệt, ổn định thân thể hỗn loạn, phóng thích tử khí, ngưng tụ hai thanh trường đao màu tím, vờn quanh kim quang bổ về phía Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng né tránh, bị hất ngược lên trời cao. Gần như đồng thời, ba con ác dao xé nát kim lang trước đó đã phóng lên tận trời, bổ nhào về phía Khương Phàm. Tốt! Tộc nhân Ngô gia cao giọng lớn tiếng khen hay, đây mới là Ngô Thiên Đạo của bọn hắn, đây mới là áp chế của thất trọng thiên đối với lục trọng thiên. Khương Phàm dựa vào tốc độ chu tước, nhanh chóng kéo dài khoảng cách, dừng lại ở trên không trong chốc lát, linh nguyên gáy to trong khí hải, liệt diễm phá thể cuồn cuộn, như chu tước bay lên không, nhanh chóng quay quanh, hóa thành mặt trời, chiếu rọi khắp nơi. Cường quan chói mắt cứ như có thể chiếu thấu linh hồn. Nhiệt độ cao khủng bố, vặn vẹo không gian. Tộc nhân Ngô gia lại biến sắc, tất cả đều rõ ràng cảm nhận được uy thế của vòng mặt trời kia. Thái Dương Thánh Quyền cuồn cuộn giữa trời cao, chôn vùi ba con ác dao cuồng dã, thậm chí còn có dư uy liệt diễm, đánh tới Ngô Thiên Đạo đang theo sát giết tới. Nhiệt độ cao vặn vẹo, cường quang chướng mắt, Ngô Thiên Đạo đều nhìn không thấy cái gì cả, nhưng hắn vẫn cuồng dã hung hãn, theo bản năng liền muốn vung mạnh đao bổ ra. Nguồn liệt diễm này hẳn là không uy hiếp được hắn. Nhưng, hắn đột nhiên lại giật mình. Bây giờ cái gì cũng đều không nhìn thấy, nhiệt độ cao cường thịnh còn ảnh hưởng cảm giác, hoàn toàn không biết tình huống của Khương Phàm ở không trung là như thế nào, nếu như mình bổ liệt diễm ra, sẽ có sát chiêu gì chờ hắn hay không. Tiểu tử này mặc dù chỉ là lục trọng thiên, nhưng xác thực không đơn giản. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Ngô Thiên Đạo quả quyết tránh khỏi. Nhưng, ngay trong chớp mắt, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, hắn đã biết trước Ngô Thiên Đạo sẽ né tránh, chu tước móng vuốt hung hăng xé về phía mặt của hắn. Đột nhiên, mãnh liệt, hung tàn, cường thế, gương mặt Ngô Thiên Đạo bao trùm mặt nạ tử khí, ở giữa da thịt còn có kim quang lấp lóe, cứng cỏi như huyền thiết, Khương Phàm lao tới bạo kích trong nháy mắt, bất chợt phát ra một âm thanh khác. Nhưng, móng vuốt chu tước không có bị bắn ra, nó vẫn khuấy động lực lượng kinh người, cắt mặt nạ ra, xé rách cả khuôn mặt, bốn vết thương từ cằm song song đến mũi. Nếu như không phải có hình thể to lớn, đầu lớn, rất có thể một chảo này đã trực tiếp đem chém đầu hắn thành miếng. Ngô Thiên Đạo trước một giây ý thức còn dừng lại trong một cái nháy mắt, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bạo kích toàn thân để hắn chợt lạnh người. Một giây sau, hắn kinh hồn né tránh, hai cánh tử khí sau lưng liều mạng vỗ bay. A! À, Khương Phàm ngẩng đầu lên trời hét to, giống như chiến thần, hai cánh mãnh liệt chấn động, 300 sợi kim vũ đều bộc phát, phong mang bén nhọn, tốc độ như điện, tràn ngập đất trời bao phủ xuống Ngô Thiên Đạo đang tháo chạy, nổ lên liệt diễm đầy trời.
Ngô Thiên Đạo từ trên trời rơi xuống mặt đất, mặc dù có áo giáp bao trùm chống đỡ hỏa vũ tấn công, nhưng va chạm kịch liệt lại áp chế chấn nứt ở bên ngoài, hài cốt vỡ vụn, da thịt vặn vẹo, hắn đau dớn, lần nữa toàn thân nổi lên hàn khí. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, thân thể cuồng dã đến cực điểm. Ngô Thiên Đạo giật mình thấy nguy hiểm, lập tức muốn tránh né, nhưng tốc độ Khương Phàm quá nhanh, chân phải còn không có tản ra kim viêm mãnh liệt, như chùy sắt đánh vào mặt Ngô Thiên Đạo. Bành! Ngô Thiên Đạo kinh hồn ngăn cản, hai tay chống đỡ bàn chân, nhưng lực lượng nơi bàn chân lại bộc phát, liệt diễm nổ tung, đè ép hai tay của hắn đánh vào mặt, lần nữa trùng kích vết thương, cái ót đều bị nện ở trên mặt nền. Ngay sau đó, Khương Phàm như thiểm điện, bàn chân căng cứng, lần nữa đánh về phía đầu Ngô Thiên Đạo. Hỗn đản! Ngô Thiên Đạo đau đớn đến tức giận mà gào thét lên, nhưng lại quên vết thương đang trải rộng ở cằm, bờ môi, cái mũi, bỗng nhiên há mồm, lần nữa động đến vết thương, hắn đau đến toàn thân cứng ngắc. Liệt diễm vờn quanh bàn chân Khương Phàm, hung tàn đánh vào trên mặt Ngô Thiên Đạo, theo đó lại bắn nổ kim viêm, lần thứ ba đá bay hắn ra ngoài. Bộ dáng hắn thê thảm để các tộc nhân Ngô gia xung quanh lôi chàng vừa lo lắng lại tức giận, càng cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đây quả thực là một tên quái vật hình người. Ngô Thiên Đạo vừa muốn kích phát tử khí để giữ vững thân thể, Khương Phàm lại hoàn toàn là thừa dịp người bệnh đòi mạng, nhanh chóng tấn công, không cho hắn bất cứ cơ hội giảm sóc gì, hai mắt trừng trừng, dữ tợn gầm thét, song chảo liên tiếp đánh về phía trước, điên cuồng trùng kích. Ngô Thiên Đạo kích phát áo giáp ngạnh kháng, nhưng vẫn bị buộc cho lảo đảo lui lại, thẳng đến bên lôi đài. Ngô Thiên Đạo, người đang làm gì đó? Bây giờ Ngô Khuynh Thành nhìn không nổi nữa. À, Ngô Thiên Đạo cưỡng ép giữ vững thân thể, toàn thân sôi trào tử khí, hóa thành tử quyền nặng nề oanh kích tứ tung. Khương Phàm bị đụng bay, rơi xuống ngoài trăm thước, khí huyết sôi trào, máu tươi tràn ra khóe miệng, nhưng vẫn không có bất kỳ ý tứ dừng lại nào, vừa rơi xuống đất thân thể thuận thế chìm xuống, sau đó lại vỗ cánh bay lên không. Liệt diễm mãnh liệt cuồn cuộn vài trăm mét, kim quang chiếu rọi khắp nơi trên lôi tràng. Tiếng thú giống ù ù, âm thanh chấn động bầu trời. Từng con kim viêm cự thú từ sâu trong liệt diễm hiển hiện ra, giống như là chiến thú trung thực bảo vệ ở Khương Phàm xung quanh. Lão tử chịu đủ rồi. Tiểu tử thánh địa, người thành công chọc giận ta rồi. Ngô Thiên Đạo nhanh chóng chữa trị khuôn mặt mình, toàn thân tử khí bạo động giống như sôi trào, ngưng tụ thành khoan hậu đại đao. Đao dài 10 mét, tử khí lượn lờ, tràn ngập khí thế áp bách nặng nề. Số lượng lớn hào quang màu vàng rời khỏi từ toàn thân, ngưng tụ đến tử đao như đang giao phó tử linh hồn cho đao. Đây là bí thuật to lớn của tử phủ truyền thừa, tử hồn đao, là lực lượng truyền thừa so sánh cùng thể phách. Huyết nhục không thể phá vỡ, tử hồn trường đao phá diệt hết thảy. Ngô Thiên Đạo, người không mạnh như ta dự đoán. Khương Phàm nắm liệt diễm sôi trào trong tay, ngưng tụ 15 con kim viêm yêu thú, bảo hộ hắn ở giữa. Như vua của bách thú, uy thế khiếp người. Đến đây, thả chó con của ngươi tới đây. Ngô Thiên Đạo khí thế buông thả, ngẩn lên trời gầm thét. Thể phách không thể ngăn chặn Khương Phàm, võ pháp không thể thắng qua, liền thử tử hồn đao. Hắn không tin tên tiểu tử thánh địa này có thể vượt cấp khiêu chiến tử phủ truyền thừa của bọn hắn. Thập thú bá thế quyền. Trên trán Khương Phàm nở rộ kim quang, linh văn phát huy toàn diện. Khống chế 15 con liệt diễm yêu thú nhào về phía Ngô Thiên Đạo. Bọn chúng chân thực lại cuồng dã, hung hãn càng uy mãnh, toàn bộ đạp động liệt diễm cuồn cuộn, từ trên cao lao xuống. Đám chó con, xếp thành hàng ngũ, đến nhận lấy cái chết. Ngô Thiên Đạo giống như là võ tướng chiến trường, nâng đao gầm thét. Huyết khí sôi trào, da thịt căng cứng, khí lãng mãnh liệt cuốn lên hội tụ về trường đao, tầng tầng ra cố. Nhưng 15 con kim viêm yêu thú đang phóng tới đột nhiên va chạm vào nhau, liệt diễm liên tục nổ tung, năng lượng liên tiếp áp xúc. Một trọng quyền to lớn giống như cối xay đang ầm vang thành hình, kéo lấy kim viêm khuấy động thú uy kinh người, ngang nhiên lao cho đến Ngô Thiên Đạo. Sắc mặt Ngô Thiên Đạo hơi biến, không thể tránh được, hai tay cầm đao đánh thẳng lên trời. Lực lượng huyết mạch bộc phát toàn diện, đao mang tăng vọt đến 30 mét. Sâu trong tử khí như có vô số chiến hồn đang gầm thét. Ầm ầm, tiếng oanh minh kịch liệt đinh tai nhức óc khuấy động diễn võ trường, càng truyền đến các cung điện tử phủ khác, hù dọa vô số ánh mắt. Kim viêm, tử khí cuồn cuộn,
khí lãng cường thịnh giống như là núi lửa phun trào lên hơn 100 mét. Tử đệ Ngu Gia ở xung quanh lôi đài liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại tranh thủ thời gian ổn định, cực lực muốn thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Ngu Thiên Đạo điên cuồng phóng thích, không thể thua được. Tử hồn đao vỡ nát, năng lượng mất khống chế mà trở nên bạo động, áo giáp rách dưới, máu tươi vẩy ra, khí lãng bắn nổ cưỡng ép đánh bay hắn ra mấy chục mét. Khương Phàm tự tin có thể đánh bại Ngu Thiên Đạo, cho nên lúc phóng thích thập thú bá thế quyền, sau một khắc, liền ngã đầu lao xuống, toàn thân ngưng tụ thái dương chiến y, đón lấy lôi tràng khí lãng kim viêm va chạm vào nhau. Mặc dù năng lượng bạo động kịch liệt suýt chút nữa đánh vỡ nát hắn, chiến y đảo mắt bị chôn vùi tán loạn, nhưng hắn vẫn cố nén đau nhức, cắn răng vọt tới lôi tràng. Lôi tràng hỗn loạn không chịu nổi, khắp nơi đều là tử khí kim viêm, cái gì cũng đều không nhìn thấy được. Khương Phàm bằng vào ý thức nhạy cảm, tinh chuẩn bắt được Ngô Thiên Đạo đang tháo chạy ở nơi xa. Toàn thân chấn khởi liệt diễm, quả quyết vồ giết tới. Hắn tới. Ngô Thiên Đạo mơ hồ đã nhận ra gì đó, lại khó có thể tin nổi. Thú quyền vừa cùng tử đao va chạm, hắn liền xuống tới. Không thể nào, hắn muốn chết sao? Nhưng, toàn thân Khương Phàm rách dưới, thương thế nghiêm trọng, lại đón liệt diễm và tử khí nhanh chóng tới gần, ba thanh trường thương liên tiếp tới tay, theo hắn phát lực, nháy mắt bạo kích. Trường thương bén nhọn lại cứng rắn. Thật đến rồi. Ngô Thiên Đạo vừa mới ổn định thân thể lại giật mình trước nguy cơ mới, không đợi một lần nữa ngưng tụ lại áo giáp, cũng không thể không cưỡng ép chặn đánh, ý thức hắn nhạy cảm, trợn mắt trừng trừng. Bành bành bành. Liên tiếp ba trọng quyền tùy tiện đánh vỡ nát kim viêm trường thương. Nhưng, Khương Phàm đâu? Ngô Thiên Đạo đang muốn vung mạnh quyền tiếp tục chặn đánh, lại không nhìn thấy thân ảnh của Khương Phàm, cũng không có bắt được năng lượng càng mạnh. Xảy ra chuyện gì? Người đâu? Sau khi đột kích, hẳn là sát chiêu càng mạnh, hoặc là liên tục bạo kích. Làm sao lại biến mất rồi? Chờ chút. Chẳng lẽ không phải do Khương Phàm quấy nhiễu? Ngô Thiên Đạo ý thức được vấn đề không ổn, lỗ tai khẽ nhúc nhích, định thần cảm nhận. Phía sau, Ngô Thiên Đạo trong chốc lát muốn quay người, Khương Phàm lặng yên xuất hiện ở phía sau lại vung lên móng trái, xé mở áo giáp Ngô Thiên Đạo đang muốn ngưng tụ, xé rách cả da thịt sau lưng. Vuốt phải theo sát hung hăng cắm vào bên trong, bắt lại xương cột sống. Ngô Thiên Đạo ớn lạnh toàn thân, thân thể lập tức cứng đờ. Khi hỗn loạn trên lôi tràng dần dần tiêu tán, khung cảnh hiển hiện ra làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Xảy ra chuyện gì? Tử hồn đao không có chống đỡ được thánh pháp của Khương Phàm. Thánh pháp có thể mạnh như vậy sao? Hay là thú văn Khương Phàm có gì đó quái lạ, kích thích ra lực lượng đặc thù của thánh quyền? Bọn hắn khó có thể tin được, Ngô Thiên Đạo vậy mà lại thua trong tay một tên tiểu tử thánh địa, lại còn là Lục Trọng Thiên. Vẻ mặt Ngô Khuynh Thành trở nên nghiêm trọng, mặc dù thiên phú truyền thừa của Ngô Thiên Đạo không bằng nàng, nhưng dù sao cũng là kim văn truyền thừa, huống chi lại là thất trọng thiên, vậy mà lại tùy tiện thua trong tay Khương Phàm. Như thế này không tính là thắng sao? Khương Phàm bắt lấy xương cột sống tráng kiện của Ngô Thiên Đạo, dần dần dùng sức. Khương Phàm, người lợi hại. Gương mặt Ngô Thiên Đạo dữ tợn, cũng không dám lộn xộn nữa. Mặc dù năng lực khôi phục của cơ thể rất mạnh, nhưng xương sống không giống như vậy, nếu như bị thương nặng, rất có thể hắn sẽ nằm sấp 10 ngày nửa tháng trên giường mới có thể khôi phục. Trả lời ta, có tính thắng không? Khương Phàm càng nắm càng chặt. Thời gian còn sớm, có dám tiếp tục hay không? Ngô Thiên Đạo liếc về nén hương xa xa kia, mới đốt được 1/10 mà thôi. Tiếp tục đánh, tiếp tục đánh. Ngô Thiên Đạo dùng sức nắm chặt nắm đấm, chờ đợi Khương Phàm buông tay ra, lại hung hăng đánh một trận. Tốt, như ngươi mong muốn. Cánh tay Khương Phàm đột nhiên tuôn ra liệt diễm, trùng kích vết thương, răng rắc một tiếng, đem xương cột sống sau lưng Ngô Thiên Đạo xé rách đi ra. Lần này, ta sẽ không. Ngô Thiên Đạo đang muốn chuẩn bị tái chiến, sau lưng đột nhiên tê dần, phía dưới trong nháy mắt mất đi chi giác. Thân thể quỳ trên mặt đất. Khương Phàm, ngươi chán sống. Mọi người dưới đài bỗng nhiên biến sắc, mấy người suýt chút nữa liền muốn vào tới trên lôi đài. Tất cả đứng lại cho ta. Khương Phàm bóp lấy cổ Ngô Thiên Đạo, đè ép đầu hắn hung hăng vào tới lôi đài, nâng một chân dẫm lên trên ót hắn. Thời gian chưa tới, hay là bây giờ ta cùng Ngô Thiên Đạo đối chiến thời gian? Khương Phàm, ngươi dám đối với ta như vậy?
Ngô Thiên Đạo lắc lư ánh mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy kịch liệt. Sắc mặt Ngô Khuynh Thành trầm xuống, lạnh lùng tiếp cận Khương Phàm trên lôi đài. Ngươi khẳng định muốn như thế này. Các ngươi mãnh liệt yêu cầu khiêu chiến, cũng là các ngươi tự mình lập xuống quy củ, thời gian chưa tới, lôi chàng thuộc về ta cùng Ngô Thiên Đạo. Khương Phàm dùng sức giẫm lên đầu Ngô Thiên Đạo, rằng co với tử đệ Ngô gia khí thế hung hăng ở phía dưới. Ngươi tin hôm nay ngươi không đi ra khỏi được Hỗn Độn Tử phủ hay không? Ngô Khuynh Thành nhảy xuống hùng sư, đi hướng lôi chàng, toàn bộ tộc nhân Ngô gia nắm tay, chuẩn bị ra tay. Ta còn thực sự không tin. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, ánh mắt sắc bén. Các ngươi là từng người đến, hay là cùng tiến lên? Ở đâu ra một đứa nhà quê, dám ở Hỗn Độn Tử phủ làm càn? Một âm thanh hùng hồn đột nhiên từ đằng xa truyền đến, số lượng lớn tộc nhân Ngô gia thân mang áo giáp xông vào diễn võ trường. Ta là Khương Phàm của Vô Hồi Thánh Địa, muốn vào Lạc Trì trọng địa, Ngô Khuynh Thành nhất định phải đem ta đưa đến nơi này khiêu chiến. Tình huống cụ thể. Khương Phàm liếc nhìn Ngô Khuynh Thành, nói. Khuynh Thành cô nương cao quý, không giải thích sao. Ngô Khuynh Thành buông nắm đấm ra, đi đến chỗ đám người Ngô gia kia thấp giọng giải thích qua. Hồ nháo. Nam tử trung niên cầm đầu vung lên một chưởng, suýt chút nữa quất vào trên mặt Ngô Khuynh Thành. Ngô Khuynh Thành có chút cúi đầu. Ta chỉ không cam lòng hắn phách lối, muốn cho hắn biết điều, cho Vô Hồi Thánh Địa chút giáo huấn. Nhưng ta không nghĩ tới hắn lại mạnh như vậy, có thể vượt cấp khiêu chiến Ngô Thiên Đạo. Không phải ngươi không nghĩ đến, ngươi là ngu, hắn có thể liên tiếp đánh Hàn Ngạo cùng Chiến Phật, chẳng lẽ còn ép không được Ngô Thiên Đạo. Nam tử trung niên hung hăng liếc nàng một cái, đi đến trước lôi đài, tiếng to như hồng trung. Ta là Ngô Chính Hùng, thúc phụ của Ngô Thiên Đạo. Tranh tài đã kết thúc, ngươi thắng, có thể đến Lạc Trì trọng địa. Ngươi có thể đảm bảo, lần đầu ta tiếp xúc tộc nhân Hỗn Độn Tử phủ các ngươi, ấn tượng không được tốt lắm. Ta tự mình cam đoan, không ai dám hổ nháo. Giọng Ngô Chính Hùng uy nghiêm truyền khắp diễn võ trường, tất cả tử đệ Ngô gia đều không hẹn mà cùng nhau cúi đầu xuống. Khương Phàm ném xương cột sống Ngô Thiên Đạo ra, bỏ chân xuống, chắp tay về phía nam tử, nói. Vô ý mạo phạm Hỗn Độn Tử phủ, bị ép ứng chiến, còn xin đảm đương. Ngô Chính Hùng nói. Là Hỗn Độn Tử phủ vô lễ. Ngô Khuynh Thành, đưa Khương Phàm đi Lạc Trì trọng địa. Ta, đưa hắn. Ngô Khuynh Thành nhíu mày, thể hiện vô cùng kháng cự. Ngươi, tự mình đưa. Ngô Chính Hùng uy thế bức nhân, một ánh mắt đảo qua đã để Ngô Khuynh Thành liền cúi đầu. Ngô tiền bối có ý tốt, nhưng ta không cần người đưa đi, còn xin chỉ dẫn phương hướng, ta tự mình đi là được. Khương Phàm không muốn lại cùng những tử đệ Ngô gia này ở chung, cao ngạo so với thánh địa chỉ có hơn chứ không kém. Ngươi yên tâm, nếu như trên đường ngươi đến Lạc Trì trọng địa, hoặc là trong lúc ở Lạc Trì trọng địa tự dưng bị hãm hại, ta sẽ lấy ra pháp xử trí người liên quan. Ngô Chính Hùng nói xong, thét lên ra lệnh với Ngô Khuynh Thành. Phụ trách an toàn của Khương Phàm, không được để mất cấp bậc lễ nghĩa của Hỗn Độn Tử phủ. Ngô Khuynh Thành tức giận. Bảo vệ an toàn, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào lời ta nói, còn chưa đủ. Ngô Chính Hùng là người phụ trách Hỗn Độn Tử phủ chủ yếu tại Vương quốc Hắc Ám, mặc dù quanh năm rằng co cùng Vô Hồi Thánh Địa, cũng rất không nguyện ý lại nổi lên tự dưng tranh luận gì. Đúng vào lúc này, đài đá không gian xa xa cuồn cuộn mê vụ, hai bóng người nện bước chỉnh tề đi ra. Ngoại hình hoàn toàn giống nhau, nhưng lại có khí chất hoàn toàn tương phản. Một người vẻ mặt lạnh lẽo cứng rắn, lông mi hàm sát, ngửa đầu cao ngạo, ánh mắt cực kỳ lăng lệ. Một người trầm tĩnh nghiêm túc, trong mắt chứa tử bi, có chút cúi thấp đầu, chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật ngữ. Chính là Hứa Như Lai của Chí Tôn Kim Thành, một chiến Phật, một thánh Phật. Hứa Như Lai. Khương Phàm khẽ nhíu mày, sao bọn hắn lại tới đây? Khương Phàm, lại gặp mặt. Chiến Phật Hứa Như Lai tiếp cận Khương Phàm, nhe răng ra cười. Thánh Phật Hứa Như Lai khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng chậm mà nói. Khương Phàm, hân hạnh. Các ngươi tới thật là kịp lúc. Khương Phàm liếc mắt nhìn Ngô Khuynh Thành, mình không có dừng lại thêm ở Vương quốc Hắc Ám, trực tiếp tìm đến Hỗn Độn Tử phủ. Coi như bọn người Hứa Như Lai biết hắn đến Lạc Trì trọng địa thì cũng không thể nào cùng lên đến nhanh như vậy, trừ phi có người tận lực thông báo. Chúng ta được mời tới. Hứa Như Lai đi xuống đài cao,
phía sau còn đi theo hai con phi thiên bạch viên khí tức hung hãn. Chiến Phật quét mắt nhìn diễn võ trường, chú ý tới Ngô Thiên Đạo ngồi liệt trên lôi đài, phát ra tiếng hử lạnh. Thánh Phật bình tĩnh lãnh đạm, tầm mắt cụp xuống, giống như cái gì cũng đều không quan tâm. Các ngươi là do ai mời? Đương nhiên là Ngô Khuynh Thành, vương quốc hắc ám còn có ai có tư cách này? Thi đấu khiêu chiến võ hầu còn chưa bắt đầu, Chí Tôn Kim Thành cùng Hỗn Độn Tử Phủ đã không kịp chờ đợi mà liên thủ rồi. Ngươi đã có can đảm khiêu chiến võ hầu, còn quan tâm chút chuyện làm nóng người trước ấy. Chiến Phật nói xong, hành lễ với Ngô Chính Hùng. Được mời mà đến, cảm tạ Hỗn Độn Tử Phủ, có qua có lại, Chí Tôn Kim Thành sẽ đưa Ngô Khuynh Thành tư cách một lần đến luân hồi cấm khu. Một người, đây coi là có qua có lại. Ngô Khuynh Thành chỉ Ngô Thiên Đạo ở trên lôi tràng. Thêm hắn. Ha ha, như ngươi mong muốn, chờ trở lại vương quốc hắc ám, ta tự mình đưa ngọc bài. Lúc Chiến Phật nói chuyện, ánh mắt đều rơi trên người Ngô Chính Hùng. Ngô Khuynh Thành mời thì mời, nhưng nếu như Ngô Chính Hùng ngăn cản, bọn hắn rất khó đến Lạc Trùy trọng địa, cho nên hắn cao điệu trao đổi tư cách. Ngô Chính Hùng trầm mặc, sau đó phân phó nói. Ngô Khuynh Thành, dẫn bọn hắn rời khỏi nơi này, nhớ kỹ ta, cam đoan an toàn cho tính mệnh Khương Phàm. Bên ngoài Hỗn Độn Tử Phủ có hai ngọn núi cao đặc biệt hùng vĩ, xa xa nhìn lại giống như là hai thanh thần binh, nguy nga thẳng tắp, cao tới 18.000 mét. Đỉnh núi lượn lờ, khối động khí lãng ngập trời, dẫn dắt lẫn nhau, tạo thành vặn vẹo vòng xoáy ở giữa đỉnh núi, giống như thiên nhãn ở trong đám mây, quan sát dân chúng. Một thềm đá 50.000 bước tọa lạc ở giữa hai ngọn núi cao, từ chân núi kéo dài đến giữa vòng xoáy ở đỉnh núi. Số lượng lớn cường giả thân mang trọng giáp Hỗn Độn Tử Phủ đóng ở phía trước vòng xoáy. Những người kia đang làm cái gì? Mắt Khương Phàm sáng tỏ sắc bén, nhìn thấu mây mù, quan sát thềm đá 50.000 bước mà rung động, phía trên lại có rất nhiều người, càng là xuống dưới càng nhiều người, chân núi dày đặc ma vân tê dại tràn đầy mấy vạn người. Ngô Khuynh Thành giống như là thần tử cao ngạo, lạnh lùng liếc mắt bóng người trên thềm đá như nhìn con kiến hôi. Đăng thiên giai, trước cấm khu. Các con dân được Hỗn Độn Tử Phủ bảo hộ đều có thể đến Lạc Trùy trọng địa lịch luyện. Điều kiện tiên quyết là, không được vượt qua linh hồn cảnh, càng phải đi bộ leo lên bậc thang 50.000 bước. Ta đi lên rồi, ta đã lên được rồi. Một nam tử gian nan leo lên bậc thang cao nhất, mặc dù làn da toàn thân sung huyết, mỏi mệt đau đớn, nhưng vẫn kích động hò hét. Thăm viếng Hỗn Độn Tử Phủ. Tuy nhiên sau khi nhìn đến cường giả tử phủ uy nghiêm cao lớn ở phía trước, hắn đã tranh thủ thời gian đè xuống kích động, tiến lên phía trước hai bước quỳ xuống hành lễ. Một cường giả tử phủ cao 3 mét đi đến trước mặt hắn, đơn giản kiểm tra thân thể, sau khi xác định không có gian lận đã cho đi. Tiến vào đi. Cảm tạ tử phủ ban ân. Nam tử vội vàng dập đầu, kích động chạy hướng về vòng xoáy phía trước. Khương Phàm nhìn qua bậc thang phía dưới. Tới gần vị trí đỉnh núi đang có 15-16 nam nữ tử cắn chặt hàm răng, toàn thân run rẩy trèo lên trên. Có luyện thể giả thể chất cường thịnh, cũng có cường giả thú linh văn. Toàn bộ làn da của bọn hắn đều đỏ bừng, thất khiếu rướm máu, mỗi một bước đều bò đặc biệt gian nan, giống như đang khiêng một tòa núi lớn. Một nữ tử rốt cuộc cũng không kiên trì nổi, hai chân mềm nhũn, dưới chân trượt đi, ngửa mặt lăn lông lốc xuống, liên tiếp va chạm thềm đá. Chảy cả máu, cuối cùng nằm nhoài ở mấy trăm bậc thang phía dưới, hôn mê bất tỉnh. Mười mấy người phía trên đều không có để ý tới, cúi đầu tiếp tục gian nan trèo lên trên. Bọn hắn không chỉ đang tìm kiếm cơ hội tiến vào Lạc Trùy trọng địa, càng là gian nan tôi luyện bản thân. Ngô Khuynh Thành giới thiệu cho Khương Phàm. Càng đi lên, trọng lực càng lớn. Trọng lực nấc thang thứ 10.000 là gấp 5 lần bình thường, tầng thứ 20.000 gấp 10 lần, tầng thứ 3 vạn là gấp 20 lần. Tầng thứ 4 vạn gấp 50 lần, tầng thứ 5 vạn thì là gấp 100 lần. Trọng lực không phải đến bao nhiêu tầng mới đột nhiên gia tăng, mà là mỗi một tầng đều hơi có tăng cường, trình độ tăng cường cơ hồ nhỏ đến mức phát giác không ra, nhưng càng như vậy, bò càng gian nan. Khương Phàm giật mình gật đầu, tăng cường nhỏ bé đến không thể nhận ra mới là khảo nghiệm tàn khốc nhất, nếu như trọng lực gấp 100 lần đột nhiên đè ở trên người, người khả năng khẽ cắn môi chịu đựng. Nhưng tiếp tục chậm chạp tăng cường lại có thể khảo nghiệm ý chí lực cực lớn. Một nam tử sư văn một phát bắt được thềm đá tầng thứ 3 vạn, kích động muốn bỏ lên, nhưng kích động quá sớm, ý chí căng cứng bỗng buông lỏng,
hai tay run rẩy kịch liệt lập tức mất đi lực lượng, kêu thảm lăn xuống dưới. Các cường hỗn độn tử phủ giả đứng đấy mặt không thay đổi, không hề thương tiếc, không hề tiếc nuối, tình cảnh thất bại trong gang tấc như thế này bọn hắn gặp rất nhiều. Chơi rất vui sao, ha ha, tiếp tục xem một lát. Chiến Phật chú ý đến biểu hiện hiếu kỳ của Khương Phàm, khinh thường cười lạnh. Khương Phàm tiếp tục nhìn đám người phía dưới gian nan leo lên, thản nhiên nói. Ta muốn làm gì liền làm cái đó, có chút nào liên quan với ngươi sao? Không phải ngươi phải vào Lạc Trì trọng địa sao, đi đến đi, nhìn ta chằm chằm làm gì? Ta đang chờ làm nóng người, không có ngươi sao có thể đi? Ánh mắt Chiến Phật lạnh lẽo, không kịp chờ đợi vào Lạc Trì trọng địa giao thủ cùng Khương Phàm. Mặc dù hắn và Thánh Phật cũng còn dừng lại tại ngũ trọng thiên, nhưng hai người liên thủ, hoàn toàn có thể chống lại Khương Phàm, lại có hai con phi thiên bạch viên phối hợp, bọn hắn có lòng tin hoàn ngược được Khương Phàm ở Lạc Trì trọng địa. Khương Phàm thu hồi ánh mắt, mang trên mặt mấy phần ý cười. Đi đến liền làm nóng người, không tới bên trong đi một vòng trước, nhìn một chút. Chiến Phật đón ánh mắt Khương Phàm. Ta đối với việc làm nóng người càng cảm thấy hứng thú hơn. Tính tình vẫn rất gấp. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, ngắm nhìn vòng xoáy to lớn phía trước. Trực tiếp đi đến liền có thể. Cuối con đường chính là Lạc Trì trọng địa, điểm tới là phiến thạch lĩnh, trọng lực gấp 10 lần so với trọng lực tự nhiên. Ngô Khuynh Thành còn chưa nói xong, Khương Phàm đột nhiên bạo khởi liệt diễm sôi trào, xông về vòng xoáy. Hắn muốn cắt đuôi chúng ta, Bạch Viên, đuổi theo. Chiến Phật thét lên ra lệnh. Hai con phi thiên bạch viên phát ra tiếng gào thét cuồng liệt, huy động cái cánh khổng lồ bay lên không phóng tới vòng xoáy. Có trò hay để xem rồi. Ngô Khuynh Thành cười lạnh hai tiếng, cưỡi hùng sư màu tím đi theo. Khương Phàm nhanh chóng lao về phía trước, hai tay nắm chắc tàn đao, yên lặng tích góp lực lượng. Không lâu sau đó, trong cảnh tượng rộng rãi sáng sủa xung quanh, hắn xuất hiện ở trăm mét không trung, nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Đây là thế giới nham thạch minh mông, đập vào mắt tất cả đều là núi đá thấp bé, vết nứt răng khắp nơi đại địa. Nơi này không có hoa cỏ, không có cây cối, trụi lùi, nhưng ở những núi đá khác biệt, vết nứt các nơi đều không giống nhau, để trong này không đến mức quá hoang vu. Khương Phàm không có thưởng thức hoàn cảnh, theo trọng lực áp chế mãnh liệt, xông về bệ đá phía dưới. Ầm ầm, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên chìm xuống, nhưng lúc đứng dậy. Một khắc này, ánh mắt hừng hực, huyết khí toàn thân sôi trào, hắn nắm chặt tàn đao chỉ lên trời gầm thét. Khai thiên thức, gương mặt Khương Phàm dữ tợn, tóc ngắn bay lên. Huyết khí cường thịnh lao ra khỏi thân thể, không chỉ là màu đỏ như máu mà còn ẩn chứa kim quang. Kim viêm mãnh liệt sôi trào, cuồn cuộn kéo lên trời, giống như chu tước lâm thế. Linh hồn nở rộ bên trong cơ thể, giống như là một tôn cổ linh thức tỉnh, tràn ngập uy nghiêm, khí thế. Linh nguyên, huyết khí, linh hồn, ba nguồn năng lượng ngay lúc này giao hòa với nhau, toàn bộ va chạm vào tàn đao. Tàn đao rung động kịch liệt, sôi trào đao cương màu tím kinh người. Một cơn khí lãng sôi trào trên bệ đá. Một đoạn đao quang bổ lên trời trăm mét. Không trung mãnh liệt nhấc lên vòng xoáy, cường quang dâng lên, Chiến Phật cưỡi bạch viên của hắn vọt ra đầu tiên. Giống, phi thiên bạch viên vung vẩy hai tay, phát ra tiếng gào thét. Phát tiết chiến ý của bản thân, chuẩn bị kỹ càng tốt để đánh một trận. Khương Phàm, xem ngươi muốn đi đến chỗ nào. Mắt Chiến Phật sáng như đuốc, vững vàng đứng trên phi thiên bạch viên, muốn tìm bóng dáng Khương Phàm. Nhưng, nét mặt hưng phấn còn ở trên mặt bạch viên và Chiến Phật, lại đều giật mình trước nguy hiểm, toàn thân nổi lên cơn gió lạnh. Trong chớp mắt này, tàn đao khai thiên thức ngang nhiên chém nước trời cao, đánh vào trên thân phi thiên bạch viên. Da thịt phi thiên bạch viên cứng rắn, cảnh giới lại là thất trọng thiên, thực lực vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng cũng gánh không được đao khí như vậy đột ngột lại bá đạo. Phốc phốc, đao khí hoành kích, đánh đâu thắng đó. Bạch viên đang sống sờ sờ lại bị chém thành hai khúc, huyết nhục văng tung tóe, nội tạng vẩy xuống, chết tại chỗ. Chiến Phật chật vật rơi xuống trận vực có trọng lực gấp 10 lần bên dưới. Khương Phàm triển khai hỏa dực, bay thẳng lên trời. Cuồn cuộn liệt diễm liên miên bất tuyệt cuốn về phía Chiến Phật. Thánh Phật, mau ra đây. Vạn ấn Chiến Phật nở rộ, Phật ấn ngưng tụ chiến y, ngạnh kháng liệt diễm đốt cháy, hắn triệu ra bảo luân, mượn tình thế rơi xuống, đối diện đánh tới hướng Khương Phàm. Ầm ầm,
tàn đao ngạnh kháng bảo luân, giống như là cửu thiên lôi đình, âm thanh nổ tung trời cao. Chiến Phật run rẩy hai tay, bảo luân rời khỏi tay, thân thể ngửa mặt tung bay, đánh tới núi đá bên cạnh. Làm sao có thể? Chiến Phật khó có thể tin được, lực lượng tên điên này hình như còn mạnh hơn lúc ở Đại Tự Tại Điện, hơn không chỉ mạnh mấy ngàn cân, rất có thể là mấy vạn cân. Khương Phàm không để ý đến Chiến Phật, hắn tiếp tục gánh trọng lực gấp 10 lần phóng tới vòng xoáy không gian. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe, kim viêm ngập trời ngưng tụ thành lít nha lít nhít hỏa tinh, toàn bộ đều đánh đến đó. Ầm ầm, hơn 300 quả hỏa tinh lấp đầy cửa vào vòng xoáy, tiếp theo bị điên cuồng dẫn bạo, hỏa tinh nổ tung, liệt diễm sôi trào, cuồng liệt nuốt sống vòng xoáy. Liệt diễm đột nhiên bạo tạc dung chuyển vòng xoáy ổn định, cường quang loạn tung tóe trong con đường, không gian vặn vẹo, phát sinh dao động kịch liệt. Thánh Phật và Bạch Viên đang muốn xô ra tới quá sợ hãi, chưa kịp phản ứng liền bị liệt diễm cùng năng lượng không gian mãnh liệt nuốt hết. Lực lượng kinh khủng suýt chút nữa đem xé nát bọn hắn. Làm nóng người, ha ha ha. Khương Phàm dừng ở ngoài vòng xoáy, giống như đang nổi điên lại nhấc lên liệt diễm, không quan tâm gì hết mà cứ liên tục đánh vào bên trong. Hỏa thương, hỏa liên, hỏa tinh, vân vân, liên tiếp ngưng tụ, bạo tạc, kim viêm sôi trào bao phủ vòng xoáy không gian, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào con đường bên trong không gian. Giống. Bạch Viên kêu lên đầy thê lương thảm thiết, bị hãm ở bên trong không gian muốn lui cũng không lui được, muốn chạy một chút cũng không đi nổi, bị năng lượng bạo động quấy đến da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, chật vật không chịu nổi. Khương Phàm, ngươi bị điên sao? Ngươi hủy nơi đó, hỗn độn tử phủ tuyệt đối không tha cho ngươi. Chiến Phật tức giận giống to, thì ra hỗn đản này không phải muốn chạy trốn, mà là muốn nghênh chiến. Chỉ là phương thức nghênh chiến dã man này quá hung tàn, quá ngoài ý muốn. Ai ở bên ngoài quấy rối? Ngô Khuynh Thành đang tới gần con đường dẫn đến lối ra thì bất chợt sắc mặt đều đại biến, thứ nào không biết sống chết đang tập kích con đường không gian. Hùng sư chấn kinh, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị cuốn vào trong phiến hỗn loạn kia. Khương Phàm cảm giác đã làm tương đối rồi, hắn liền lao xuống, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật. Hứa Như Lai, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiểu gia ta ở chỗ này đây. Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát Thánh Văn Phật Ấn, nghênh chiến Khương Phàm. Tử quang nở rộ, Phật tượng hiện hình, so với trước đó rõ ràng hơn, cường thế hơn. Phật ngữ vang vọng khắp dãy núi. Thiên Phật Ấn. Chiến Phật vỗ tay về phía trước, Phật tượng to lớn triển khai hai tay, nâng lên Phật trưởng rung động đầy trời. Trong nháy mắt bao trùm mấy trăm mét bầu trời, che mất Khương Phàm. Phật ngữ vang động trời, thanh thế Phật trưởng to lớn, như có thể chôn vùi vô tận sông núi. Khương Phàm khoác thái dương chiến y, trong Phật trưởng đầy trời, hắn mạnh mẽ đâm tới dễ như trở bàn tay, cường thế tới gần Chiến Phật. Lục trọng thiên đối chiến ngũ trọng thiên, hắn không có chút áp lực nào. Khương Phàm, tiếp Bảo Luân ta một kích. Chiến Phật nắm Bảo Luân ở bên cạnh lên, gương mặt dữ tợn. Chiến ý dâng cao, giống như không sợ hãi muốn liều chết chiến một trận. Nhưng, hắn vừa nắm Bảo Luân, tay phải nhanh chóng run run, vẩy ra thái M ác thủy, thấm vào Bảo Luân. Nếu như Khương Phàm vung mạnh đao chém vào Bảo Luân va chạm, mạnh mẽ tất nhiên sẽ nổ lên thái M ác thủy, vừa vặn có thể phun đến trên mặt và thân Khương Phàm. Thái M ác thủy này đã bị chế thuốc qua một lần nữa, càng tà ác hơn, càng kinh khủng hơn. Chỉ cần dính vào người, liền có thể lấy nửa cái mạng của Khương Phàm. Khương Phàm mang theo khí thế hùng hổ lao tới, trước khi va chạm một giây, đột nhiên vỗ cánh bay lên không, tránh khỏi Bảo Luân Chiến Phật phung lên. A! À, Chiến Phật đánh một kích thất bại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chí Tôn Kim Thành các ngươi nghênh ngang mua sắm thái M ác thủy, nghĩ ta không biết sao. Khương Phàm bay lên không, trong chốc lát, toàn thân nhấc lên hắc khí, cánh cửa hư vô ầm vang mở ra. Tám sợi xiềng xích hoành kích giữa trời cao, nhanh chóng tiêu xạ, cuốn lấy Chiến Phật. Đây là thứ gì? Chiến Phật muốn tránh thoát, lại bị càng quấn càng chặt, xiềng xích âm trầm thấu xương, còn giống như có thể ăn mòn cả linh hồn. Ngũ Trọng Thiên liền muốn đuổi bắt ta, người đây không phải tự tin, mà là tự tìm đường chết. Khương Phàm rơi xuống đỉnh núi, thôi động xiềng xích lôi kéo Chiến Phật. Đại Thừa Thánh Văn khống chế liệt diễm. Ngưng tụ thành ba thanh kim viêm trường thương, liên tiếp nổ bắn ra, oanh kích Chiến Phật.
Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật điên cuồng giãy giụa tránh khỏi xiềng xích, vùng Bảo Luân ngạnh kháng với Kim Viêm Trường Thương. Bảo Luân là bảo khí chí cường của hắn, uy lực phi phàm, nhưng Khương Phàm đã là lục trọng thiên, cảnh giới tăng lên, võ pháp mạnh hơn, Kim Viêm Trường Thương nhanh chóng bạo kích, liên tiếp chấn động Bảo Luân, suýt chút nữa đánh bay ra ngoài lần nữa. Toàn thân Chiến Phật đều run rẩy, suýt chút nữa mất khống chế. Khương Phàm chấn động hỏa dực, kéo căng xiềng xích, dắt lấy Chiến Phật phóng tới không trung. Thánh Phật! Chiến Phật cuồng loạn gào thét, tử quang nở rộ, rọi khắp nơi bầu trời, Phật tượng mông lung lần nữa thành hình, bạo khởi một trọng quyền kinh người về phía Khương Phàm. Khương Phàm xoay chuyển hai tay, dẫn dắt liệt diễm ngưng tụ bạo hùng, đạp trên liệt diễm va chạm với đối diện, nổ lên đầy trời năng lượng. Võ pháp của lục trọng thiên vượt xa ngũ trọng thiên, tùy tiện một đòn thú quyền liền có thể chống được toàn lực tấn công mạnh của Chiến Phật. Ngay sau đó, Khương Phàm phóng thích kim viêm mãnh liệt hơn, hóa thành yêu báo, man nghiêu các loại, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh về phía Chiến Phật. Chiến Phật chật vật phản kích, nhưng vẫn liên tiếp bị trọng thương. Trước đó đã từng cùng Khương Phàm giao thủ qua, biết rõ Khương Phàm cường hãn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là sau khi cảnh giới Khương Phàm tăng lên, so với ngũ trọng thiên lại mạnh nhiều như vậy, đơn giản đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giống. Bên trong đường hầm hư không, Phi Thiên Bạch Viên phát ra tiếng gào thét bạo ngược, gắt gao ôm lấy Thánh Phật, huy động hai cánh bổ nhào hướng về phía trước, cưỡng ép phá tan hỗn loạn, xuất hiện ở Lạc Trì trọng địa. Nhưng, hắn không quan tâm, vẫn điên cuồng đánh nó trọng thương, hai cánh vỡ nát, cánh tay rách dưới, toàn thân trên dưới máu thịt be bét. Là ai làm? Ngay sau đó Ngô Khuynh Thành từ bên trong xô ra đến, cũng bị năng lượng không gian dày vò chật vật không chịu nổi. Thánh Phật. Nơi xa, Chiến Phật phát ra tiếng lo lắng gầm thét bi phẫn. Thánh Phật, Ngô Khuynh Thành lập tức trông qua, vừa hay nhìn thấy Chiến Phật bị kim viêm nuốt hết, ngay sau đó bị xiềng xích kéo về tới phía Khương Phàm. Xung quanh Khương Phàm có lên 8 cái cửa sắt, cuồn cuộn màu đen, cực kỳ quỷ dị. Song Tử Phật, kẻ đầu tiên. Khương Phàm kéo Chiến Phật vùng vẫy giấy chết vào thiết lao bên trái, lại nhìn về phía Thánh Phật và Ngô Khuynh Thành phất phất tay, sau đó thì nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Khương Phàm, ngươi suýt chút nữa đã hủy đường hầm hư không, món nợ này Hỗn Độn Tử Phủ nhất định tìm ngươi tính toán rõ ràng. Ngô Khuynh Thành tức giận hô to, tên khốn kiếp đáng chết này, suýt chút nữa đều đã giết nàng. Giọng Khương Phàm từ đằng xa bay tới. Nếu như đường hầm hư không đều có thể bị linh nguyên cảnh hủy đi, Hỗn Độn Tử Phủ các ngươi còn có mặt mũi xưng hoàng tộc. Mục tiêu của ta chính là ngươi, ngu xuẩn. Ngươi muốn chết. Ngô Khuynh Thành tức giận không kiềm chế được, đang muốn cưỡi hùng sư đuổi theo, chợt phát hiện Thánh Phật rơi xuống trên bệ đá ngồi ở nơi đó. Không nên gấp, hắn không trốn thoát khỏi Lạc Trì trọng địa được. Thánh Phật ngồi trên bệ đá, hai tay tỏa ra thánh quang, chữa trị thân thể Bạch Viên. Ngô Khuynh Thành cau mày nói. Ngươi lại có thể giữ vững bình thản, không sợ Chiến Phật bị giết chết sao? Thánh Phật lạnh nhạt. Nếu như Khương Phàm muốn giết Chiến Phật thì sẽ không bắt hắn. Nếu Khương Phàm bắt hắn thì sẽ không nghĩ đến giết chết hắn. Ngô Khuynh Thành ngắm nhìn nơi xa, tốc độ Khương Phàm rất nhanh, đã biến mất trong mênh mông hoang dã. Nàng đè xuống tức giận, nhìn bệ đá bị máu tươi nhiễm đỏ, lông mày từ từ nhíu lại. Nàng mời Song Tử Phật tiến đến là muốn thu thập Khương Phàm. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, Chiến Phật bị bắt, Bạch Viên một chết một phế. Biểu hiện của Khương Phàm để nàng vô cùng ngoài ý muốn, gia hỏa này không chỉ có thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh khó có thể tin, còn có dã tính cùng điên cuồng không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc Vô Hồi Thánh Địa từ đâu tìm được một tên điên biến thái như thế? Hắn rất mạnh, so với thời điểm ở Đại Tự Tại Điện đã mạnh hơn. Thánh Phật ở bên cạnh chữa trị thương thế cho Bạch Viên. Vừa xem Khương Phàm cùng Chiến Phật chém giết. Hắn và Chiến Phật ý thức tương thông, chiến đấu trước đó đã nhìn rất rõ ràng. Khương Phàm đã đột phá cảnh giới, nhưng Chiến Phật đã vô hạn tới gần lục trọng thiên, lại có Phật ấn linh văn phi phàm, không thể không hề có lực hoàn thủ. Ngô Khuynh Thành nói, hắn đột phá cảnh giới, đương nhiên mạnh hơn. Hắn mạnh không chỉ là cảnh giới tăng lên, mà là... Thánh Phật chậm rãi lắc đầu, nói không nên lời cảm giác cụ thể. Nhưng Khương Phàm khẳng định đã đạt được một cơ duyên càng đặc thù nào đó, hoặc là kích phát một loại tiềm lực thân thể nào đó. Hỗn Độn Tử Phủ có rất nhiều tộc nhân ở đây, Khương Phàm đừng nghĩ sẽ nhẹ nhõm rời khỏi Lạc Trì trọng địa.
Ngô Khuynh Thành nhất định phải để Khương Phàm lĩnh hội được sự cường đại của Hỗn Độn Tử Phủ, đánh cái tên Khương Phàm kiêu ngạo khiến người khác chán ghét kia. Khương Phàm chống đỡ trọng lực trận vực tràn ngập đất trời, bay tán loạn thoát khỏi chập trùng núi đá. Núi đá nơi này phổ biến tại mấy chục mét đến khoảng trăm mét, không có cao hơn trăm mét, nhưng số lượng rất nhiều, xa xa nhìn lại giống như là đại dương mênh mông bất tuyệt. Những vết nứt rung động răng khắp nơi, cuồng dã xé rách mặt đất bao la, so với núi đá càng rung động càng dã tính. Vết nứt rộng chừng mấy chục mét đến trăm mét không giống nhau, chiều sâu thì không lường được, giống như kết nối với một thế giới nào đó, khiến cho người ta sợ hãi. Khương Phàm ngạc nhiên cảm nhận được hình dạng mặt đất tự nhiên của Lạc Trì trọng địa. Càng đi về phía trước, trọng lực trận vực càng mạnh, không đến 30 dặm, trọng lực trận vực đã đạt tới gấp 20 lần ở hai bên. Khương Phàm cố gắng xông ra ngoài 50 dặm, dừng ở một trên núi đá trăm mét. Đến nơi này, người dần dần nhiều lên, có người nhanh chóng phóng tới, tôi luyện thể năng, có người ngồi xếp bằng tại đỉnh núi, tiếp nhận trọng lực tẩy lễ. Không có chém giết, không có đánh đấu, bầu không khí rất hòa hài. Quả nhiên là nơi tốt để luyện thể. Khương Phàm mở hai tay ra, ngẩng đầu thừa nhận trọng lực nặng nề. Loại này áp bách không giống như là đang khiêng vật gì nặng, mà là thẩm thấu vào da thịt, ảnh hưởng áp chế mãnh liệt trong hài cốt kia. Nếu như có thể ở chỗ này lịch luyện quanh năm, tất nhiên có thể rèn luyện ra một thân cương cân thiết cốt. Cơ Lăng Huyên, cô ở đâu? Khương Phàm bỗng nhiên có chút chờ mong muốn nhìn thấy Cơ Lăng Huyên, đệ nhất thiên tài vô hồi thánh địa, cuồng nhân chiến đấu võ hầu bảng gần với Ngô Kình Thương. Nàng lại còn ở Lạc Trì trọng địa chờ đợi hơn nửa năm, nhìn tư thế còn giống như đã chuẩn bị đợi nửa năm. Nữ hài tử vậy mà bỏ được tất cả hành hạ mình như thế, không tệ không tệ. Khương Phàm có ấn tượng rất tốt đối với Cơ Lăng Huyên. Nơi này hình như không có yêu thú. Khương Phàm đi đang bên trong núi bụi phập phồng, nhìn ra xa bốn chỗ. Người so mong muốn muốn khá nhiều, nhưng không có hoa cỏ, không có yêu thú. Cái tên Hàn Ngạo kia đúng là lừa đảo. Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ kỹ lời Hàn Ngạo nói qua nơi này có rất nhiều yêu thú, còn có chút hoa cỏ, có thể săn giết đến phối hợp tu luyện. Nơi này còn có cơ duyên khác sao? Khương Phàm nói một mình, mặc dù trọng lực trận vực nơi này rất thích hợp để luyện thể, nhưng hình như là quá đơn điệu. Nơi này có tư cách xưng gì mà gọi là cấm khu? Lại còn là cấm khu hoàng tộc khống chế. Chẳng lẽ bên trong quặng sắt có cơ duyên? Khương Phàm chú ý tới có người đục núi ở nơi xa, liền nâng tay lên gõ gõ núi đá hiện ra ánh sáng màu xanh bên cạnh, thanh âm một ngạt, vô cùng cứng rắn. Tiếp theo dùng kim viêm nóng chảy, dung nham từ đầu ngón tay trượt xuống, để lại mấy giọt dịch màu xanh, giống như là kim loại. Đây là thanh sa kim, vật liệu luyện khí rất không tệ. Giọng đan hoàng xuất hiện ở trong đầu Khương Phàm. Trong núi đá khác biệt có quặng sắt khác biệt sao? Khương Phàm nhìn qua núi đá chập trùng bát ngát, phổ biến đều lóe ra tia sáng, tốt, đây cũng là cơ duyên. Đem thiết long cổ thụ lấy ra nhìn xem. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Quên nó mất. Khương Phàm lấy hóa sinh bát từ thanh đồng tiểu tháp ra, nắm chặt thiết long cổ thụ liền muốn rút ra. Ô, ô, thiết long cổ thụ lại phát ra tiếng vang non nớt kỳ quái, vung lấy cảnh dùng sức đập Khương Phàm tay. Nơi này tất cả đều là quặng sắt, thay đổi khẩu vị. Chính ngươi đến nếm thử xem. Khương Phàm đem hóa sinh bát tới bên cạnh núi đá. Thiết long cổ thụ không để ý tí nào, cắm rễ thật sâu vào bên trong kim dịch dưới đáy hóa sinh bát, tùy tiện trưởng thành. Không nguyện ý coi như xong, chờ đụng phải thứ thích hợp lại cho ngươi thêm. Khương Phàm lắc đầu, nâng hóa sinh bát ở trong tay, tiếp tục đi tới phía trước mặt. Thiết long cổ thụ chập trần cành. Thờ ơ với quặng sắt bên ngoài, chỉ lo hấp thu kim dịch bên trong hóa sinh bát. Bằng hữu, mầm cây này không tệ nha. Phía trước trăm mét trên núi đá, một cái toàn thân điêu luyện khí tức nam tử chú ý tới Khương Phàm trên tay mầm cây. Trọng lực trận vực tại vùng núi này so với ở phía ngoài hơn 60 lần, ngay cả hắn đều rất gian nan, vậy mà một gốc mầm cây non nớt lại không hề bị ảnh hưởng. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tạ ơn. Khương Phàm tự mình đi qua. Bán không? Ta giống như đang bán mầm cây sao? Vậy ngươi tặng người khác sao? Nhìn ta có khẳng khái như vậy sao? Chúc ngươi may mắn, đắc ý giống ngươi như thế này, cuối cùng khả năng ngay cả mệnh mang cây, đều phải ném đi.
Khương Phàm tản bộ khắp nơi, tìm kiếm Cơ Lăng Huyên, cũng cẩn thận cảm nhận thay đổi trong thân thể, hy vọng có thể tìm tới khu vực có thể kích thích cực hạn thân thể, kích phát tiềm lực thần huyết trong huyết mạch. Sau đó không lâu, sắc trời dần tối, Khương Phàm đang tùy ý tản bộ, lại phát hiện bầu không khí là lạ. Đám người phóng tới bốn chỗ ngừng lại, đám người ngồi tại đỉnh núi tôi luyện đứng lên, đám người đục núi cũng ngừng tay. Bọn hắn toàn bộ kéo căng thân thể, nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo ánh sáng hưng phấn. Bằng hữu, đây là thế nào? Ta vừa đến, đối với nơi này không hiểu rõ lắm. Khương Phàm đi đến một đỉnh núi trước mặt, hỏi một nam tử thú linh văn. Cẩn thận nghe. Toàn thân nam tử bao trùm vảy giáp màu đen, hai tay hai chân đều biến thành móng vuốt, cái đầu thoạt nhìn như là thằn lằn. Nghe cái gì? Khương Phàm vểnh tai, thật đúng là nghe được chút tiếng ông ông, mặc dù rất nặng nề, ngột ngạt lại rất yếu ớt, nhưng có thể cảm giác được thanh thế vô cùng to lớn. Sắp đi ra rồi. Nam tử dùng sức kéo căng thân thể, khẩn trương lại phấn khởi. Cái gì đi ra? Khương Phàm khẽ nhíu mày, âm thanh càng ngày càng nặng, càng ngày càng to lớn, tràn ngập vô biên vô tận giữa hoang dã quần sơn. Yêu nghĩ. Nam tử trên dưới đánh giá mắt Khương Phàm, hỏi. Lần đầu tiên tiến đến. Lần đầu tiên. Lực quyền bao nhiêu? 100.000 cực cảnh. Nói thật. 100.000 lực quyền. Cút đi, còn muốn hợp tác với ngươi, ra hỏa khoác lác, tự sinh tự diệt đi. Nam tử quay người rời khỏi, chạy đến trên núi đá trước mặt, cùng người ở đó phủi tay, lẫn nhau đụng chút bả vai, xem như liên hợp. Trên núi đá gần đó liên tiếp chạy tới mấy người, nói nhỏ vài câu, liên hợp với nhau, bắt đầu sẵn sàng trận. Nơi khác cũng không ngừng có người gom lại cùng một chỗ, top 5 top 3 hợp tác, có chỗ còn đạt tới mười mấy người. Bầu không khí quái dị. Thời điểm Khương Phàm vẫn đang không hiểu thấu, tiếng vang ông ông càng ngày càng mãnh liệt, chấn thiên động địa, hoang dã lắc lư, sau một lát, trong cái khe răng khắp nơi bỗng nhiên dơ lên chiều dâng mãnh liệt, trùng thiên hơn 200 mét, nhanh chóng phân tán. Thanh thế quá to lớn, giống như là con sông cuồn cuộn từ dưới đất phun ra ngoài. Bắt đầu, bắt! Đám người ở các nơi trên đỉnh núi cuồng hô loạn gào hành động, nhào về phía phiến chiều cường màu đen kia. Khương Phàm định thần nhìn lại là lít nha lít nhít yêu nghĩ. Toàn thân đen kịt, số lượng kinh người. Bọn chúng so với yêu nghĩ phía ngoài phải lớn hơn rất nhiều, giống như là yêu thử, nó quơ hai cánh, bay lượn bốn chỗ. Xa xa nhìn lại, tựa như là thủy triều, không ngừng liên tục dâng trào ra khỏi vết nứt đại địa, phân tán thành hơn mấy ngàn mấy vạn, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Bọn chúng không nhận ảnh hưởng trọng lực sao? Hay là đã thành thói quen? Khương Phàm sợ hãi thán phục trước số lượng yêu nghĩ, cũng kinh ngạc trước tốc độ của bọn chúng, giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Quần sơn sao động, tất cả thí luyện giả đều hưng phấn nghênh chiến yêu nghĩ. Số lượng yêu nghĩ khổng lồ, lại cực kỳ hung tàn, thân thể bọn chúng cứng rắn, lại huy động giống hai cái chân trước lớn như liêm đao, điên cuồng phát sát những người thí luyện. Khương Phàm nhìn nhíu chặt mày lên, không phải chỉ là chiến đấu thôi sao, hưng phấn đến mức như thế à? Mảng lớn yêu nghĩ bổ nhào tới phía Khương Phàm. Khương Phàm không sợ, chờ đến khi bọn chúng tới gần, trong chốc lát, toàn thân sôi trào lên cuồn cuộn liệt diễm, cuồng quyển bầu trời. Mặc dù liệt diễm bị trọng lực áp chế, nhưng tình thế vẫn rất mạnh, cuốn lên hơn 100 mét, phạm vi trùng kích 300 mét. Yêu nghĩ bị dìm ngập, giáp da hòa tan, kêu gào thảm thiết, vẩy xuống mảng lớn. Tiện tay một kích, liền chôn vùi hơn 50 con yêu nghĩ. Những con khác nhanh chóng tán loạn. A, à, Khương Phàm nhìn yêu nghĩ bị đốt thành tro, có một số rất bình thường, nhưng có một số ở bên trong lại hiện ra tinh quang. Cái này thứ gì? Khương Phàm đem tinh quang nhặt lên, bỗng nhiên chú ý tới chiến trường kịch liệt nơi xa đều nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Không chỉ có bảy yêu nghĩ nơi đó tản ra, những người thí luyện cũng đều nhìn sang, chỉ sau chốc lát, bọn hắn quá sợ hãi, hốt hoảng chạy trốn về nơi xa. Chỉ để lại vài tiếng la lên đầy tức giận. Ngu xuẩn, chết tiệt, người có nhìn thấy ai phóng thích võ pháp hay không? Người muốn chết, chớ liên lụy chúng ta. Hỗn độn tử phủ không có ai giải thích với người cấm kỵ trong lạc trùy trọng địa sao? Tiểu tử, chạy đi, chạy tới nơi khác, đừng quấn lấy chúng ta. Hơn trăm người biến mất vào bóng đêm trong nháy mắt, chỉ để lại Khương Phàm vẫn một mặt mờ mịt đứng ở nơi đó.
hơn mấy ngàn vạn con kiến đen toàn bộ dừng lại, phát ra tiếng rít gào sắc nhọn, giống như là đang nhắc nhở cái gì đó. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Khương Phàm chấn mở hai cánh, chống đỡ trọng áp tràn ngập đất trời, xông về phía trước, nhất định phải bắt mấy người hỏi cho rõ ràng. Hỗn đàn, đừng quấn lấy chúng ta. Mười mấy người phía trước quá sợ hãi, tức giận quay đầu gào thét. Giải thích rõ ràng cho ta, các ngươi đang sợ cái gì? Khương Phàm đuổi sát không buông, nhanh chóng vọt tới đỉnh đầu đám người này. Đám người quả quyết tản ra, chạy trốn về các hướng khác nhau. Nói cho ta biết đang xảy ra chuyện gì. Khương Phàm ở cùng một cái nam tử mập mạp. Toàn thân nam tử bao trùm thổ giáp thật dày, ra sức chạy đi nhưng tốc độ lại mau không nổi. Đại ca, tha mạng, đừng quấn lấy ta mà. Giải thích cho ta rõ ràng, ta lập tức liền đi. Khương Phàm vung hỏa dực, đuổi theo mập mạp không thả. Nơi này không thể nào phóng thích võ pháp, nhất là hỏa diễm, lôi chiều. Vì sao? Bởi vì sẽ hấp dẫn hắc hỏa nghĩ cùng liệp lôi nghĩ. Bọn chúng vô cùng đáng sợ, có thể thôn phệ hỏa diễm cùng lôi chiều. Hỏa diễm lôi chiều càng mạnh, bọn chúng càng phấn khởi. Bọn chúng sẽ không giết ngươi, mà là bắt ngươi, nuôi ngươi, đem ngươi trở thành chất dinh dưỡng mỗi ngày phóng thích năng lượng. Tàn nhẫn như vậy. Khương Phàm tranh thủ thời gian tản hỏa rực ra, phóng tới đi theo phía sau nam tử mập mạp. Đại ca à, sao ngươi còn đi theo ta? Nam tử mập mạp điên cuồng vung lấy hai cái chân, gấp đến đều muốn khóc. Các ngươi săn giết kiến đen hình như rất phấn khởi. Kiến đen là liêm đao phi nghĩ, đặc điểm là tốc độ nhanh, liêm đao sắc bén, số lượng nhiều. Có một số trong thân thể có dựng dục tinh phách, có công hiệu kỳ diệu tẩm bổ linh hồn, thể phách khỏe mạnh, phối hợp trọng lực trận vực tu luyện làm ít công to. Tiến vào lạc trùy trọng địa tu luyện, ban ngày chính là lợi dụng trọng lực trận vực tôi luyện thể chất. Ban đêm là săn giết liêm đao phi nghĩ, về lâu dài, người không chỉ có thể luyện thành cương cân thiết cốt, còn có thể có được cường đại linh hồn. Má ơi! Nam tử mập mạp nhìn lại, sắc mặt xoát tái nhợt, hú lên đầy quái dị, co cẳng chạy đi giống như điên. Xa xa, bầy kiến tụ tập được hơn ngàn con, bổ nhào tới phía Khương Phàm, âm thanh cánh huy động như núi hô biển động. Phía sau đi theo số lượng lớn yêu nghĩ toàn thân thiêu đốt lên hắc hỏa. Cũng đều có cánh, tốc độ còn thật nhanh. Tiếp tục, Khương Phàm nhấc nam tử mập mạp lên một cái, chống đến trên vai cất bước phóng tới trước. Tiếp tục cái gì, ngươi tha cho ta đi, ta có thể bò vào đến đây cũng không dễ dàng. Nói tiếp nói tình huống nơi này. Đại ca, nói sớm xong sớm thả ngươi rời khỏi. Mập mạp ngẩng đầu nhìn tổ kiến đang nhanh chóng tới gần ở phía sau, toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh. Mau nói. Nói cái gì? À, nơi này là lạc trùy trọng địa, cũng là thế giới yêu nghĩ. Số lượng yêu nghĩ rất nhiều, hình thể lớn, giống loài cũng nhiều. Thường, thấy nhất chính là liêm đao phi nghĩ, nghe nói số lượng có đến vài ức. Còn có hắc hỏa nghĩ, liệp lôi nghĩ, phệ hồn nghĩ, ngũ độc nghĩ các loại. Bọn chúng ban ngày sinh hoạt trong thế giới dưới cái khe, mỗi đến tối liền ra ngoài săn mồi chính là những người thí luyện chúng ta đây. Chúng ta cũng sẽ săn giết yêu nghĩ, tìm kiếm tinh phách trên thân bọn chúng. Yêu nghĩ khác biệt có khác biệt tinh phách, là linh bảo đặc hữu của lạc trùy trọng địa. Nam tử mập mạp kéo cuống họng hô to, hận không thể một hơi nói cho xong. Còn gì nữa không? Còn có cái gì gì? Đại ca à, chạy đi, ngươi cũng sắp chết rồi, đừng có lại hàn huyên. Đột nhiên toàn thân nam tử mập mạp dâng lên thổ lãng mãnh liệt, cường hoành thoát khỏi Khương Phàm. Bổ nhào vào trên núi đá trước mặt, điên cuồng phóng thích thổ khí ngưng tụ thành nham thạch, đem mình bao trùm ở bên trong. Khương Phàm vào tới trước mặt đỉnh núi, nhìn bầy kiến gào thét đang lao đến, hắn chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhiều như vậy, đánh như thế nào? Liêm đao phi nghĩ nhanh chóng tới gần, số lượng lớn hắc hỏa nghĩ theo sát phía sau vào tới trước. Sau khi Khương Phàm kiểm tra đan dược trong thanh đồng tiểu tháp, vẻ mặt hung ác, phát ra tiếng kêu gào to lớn. Liệt diễm mãnh liệt lao ra khắp toàn thân, ngưng tụ thành hỏa tinh dày đặc, nhanh chóng nổ bắn ra phía trước. 300 đạo hỏa tinh trong nháy mắt xông vào bầy kiến, theo linh văn của Khương Phàm khống chế, toàn bộ đều dẫn bạo. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt, liệt diễm sôi trào, đối diện oanh sát trên trăm con liêm đao phi nghĩ, càng nhiều liêm đao phi nghĩ toàn thân treo kim viêm hốt hoảng né ra. Bầy hắc hỏa nghĩ theo sát nhào tới nhanh chóng phân tán,
nhưng không có rút lui mà là tránh khỏi sóng xung kích bạo tạc, nhào về phía Kim Viêm. Bọn chúng nhanh chóng xen kẽ trong liệt diễm, lại đang thôn hấp hỏa diễm thật. Trong nháy mắt, Kim Viêm bị hút sạch sẽ, sau đó. Bầy hắc hỏa nghĩ liền tập trung vào Khương Phàm. Ánh mắt kia, rõ ràng là đã nếm được mỹ vị. Khương Phàm chau mày, nhanh chóng ngưng tụ lại năm đóa kim liên, đánh về phía bầy kiến. Kim quang sáng chói, hỏa diễm mãnh liệt xoay tròn, ở giữa màn đêm cực kỳ bắt mắt. Mấy trăm con hắc hỏa nghĩ to lớn lập tức phân tán ra, nhưng Khương Phàm đã bằng vào lực lượng đại thừa thánh văn cường đại, khống chế kim liên tản đuổi theo. Một tiếng bạo động, năm đóa kim liên nổ tung trong nháy mắt, sóng xung kích khuấy động mãnh liệt, liệt diễm cuồn cuộn vài trăm mét. Hắc hỏa nghĩ bị nổ chết mảng lớn, trong thi thể vẩy xuống có chút tinh phách màu đỏ lóe ra. Nhưng sau khi hắc hỏa nghĩ may mắn còn sống sót né ra, lại nhanh chóng nhào trở về, tham lam thôn hấp Kim Viêm. Chết đi cho ta. Khương Phàm nắm liệt diễm trong tay đánh khắp nơi, một lần nữa hội tụ thành kim liên, dẫn bạo thêm lần nữa. Ầm ầm. Hắc hỏa nghĩ bị đánh vỡ nát, chỉ còn một số ít thoát khỏi, biến mất trong bóng đêm. Khương Phàm thở phào, nhặt tinh phách đầy đất lên chuẩn bị rời khỏi, nhưng lít nha lít nhít liêm đao phi nghĩ lại vây hắn lần nữa, bọn chúng phân tán ở xung quanh, vây kín không kẽ hở. Không sợ chết sao? Khương Phàm nhặt tinh phách lên, thu thiết long cổ thụ vào thanh đồng tiểu tháp, toàn thân phun trào liệt diễm, giống như bộc phát quét sạch vài trăm mét, bầy kiến kinh sợ lui đầy trời. Khương Phàm đang chuẩn bị giết ra ngoài, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh trầm muộn, chấn thiên động địa. Ngay sau đó, một âm thanh to lớn vang vọng trong đêm tối, chấn động dãy núi, kinh động đến những người thí luyện các nơi. Khương Phàm theo tiếng trông đi qua, sắc mặt đại biến. Trong một cái khe uốn lượn cỡ lớn nơi xa liên tiếp leo ra những con kiến hùng tráng, giống như lợn rừng khổng lồ, giáp da cứng rắn. Bọn chúng xuất hiện thành đàn, theo sát phía sau là một con kiến to lớn hơn. Toàn thân đỏ như máu, to như cự tượng, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Trọng giáp nghĩ. Hồng cự nghĩ. Ông trời ơi, có một trận không có gặp hồng cự nghĩ. Xa xa, những người thí luyện kinh hãi nhìn qua chỗ trọng giáp nghĩ chen chúc đi đến. Trước khi chạy trốn hắc hỏa nghĩ đã đuổi tới nơi đó, cúi đầu chi chi nói thứ gì. Con kiến màu đỏ chống đỡ thân thể to béo, cách hơn 10 dặm núi đá, tập trung vào Khương Phàm. Muốn điên rồi. Khương Phàm tê cả ra đầu, bay thẳng lên trời cao, sôi trào ngọn lửa màu vàng óng đánh tới liêm đao phi nghĩ trước mặt. Chạy. Chạy đi đâu? Ở phía trước. Mặc dù không phải hiểu rất rõ tình huống tại Lạc Trì trọng địa, nhưng có một số việc hẳn là không sai được. Chính là tất cả yêu vật cường hãn đều có ý thức lãnh địa. Hắn không tin con hồng cự nghĩ này có thể khống chế Lạc Trì trọng địa. Chỉ cần xông ra khỏi khu khống chế của nó, liền có hy vọng. Giống. Hồng cự nghĩ ngẩng đầu, phát ra tiếng kêu sắc nhọn, âm thanh cực kỳ chói tai, truyền khắp trăm dặm dãy núi. Thoáng chốc, đám kiến đang hỗn loạn toàn bộ đều náo động, liên miên hội tụ ở một chỗ, giống như là thủy triều màu đen lao nhanh. Bổ nhào qua phía Khương Phàm. Cút ngay cho ta. Khương Phàm ngưng tụ Thái Dương chiến y, nhanh chóng vọt mạnh qua khỏi đàn liêm đao phi nghĩ bạo động. Liêm đao phi nghĩ hung tàn đánh giết, lại không ngăn cản được Khương Phàm trùng kích. Không phải bị đập nát thì chính là bị đốt thành cho bụi. Khương Phàm mạnh mẽ đâm tới giết ra vòng vây, vọt tới bầy kiến đang nhào tới ở phía trước, ngay sau đó tiếp tục bay thẳng. Liêm đao phi nghĩ mặc dù không phải đối thủ của hắn, nhưng cả đàn va chạm vẫn mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Khương Phàm kiên trì xông ra hơn 20 dặm, đang muốn thở phào, bên trong vết nứt cỡ lớn nơi xa đột nhiên sôi trào ánh sáng, chiếu thấu đêm tối. Một đoạn lôi chiều kéo dài mấy trăm mét phóng lên tận trời. Hàng vạn con liệp lôi nghĩ xông ra khỏi vết nứt, số lượng khổng lồ, hình thể cực lớn, mỗi con đều sôi trào lôi điện cuồng liệt. Giống. Xa xa. Hồng cự nghĩ phát ra tiếng rít gào mát lạnh, đàn liệp lôi nghĩ bạo động trong nháy mắt, mang theo vô tận lôi chiều, lao nhanh tới phía Khương Phàm ở nơi này, tốc độ nhanh đến cực hạn. Liều mạng. Khương Phàm cắn chặt răng, đón lôi chiều đụng tới. Đúng vào lúc này, bên trong đàn liêm đao phi nghĩ lao nhanh phía sau xông ra hơn 10 cái bóng đen, nhanh chóng đánh vào trên thân Khương Phàm. Khương Phàm như bị roi sắt đánh trúng, truyền đến cơn đau nhức kịch liệt. Hơn 10 cái bóng đen nhanh chóng tản ra, lại lần nữa nổ bắn tới Khương Phàm.
Khương Phàm chau mày, đây lại là con kiến gì, lực lượng bạo kích lại có thể đến mấy vạn cân. Siêu siêu siêu, bóng đen nhanh chóng bạo kích, toàn bộ khóa chặt đầu Khương Phàm. Khương Phàm không có thời gian dây dưa, hắn bỗng nhiên dừng lại, ý thức kích thích thanh đồng tiểu tháp, mở ra 10 tầng thiết lao tại tầng thứ 2. Ầm ầm, hắc khí cuồn cuộn, thiết lao mở cửa. Tốc độ bóng đen nhanh đến cực nhanh, hãm không được thân thể, toàn bộ đều vọt vào trong thiết lao. Khương Phàm tản hắc khí ra, toàn thân khuấy động liệt diễm nóng bỏng, đón lôi chiều đụng tới trước mặt. Lôi chiều sôi trào, số lượng kinh người, lít nha lít nhít liệp lôi nghĩ khắc sâu vào tầm mắt. Vạn thú, thiên hoàng quyền. Khương Phàm dữ tợn, lớn tiếng gào lên, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, từ xa nhìn lại giống như là một mãnh thiên thạch kéo lấy liệt diễm ngang qua dãy núi. Giống mãnh hổ, cự tượng, bạo hùng, 15 con kim viêm mãnh thú thành hình, hung hãn, uy mãnh, dã tính, còn có cả thánh uy. Theo một tiếng ra lệnh của Khương Phàm, 15 con kim viêm mãnh thú đứng trước Khương Phàm, phóng tới trời cao, đánh tới lôi chiều. Ầm ầm, lôi chiều cuồng dã va chạm với liệt diễm. Mặc dù số lượng bầy kiến rất khổng lồ, nhưng thực lực kém xa Khương Phàm, yêu thú mạnh mẽ đâm tới, liên tiếp dẫn bạo. Vô số liệp lôi nghĩ vỡ nát, dữ dội xé mở một con đường. Khương Phàm theo sát phía sau thú quyền, xuyên qua lôi chiều. Nhưng, có một con liệp lôi nghĩ đầu lĩnh đặc biệt cường hãn, nó đang chung vào Khương Phàm trong trận hỗn loạn, xé mở liệt diễm, đánh vào trên người hắn. Khương Phàm giật mình, lập tức quay người, nhưng tốc độ liệp lôi nghĩ lại cực nhanh, thậm chí nó điều động lôi chiều xung quanh, tấn công mãnh liệt về phía Khương Phàm. Lôi chiều sôi trào, tràn ngập đất trời. Khương Phàm bị lôi chiều bao phủ, đau đớn kêu thảm. Liệp lôi nghĩ đầu lĩnh thừa cơ giết tới, hai cái xúc tu trên trán trong nháy mắt phun ra hai đạo lôi quang, giống như là roi lôi điện quất vào trên thân Khương Phàm. Thái dương chiến y vỡ vụn tại chỗ, vị trí bên sườn bị đánh đến đổ máu, lộ ra xương trắng âm u. Nếu như không có chiến y ngăn cản, hai đạo lôi quang kia vô cùng có khả năng chém vỡ Khương Phàm. Khương Phàm kinh hồn, quả quyết huy động hai cánh nhanh chóng bay tán loạn về phía trước. Liệp lôi nghĩ đầu lĩnh phát ra tiếng gào rít, điều động đàn liệp lôi nghĩ hỗn loạn, tiếp tục đuổi bắt Khương Phàm. Lôi chiều cuồn cuộn, cường quang chiếu xạ khắp đất trời. Có thể thấy rõ ràng nhiều loại bầy kiến ở khắp nơi các dãy núi, bọn chúng đều đang chạy vọt về phía trước. Một tràng diện hiếm thấy để cho những người thí luyện các nơi rung động thật lớn. Khương Phàm càng ngày càng phải chống đỡ trọng lực trận vực càng nặng, liều mạng huy động hỏa dực, bay vọt về phía trước. Đàn liệp lôi nghĩ dần dần tới gần, lôi quang đầy trời, kịch liệt nổ bắn ra, không ngừng bao phủ Khương Phàm. Khương Phàm thôi động thái dương chiến y, ngạnh kháng lôi chiều, mặc dù bị đánh đến khí huyết sôi trào, miệng mũi chảy máu, nhưng không có một khắc nào đình chỉ. Trong màn đêm giữa đất trời xa xa có một bia đá đứng vững ở nơi đó. Bia đá nguy nga thẳng tắp, cao tới ngàn mét, ở trong núi bụi trăm mét cao vô cùng bắt mắt. Phía trên khắc lấy cứng cáp chữ lớn, cấm khu bách bội. Phía trước chính là nơi có trọng lực trận vực gấp trăm lần. Khương Phàm cắn răng, nhanh chóng lao vùn vụt, càng là đi phía trước, thân thể tiếp nhận áp lực càng khủng bố hơn, máu tươi đều không từ sườn bên miệng vết thương mà phun tung tóe ra. Ầm ầm, năm con đầu lĩnh bên trong đàn liệp lôi nghĩ đều vào tới phía trước nhất. Dẫn dắt lôi chiều sôi trào phía sau, cuồng vũ giữa trời cao, toàn bộ đánh tới phía Khương Phàm. Mênh mông thanh thế giống như một biển lôi chiều nhấc lên sóng lớn, sôi trào cả màn trời, rung động các dãy núi. Khương Phàm bị dìm ngập trong lôi chiều đang sôi trào, cuồng liệt bạo kích, tăng thêm trọng lực áp chế, Khương Phàm cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng vẫn cắn răng xông về bách bội cấm khu. Độ cao nhiều lần hạ xuống, cơ hồ gần sát tới đỉnh núi. Hai cánh huy động vô cùng gian nan, giống như muốn bị bẻ gãy. Thời điểm đang áp sát bách bội cấm khu, Khương Phàm rốt cuộc cũng gánh không được nữa, từ trên cao nhào về phía mặt đất, chật vật đứng lên. Năm con liệp lôi nghĩ đầu lĩnh nhanh chóng giết tới, xúc tu nở rộ cường quang hừng hực, rút ra 10 đạo lôi mang đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm chống người lên, vung tay tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Ầm ầm, lôi mang va chạm đỉnh lô. Nổ lên tiếng vang đinh tai nhức óc, như tuyệt thế chiến binh va chạm thiên sơn, oanh minh kịch liệt cuồn cuộn khắp dãy núi, lung lay mặt đất bao la. Đàn liệp lôi nghĩ chấn kinh, hỗn loạn rừng ở nơi xa.
Đúng vào lúc này, bên trong bách bội cấm khu truyền đến một tiếng kêu gào sắc nhọn, một con yêu nghĩ toàn thân nở rộ cường quang, phóng xuất ra khí thế kinh người, tập trung vào đàn liệp lôi nghĩ cuồn cuộn ở bên ngoài. Liệp lôi nghĩ bối rối tháo chạy, giống như vô cùng kiêng kỵ con yêu nghĩ bên trong bách bội cấm khu kia. Khương Phàm nhìn xuống trọng áp, chật vật xông vào bách bội cấm khu, cũng tản ra hỏa diễm, trốn đến trong mảnh núi bụi ở một bên. Khương Phàm ăn vào một viên đan dược, điều trị thương thế. Nhưng áp lực gấp trăm lần này quá kinh khủng, tràn ngập đất trời bao phủ cả thân thể, giống như muốn nghiền nát hắn, máu tươi trong thân thể đang bị trọng lực cường đại đè xuống không ngừng liên tục phun ra khỏi vết thương, căn bản không thể khống chế nổi. Khương Phàm cũng bắt đầu hoảng hốt, cảm giác thân thể giống như là đã sắp bị đè nát. May thay trong thanh đồng tiểu tháp còn giữ mấy viên huyết đan, Khương Phàm dùng sức lung lay đầu, cưỡng ép tỉnh táo lại, đem toàn bộ bọn nó nhét vào trong miệng để luyện hóa. Mấy viên huyết đan tương đương với máu của vài con mãnh thú cũng mang theo khí tức sinh mệnh mênh mông, rất nhanh đã trợ giúp đại diệu thiên kinh ổn định thương thế. Trước sau giày vò gần nửa giờ, vết thương miễn cưỡng xem như đã khống chế được. Khương Phàm mệt lả ngồi dưới đất, chống đỡ trọng lực gấp trăm lần, tiếp tục điều trị huyết khí. Bên ngoài bách bội cấm khu, số lượng lớn yêu nghĩ chiếm cứ tại đó, số lượng kinh người để cho người ta tê cả da đầu, nhưng từ đầu đến cuối bọn chúng cũng không có xông tới. Nơi này sao lại giống đại hoang như thế chứ? Đến ban đêm liền gặp nguy hiểm. Khương Phàm có cảm giác như đã trở về từ cõi chết. Nơi này không giống với đại hoang. Ác linh đại hoang cứ chém giết, yêu nghĩ nơi này bạo động là do ngươi làm. Đan hoàng của trách Khương Phàm. Khương Phàm cười khổ lắc đầu, trước khi đến cũng không có ai nói cho hắn biết Lạc Trùy trọng địa lại còn là thế giới của yêu nghĩ, trách không được ban ngày lại an tĩnh như vậy. Hỗn độn tử phủ cố ý hố ngươi. Đan hoàng âm thầm rung động, theo lý thuyết, hỗn độn tử phủ hẳn phải giới thiệu kỹ càng tình huống nơi này. Không có phong độ hoàng tộc chút nào. Trong trí nhớ của ngươi, có hỗn độn tử phủ sao? Không có. Khương Phàm lắc đầu, trong trí nhớ tất cả đều là tình huống vạn thế hoàng triều, chém giết tại chiến trường bách tộc, cùng sứ mệnh trùng sinh, đối với chuyện khác, trừ phi đặc biệt mãnh liệt, ngoài ra, trong trí nhớ không có vết tích gì. Bầy kiến hỗn loạn phía ngoài bách bội cấm khu một hồi mới dần dần rút đi, trở về lãnh địa của bọn nó, tiếp tục săn giết những người thí luyện. Khương Phàm vừa muốn thở phào, đột nhiên cảm giác núi đá phía sau lưng có biến, trước tiên hắn bổ nhào về phía trước, nhưng trọng lực gấp trăm lần đè ở trên người, bình thường có thể nhào ra 5-6 mét, bây giờ lại chỉ đập ra được 1 mét, cũng may hắn phản ứng nhanh, không lo được chật vật, dùng cả tay chân leo ra phía trước vài mét. Oanh! Núi đá cứng rắn đột nhiên nổ tung thành một cái lỗ lớn, năng lượng bạo tạc cực kỳ mạnh mẽ, đá vụn như lôi điện nhanh chóng nổ bắn ra. Một con kiến kích cỡ tương đương con trâu con màu sắc rực rỡ từ bên trong bò đi ra, hai con mắt tiếp cận Khương Phàm. Bằng hữu, ngươi thả ta cũng thả ngươi, thế nào? Khương Phàm nhìn yêu nghĩ hung hãn to lớn âm thầm nhếch miệng, thân thể hắn rất suy yếu, trọng áp gấp trăm lần càng ép khiến hắn khó chịu, bình thường đi đường cũng đều rất gian nan. Nào có sức lực chiến đấu. Con kiến màu sắc rực rỡ quơ con mắt, nhìn chằm chằm Khương Phàm. Toàn thân nó mặc giáp cứng rắn nặng nề, chân hai bên giống như cương chùy chậm rãi ép xuống, vỉnh hai cái chân trước lên dùng sức nắm chặt. Có thể nghe hiểu tiếng người không? Khương Phàm cảnh giác yêu nghĩ. Bành! Con kiến màu sắc rực rỡ tấn công trong nháy mắt, tựa như không nhận ảnh hưởng của trọng lực, nó phóng lên cao 2 mét, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Khương Phàm gian nan, tránh né không được, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới, huyết khí trùng kích, quyền sáo bao cổ tay hiển hiện toàn bộ. Con kiến màu sắc rực rỡ rơi xuống trước mặt Khương Phàm, thiết chặt hai cái chân trước phóng thích trong chốc lát, giống như là bọ ngựa, phóng xuất ra năng lượng bạo tạc kinh người. Keng! Khương Phàm đánh ra 100.000 cực cảnh bạo kích, cưỡng bức chống đỡ đòn tấn công của con kiến màu sắc rực rỡ, nhưng cổ tay lại run rẩy. Thân thể mất đi khống chế, lật qua lật lại lăn ra ngoài. Con kiến màu sắc rực rỡ lảo đảo hai bước, lần nữa bổ nhào đi qua. Nó sinh ra ở chỗ này, trưởng thành ở chỗ này, thích ứng trọng lực gấp trăm lần, cho nên nó có thể di chuyển tự nhiên, thế công cực kỳ mãnh liệt. Khương Phàm rất không thích ứng được, toàn thân không chỉ giống như đang khiêng tảng đá, còn giống như đang treo hàng trăm sợi xiềng xích, động tác chậm chạp lại hỗn loạn, kết quả bị con kiến màu sắc rực rỡ tiếp tục tấn công. Đánh hắn chật vật không chịu nổi.
Nếu như không phải có Thái Dương chiến y bảo vệ, nói không chừng đều đã bị đánh nát. Khương Phàm xấu hổ giận dữ đan sen, chưa từng nghĩ tới một ngày sẽ bị một con kiến ngược. Chi chi chi. Con kiến màu sắc rực rỡ liên tiếp bổ nhào qua, đè Khương Phàm lại, phát ra tiếng kêu kỳ quái, hai cái chân trước phóng thích trong nháy mắt, lực lượng bạo tạc kinh người đánh thẳng đến đầu Khương Phàm. Nếu như bị đánh trúng, vô cùng có khả năng đầu của hắn sẽ nổ nát vụn trong nháy mắt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hai tay Khương Phàm hóa thành chu tước chảo, bắt lấy chân trước của nó, dốc hết toàn lực đẩy về hai bên. Ầm ầm, móng vuốt bạo kích đè ép chu tước chảo của Khương Phàm, đánh vào hai bên trái phải của đầu, âm thanh oanh minh điếc tai, tảng đá phun tung tóe, chấn động đến mảng nhĩ Khương Phàm, lỗ tai máu thịt be bét. Con kiến màu sắc rực rỡ bỗng nhấc móng vuốt lên, nó đứng thẳng người muốn hất Khương Phàm ra. Nhưng lần này, cuối cùng Khương Phàm cũng đã nắm thế chủ động, chu tước chảo gắt gao bắt lấy móng vuốt đập con kiến màu sắc rực rỡ xuống đất. Móng vuốt mạnh nhất của nó bị khống chế, liền mở ra răng nanh giống như liềm đao, răng rắc muốn cắn xé Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm bộc phát lực lượng, bắt lấy móng vuốt, điên cuồng khua vòng lên trên nó. Trước sau, trái phải, dùng phương thức nguyên thủy nhất thô lỗ nhất, giày vò nó. Cho đến khi con kiến nóng nảy nổi giận, thời điểm sắp mất lý trí, Khương Phàm lại nắm lấy cơ hội hất nó lên không trung. Con kiến đã thoát khốn, nó lập tức muốn thu móng vuốt lên, chuẩn bị bạo kích. Khương Phàm lại triệu ra tàn đao từ khí hải trong chớp mắt, kích phát huyết khí trùng kích vào tàn đao, một tiếng quát lớn, sử xuất lực đạo toàn thân, dâng lên cao một thước. Tàn đao tranh minh, cuồng dã phách trảm, mang theo uy lực vô địch chém vào trên thân con kiến. Bang! Con kiến bị chặn ngang chặt đứt, dịch nhờn đầy trời vẩy xuống. Khương Phàm đập xuống đất, toàn thân run rẩy, hồng hộc thở hổn hển, y phục bị máu tươi và mồ hôi thấm ướt, kề sát ở trên người. Kiến của Bách Bội Cấm Khu quả nhiên lợi hại. Tùy tiện một con, thiếu chút nữa giết chết hắn. Quá thảm rồi. Một thanh âm đột nhiên từ trên núi đá bên cạnh truyền đến. Khương Phàm vô ý thức muốn đứng dậy, kết quả thân thể suy yếu, trọng lực lại quá mạnh, thân thể vốn hẳn nên nảy một cái đánh đã đứng dậy, rốt cuộc lại trở thành lúng túng nhúc nhích, chỉ có phần hông hơi nhấc lên. Ngươi là đến gây cười sao? Một nữ hài phấn điêu ngọc trác đứng ở nơi đó lắc đầu, mắt to, bờ môi nhỏ, gương mặt tròn trịa, vô cùng đáng yêu. Lần đầu tiên đến, chưa thích ứng. Mặt Khương Phàm đỏ dần, kéo căng thân thể, gian nan đứng dậy. Tuy nhiên sau khi nhìn rõ bộ dáng nữ hài, hắn nhịn không được liền hỏi. Cô bao lớn? Không có lớn hơn ngươi, không có ngu xuẩn như ngươi, cũng không có khôi hài như ngươi. Nữ hài nhi bộ dáng xinh xắn đáng yêu, chỉ là âm thanh có chút lạnh. Khương Phàm nhìn nữ hài nhi từ trên xuống dưới, xem chừng khoảng trên dưới 10 tuổi, vậy mà lại có thể tùy tiện đứng trong Bách Bội Cấm Khu. Cô ở chỗ này bao lâu? Khá lâu so với ngươi thông minh hơn, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Nữ hài nhi chu cái miệng nhỏ, thuận miệng chế nhạo. Sao cô lại ở đây? Khương Phàm dở khóc dở cười, thật không may, vừa bị một con kiến ngược, giờ lại bị tiểu hài nhi cười nhạo. Nhìn đồ đần. Nữ hài nhi nhìn thấy bên ngoài Bách Bội Cấm Khu phát sinh bạo loạn mới chạy tới, vốn cho rằng cường nhân phương nào, kết quả lại nhìn thấy một thằng ngu. Tiểu cô nương nói chuyện chú ý một chút, ta bây giờ chỉ còn chưa thích ứng được. À, nữ hài nhi kéo miệng nhỏ một cái, quay đầu muốn rời khỏi. Chờ một chút, vừa rồi là ai trấn trụ phía ngoài bầy kiến? Khương Phàm chỉ lo chạy trốn, không thấy rõ ràng thứ gì, nhưng khí tức kia quá mạnh. Bá chủ Bách Bội Cấm Khu, Thiên Tinh nghĩ. Nó thích ăn cái gì? Khương Phàm muốn xác định nơi này có cấm kỵ gì nữa hay không, tránh cho xảy ra chuyện giống như vừa rồi. Nó ăn đầu óc, người rất an toàn. Tiểu nữ hài quay người biến mất trong bóng đêm. Con nhà ai? Khương Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, chờ sau khi tỉnh táo lại mà đến, hắn mang theo tàn đao, bổ giáp da cứng rắn của con kiến màu sắc rực rỡ này ra. Tìm được, thật là có tinh phách. Khương Phàm từ trong đầu con kiến màu sắc rực rỡ đào ra một khối tinh phách to như nắm tay. Tinh phách lóe ra tia sáng sáng tỏ, sáng long lanh, giống như bảo thạch mỹ lệ. Nơi xa truyền đến thanh âm huyên náo, số lượng lớn con kiến bỏ qua núi đá, đang tìm kiếm con mồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian mang theo tinh phách rời khỏi, chạy ra rất xa, tìm tới nơi an toàn,
lấy toàn bộ tinh phách siêu tập trước đó cùng tinh phách của màu sắc rực rỡ này ra, luyện hóa hấp thu. Tinh phách quả thực có được lực lượng thần kỳ, nhanh chóng khôi phục năng lực cơ thể, cường hóa hài cốt, huyết nhục, còn có nội tạng. Ngay cả linh hồn đều rõ ràng cảm nhận được cường hóa. Khương Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, cứ như vậy một hồi đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thể năng đều có chỗ tăng cường. Đúng là bảo bối tốt, trách không được Cơ Lăng Huyên lại đợi ở chỗ này hơn nửa năm. Khương Phàm hoạt động thân thể, sờ soạng rời khỏi Bách Bội cấm khu, đi ra bên ngoài săn giết bầy yêu nghĩ tràn ngập đất trời. Bách Bội cấm khu thật là đáng sợ, hay là trước tiên ở bên ngoài hoạt động một chút, đem thể năng tăng cường, đem linh hồn tăng cường cái đã. Sau khi trời sáng, bầy kiến một lần nữa trở lại trong cái khe, còn kéo thi thể của những con kiến khác các nơi đi. Lạc Trì trọng địa khôi phục lại bình tĩnh vốn có, sau khi những người thí luyện phân phối xong chiến lợi phẩm cũng tản ra, tìm tới nơi an tĩnh để luyện hóa. Một viên, hai viên, 20, 21. Khương Phàm ngồi trong khe núi đếm tinh phách, một đêm săn giết hơn 200 con yêu nghĩ, tất cả đều là dùng nắm đấm đánh chết, thu thập được 38 viên tinh phách. Thu hoạch rất tốt. Khương Phàm ăn tinh phách, luyện hóa hấp thu, tăng cường thể phách, khỏe mạnh linh hồn. Là ngươi. Một đạo âm thanh tức giận đột nhiên ở phía trước truyền đến. Khương Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử mập mạp trên núi trợn mắt nhìn hắn, cười. Tới đây, ngồi xuống từ từ nói chuyện. Bàn bạc đại gia ngươi, tối hôm qua suýt chút nữa ngươi đã hại chết ta. Nam tử mập mạp này chính là người tối hôm qua bị Khương Phàm khiêng chạy ra hơn 10 dặm kia. Ta còn thừa lại 8 viên tinh phách, đưa ngươi bồi thường một chút. Khương Phàm ném 8 viên tinh phách cho nam tử mập mạp. Hắn luống cuống tay chân bắt lấy, sắc mặt thoáng hỏa hoãn. Coi như ngươi thức thời. Chớ vội đi, ngồi xuống trò chuyện chút. Đêm nay chúng ta làm một đội, ta cam đoan không dùng võ pháp, chỉ dùng nắm đấm. Khương Phàm tranh thủ thời gian gọi nam tử mập mạp quay đầu liền muốn rời khỏi lại. Hắn đảo mắt lòng vòng, trong lòng thầm nghĩ. Gia hỏa này mặc dù rất khốn kiếp. Tuy nhiên thực lực xác thực rất mạnh, hắn có thể chạy thoát dưới sự vây bắt của hàng vạn con kiến bầy, bây giờ còn hoàn hảo ngồi ở chỗ này, quả thực là kỳ tích. Khương Phàm hỏi, có phải Lạc Trì trọng địa có phân mấy cấm khu hay không? Nam tử mập mạp do dự một chút, lại đi tới. Ngươi thật cái gì cũng không biết. Thật không biết. Ngươi không biết, ngươi vào bằng cách nào? Cái này nói ra rất dài dòng. Nam tử mập mạp nghi ngờ quan sát Khương Phàm một lát, mới nói. Lạc Trì trọng địa chỉ ít được chia làm 5 khu, từ lối vào đi đến phía trước sâu hơn 200 dặm, là đệ nhất khu, trọng lực trận vực từ gấp 10 lần dần dần tăng cường đến gấp 100 lần. Khương Phàm chen miệng nói. Nói rõ chi tiết. 5 tầng khu, 5 tầng vòng. Khu đầu tiên thuộc về vòng ngoài, sâu hơn 200 dặm, kéo dài tới hơn 1.800 dặm, là phạm vi lớn nhất. Số lượng yêu nghĩ nghe nói tổng số đạt tới ức, bá chủ là hồng cự nghĩ. Số lượng hồng cự nghĩ hơn 30 con, mỗi con đều bá chiếm một vùng, khống chế trọng giáp nghĩ, liêm đao phi nghĩ, hắc hỏa nghĩ, kinh lôi nghĩ, còn có lực lượng trùng kích vô cùng đáng sợ là vạn quân nghĩ. Khu thứ hai, chính là Bách Bội cấm khu, chiều sâu nơi đó đạt 100 dặm, kéo dài tới hơn 1.300 dặm, cũng là càng đi vào bên trong, trọng lực càng mạnh. Bá chủ khu thứ hai là thiên tinh nghĩ. Số lượng mười mấy con, khống chế lưu kim nghĩ, thiết hỏa nghĩ, ngũ độc nghĩ, đều là những con yêu nghĩ rất nhanh nhẹn dũng mãnh. Tầng thứ ba, bá chủ là đại địa bạo nghĩ, số lượng hình như là 7, 8 con, khống chế yêu nghĩ có phệ hồn nghĩ, thiểm lôi nghĩ, thị huyết nghĩ. Lại tiến vào trong nữa thì không biết, mà, chỉ nói là tầng 5, tình huống hẳn là còn có càng nhiều hơn. Bình thường mà nói, có thể hoạt động tại khu đầu tiên. Mặc dù số lượng yêu nghĩ ở nơi này nhiều, nhưng 3 đến 5 người liên thủ hợp tác, mỗi ngày vẫn có thể săn giết một nhóm yêu nghĩ, thu hoạch chút tinh phách. Xâm nhập tầng thứ 2, đó chính là số ít cấp bậc thiên tài, cũng là khu vực hoạt động chủ yếu của tộc nhân hỗn độn tử phủ. Tầng thứ 3, không đến linh nguyên cảnh bát trọng thiên thì tốt nhất đừng đi qua, trận vực hơn 300 lần trọng lực, có thể trong thời gian rất ngắn chen bể người đó. Nam tử mập mạp vừa nói, vừa quan sát biểu hiện của người này. Cơ bản có thể xác định, đúng là cái gì cũng không biết. Khương Phàm lại hỏi. Yêu nghĩ đều xuất hiện vào buổi tối.
Tầng đầu tiên, tầng thứ hai đều là xuất hiện vào đêm khuya, tầng thứ ba còn có càng sâu về sau thì hình như không phải. Trong vết nứt dưới mặt đất đều là yêu nghĩ. Đó là đương nhiên, phía dưới vết nứt tương đương với thế giới yêu nghĩ dưới đất, tình huống cụ thể không có ai biết, cũng không ai dám xuống dưới. Tuy nhiên tục truyền nói, phía dưới mới là bảo khố chân chính tại Lạc Trì trọng địa, nhiều loại linh thảo linh hoa, còn có khoáng mạch thần kỳ thiết tinh, cái gì cần có đều có. Nam tử mập mạp rung động lắc đầu, có chút hướng tới với phía dưới, nhưng cũng chỉ là hướng tới mà thôi, hắn còn chưa có sống đủ. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, không hổ là cấm khu hoàng tộc khống chế, xác thực không đơn giản. Đúng rồi, ta tên Vương Trung, ngươi tên gì? Khương Phàm, ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu rồi? 3 tháng. Vậy hẳn là rất hiểu rõ Lạc Trì trọng địa, chúng ta kết nhóm chứ? Ta không mang theo người mới. Tuy nhiên nhìn thái độ ngươi cũng không tệ lắm. Vương Trung đảo tròn mắt, nói. Chia 3-7, lấy được tất cả tinh phách, ta 7 ngươi 3. Khương Phàm sảng khoái đồng ý nói. Được rồi, không có vấn đề, ngươi chỉ cần mang theo ta 5 ngày là được. Hai mắt Vương Trung tỏa sáng, sảng khoái đồng ý như vậy. 5 ngày, ta hẳn là nên hiểu rõ mọi vấn đề, trước tiên chúng ta rời khỏi lãnh địa hồng cự nghĩ này, chớ để nó tiếp cận ta. Vương Trung ngẩn lên đầu. Đi theo ta, ta mang ngươi rời khỏi. 5 ngày sau đó, ban ngày Khương Phàm cố gắng thích ứng trọng lực, ban đêm săn giết yêu nghĩ, động tác càng ngày càng trôi chảy, thể chất càng lúc càng cường hãn. Gặp được các tình huống không hiểu rõ đều được Vương Trung giải thích. Vương Trung cao ngạo dần dần biến thành rung động. Sốt cuộc gia hỏa này có lai lịch thế nào? Không chỉ tốc độ thích ứng nhanh kinh người, càng không thể tưởng tượng nổi chính là thực lực. Mang theo một tàn đao, giết gọi là nhẹ nhàng vui vẻ. Sau 5 ngày, bọn hắn giết bao nhiêu yêu nghĩ đếm không hết, nhưng tinh phách lại chỉ siêu tập hơn 300 viên, tuyệt đại đa số đều là gia hỏa này làm cho. Vào đêm khuya 2 ngày cuối cùng, hắn hầu như không cần giày vò, liền theo ở phía sau kiểm tra thi thể yêu nghĩ, có thể tìm kiếm tinh phách. 5 ngày đã đến, phân tinh phách đi. Khương Phàm thích ứng không sai biệt lắm, đối với đặc tính yêu nghĩ cũng kém không nhiều. Sau đó nên đến bách bội cấm khu. Vương Trung xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Một mình rất nguy hiểm, nếu không như vậy đi, ta không cần chia 3-7, phân chia 5 năm, ta lại đi cùng ngươi mấy ngày. Không cần. Khương Phàm từ trong chồng tinh phách nhặt được 70 khỏa, sau đó biến mất khỏi núi đá. Ai, lại thương lượng một chút đi. 4-6 cũng được, ta 4, ngươi 6. Nếu không, 3-7, 2-8. Ta hai. Vương Trung kéo cuống họng hô to, nhưng Khương Phàm đã biến mất không còn bóng dáng. Khương Phàm không vội vã đến bách bội cấm khu, mà đi tới bên cạnh một vết nứt rộng hơn 10 thước. Cái khe này là đường ranh giới lãnh địa của hai loại hồng cự nghĩ, hai bên yêu nghĩ phân biệt rõ ràng, từ trước tới giờ không mạo phạm lẫn nhau. Khương Phàm yên lặng tính toán, có thể mang để hai loại hồng cự nghĩ đánh một trận hay không? Mấy trăm vạn yêu nghĩ hỗn chiến, trang diện kia khẳng định rất kích thích, nếu như cơ hội phù hợp, nói không chừng có thể bắt sống một con hồng cự nghĩ. Nghe Vương Trung giới thiệu, tinh phách hồng cự nghĩ vô cùng quý giá, có thể kích phát tiềm lực thân thể cực lớn, mang tới chỗ tốt không chỉ nói bằng lời. Sao có thể để bọn chúng đánh nhau đây? Khương Phàm nghĩ đi nghĩ lại, hay là đến mạo hiểm, dùng năng lượng linh văn hấp dẫn hai loài hồng cự nghĩ tham niệm. Hồng cự nghĩ mặc dù e ngại thiên tinh nghĩ ở bách bội cấm khu, nhưng cả hai cũng không sợ sệt mấy, nếu như đều tham lam vật nào đó, vô cùng có khả năng sẽ đánh nhau. Đừng ngốc, hồng cự nghĩ bị trọng giáp nghĩ bảo hộ, sẽ không đích thân ra tay. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm, cái này không phải mạo hiểm, đây là liều mạng. Đây không phải đang nghĩ cách sao, còn không có định ra tay thật. Ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ, đem mình làm mồi nhử. Trăm vạn yêu dị vây bắt ngươi, ngươi còn bắt sống hồng cự nghĩ thế nào? Ta không đem mình mồi nhử, ta có mồi nhử. Ai? Chiến Phật, phóng xuất hắn, hai bên đều chào hỏi mấy lần, mang theo hắn tới gần cái khe này. Nếu như có thể, ta liền nhét Chiến Phật vào trong cái khe, để hắn tự sinh tự diệt hấp dẫn lực chú ý, ta đi bắt hồng cự nghĩ. Khương Phàm lấp lóe ánh mắt, càng nghĩ càng có thể thực hiện. Đan Hoàng nhắc nhở hắn. Chẳng may Chiến Phật chết thì sao? Tính chất liền sẽ thay đổi hoàn toàn. Hắn không chết được, trước tiên ta sẽ mang theo Thánh Phật, Ngô Khuynh Thành đến gần đó,
bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn chiến Phật chịu chết, đến lúc đó khẳng định sẽ kích phát võ pháp giết tới. Khương Phàm lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Cứ như vậy, lại càng dễ kích thích yêu nghĩ điên cuồng, ta xem tình huống một chút, nếu có cơ hội, ta liền bắt hồng cự nghĩ đi, nếu như không có cơ hội, ta liền rút lui. Sau khi Khương Phàm luyện hóa tinh phách thì đi dạo ở khắp nơi. 3 ngày sau, rốt cuộc cũng để hắn phát hiện Thánh Phật đang khắp nơi tìm kiếm hắn, nhưng thật đáng tiếc không nhìn thấy Ngô Khuynh Thành. Thánh Phật ngồi trên bờ vai Phi Thiên Bạch Viên, cẩn thận truy tìm khí tức chiến Phật. Mặc dù chiến Phật bị cầm tù tại trong không gian bịt kín, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, giữa bọn hắn vẫn còn có chút liên hệ. Không xác định được quá cụ thể phương hướng và khoảng cách, nhưng có thể có cảm nhận đại khái. Khương Phàm cách rất xa len lén quan sát Thánh Phật một lúc, ý thức xâm nhập trong thiết lao, bắt đầu hung hăng chà đạp chiến Phật, cho đến khi giày vỏ hắn vết thương ngấn từng mảng lớn trên da thịt, mới phóng xuất ra, hấp dẫn Thánh Phật chú ý. Khương Phàm, ngươi nhất định phải chết, ngươi nhất định phải chết, Chí Tôn Kim Thành tuyệt đối không tha cho ngươi, cũng không tha cho Vô Hồi Thánh Địa các ngươi. Cái gì Vương Quốc Hắc Ám, cái gì Vô Hồi Thánh Địa, cái gì Đại Hoang, các ngươi xong rồi. Chiến Phật thoát khốn, tức giận không kiềm chế được, đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn gào thét. Ta vốn định thả ngươi rời khỏi, nhưng ngươi táo bạo như thế, hay là lại đến lãnh tĩnh một chút đi. Khương Phàm khống chế xiềng xích, dắt lấy chiến Phật chật vật mệt mỏi vào tới thiết lao. Thả ta ra, tên khốn người buông ra cho ta. Có bản lĩnh thì buông ra ta, chúng ta lại đánh một trận. Buông ra, Thánh Phật, ngươi chết ở đâu rồi? Chiến Phật điên cuồng giãy giụa. Bất đắc dĩ vì thương thế quá nặng, vẫn bị tùy tiện kéo vào thiết lao. Bên ngoài hơn 20 dặm, liên hệ giữa Thánh Phật và chiến Phật rốt cuộc cũng rõ ràng, hắn lập tức cưỡi Bạch Viên tiến lên, nhưng chiến Phật rất nhanh đã bị cưỡng ép giam giữ, liên hệ lại gãy mất, chỉ có thể miễn cưỡng xác định phương hướng. Khương Phàm lặng lẽ di chuyển, dẫn dắt Thánh Phật, đi đến giới tuyến lãnh địa của hai loài hồng cự nghĩ. Cho đến khi màn đêm rất nhanh đã giáng lâm, Khương Phàm xa xa ngắm nhìn Phi Thiên Bạch Viên ở cuối tầm mắt, lại phóng chiến Phật ra, chỉ dẫn Thánh Phật. Khương Phàm, nếu ngươi thông minh. Chiến Phật vừa muốn giận dữ mắng mỏ, ngay sau đó lại bị Khương Phàm kéo đến, ngay cả câu nói cũng không có la hoàn chỉnh. Nên xác định vị trí đi. Khương Phàm quan sát Phi Thiên Bạch Viên dừng lại ở nơi xa, Thánh Phật phía trên hình như đang nhìn về phía nơi này. Khương Phàm, ngươi chán sống rồi. Chiến Phật tức giận không kiềm chế được, la hét ầm ĩ trong thiết lao. Hắn sinh ra trong hoàng tộc, tôn quý hiển hách, chưa bao giờ chịu qua loại khuất nhục này. Cho ngươi mấy viên đan dược chữa thương. Khương Phàm ném tới trong thiết lao một bình đan dược. Ngươi muốn hạ độc chết ta. Chiến Phật lập tức cảnh giác. Sau 1 giờ, ta liền sẽ đem ngươi thả ra, ngươi không muốn chết, liền ăn đan dược. Thả ta ra ngoài, ngươi là muốn đem thi thể của ta ném ra đi. Ta còn không có ngu đến mức giết người của Chí Tôn Kim Thành, ăn nhanh lên, chờ một lúc có việc phải làm. Sau khi Khương Phàm nhắc nhở, hắn thu liếm toàn bộ khí tức, tiềm phục tại chỗ giao giới lãnh địa hai loài hồng cự nghĩ, chờ đợi hắc ám giáng lâm. Sau đó không lâu, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm dãy núi mênh mông hoang dã, vết nứt uốn lượn tung hoành đúng hạn lại bạo động, lít nha lít nhít bầy kiến giống như là thủy triều liên tiếp bay lên không, thanh thế to lớn, tràng diện rung động. Nhưng, lần này bầy kiến bạo động so với trước đó khá khác biệt, chính là số lượng rõ ràng càng nhiều, giống như yêu nghĩ trong hai mảnh lãnh địa đều dốc hết toàn lực. Mấy chục vạn, hơn 100 vạn, còn đang tăng nhiều. Số lượng liêm đao phi nghĩ nhiều nhất, che khuất cả bầu trời, để những người thí luyện trong hai mảnh lãnh địa đều cảm thấy da đầu đang run lên. Hắc hỏa nghĩ như lửa chiều lao nhanh, liệp lôi nghĩ thì vô biên vô hạn, giống như là lôi chiều vắt ngang dãy núi. Chạy đi! Những người thí luyện hai mảnh lãnh địa thét gào thê lương, chạy tứ phía. Với quy mô này bọn hắn ai cũng đừng nghĩ sẽ sống được, khả năng cuối cùng ngay cả xương cốt cũng đều không thừa nổi. Nhưng bọn hắn chạy được một đoạn thì lần lượt đều ngừng. Các yêu nghĩ cũng không có nhào về phía thí luyện giả ở các nơi, mà là ép tới tuyến biên giới hai mảnh lãnh địa. Khương Phàm đứng ở chỗ vết nứt biên giới, nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, yêu nghĩ giống như là biển động lao nhanh. Nhanh chóng vừa tới nơi này. Sâu trong hai mảnh lãnh địa, toàn bộ hồng cự nghĩ đã xuất hiện, được trọng giáp nghĩ giống như lợn rừng bao quanh bảo vệ. Tình huống đây là như thế nào? Ta
ta còn chưa có bắt đầu. Bọn chúng tiên đoán được sao? Biết ta muốn hại bọn chúng. Khương Phàm tê cả da đầu, dọc theo vết nứt phóng tới hướng Bách Bội cấm khu. Không thể trêu vào. Không đùa được. Nhưng, Khương Phàm không có chạy được bao lâu, lại phát hiện những người thí luyện sợ hãi trước đó đột nhiên kích động lên, top 5 top 3 phóng tới đuổi sát yêu nghĩ, còn có một vài gia hỏa nhảy tung tăng kêu gào. Ha ha, chạy, nhanh nhanh nhanh, chạy. Ta đã nói số lượng bầy kiến vùng này gần đây quá lớn rồi, giữa hai lãnh chúa sớm muộn cũng sẽ khai chiến, thật đúng là để cho chúng ta đến. Một năm khó xuất hiện được một lần lãnh địa bắt đầu tranh đoạt. Ta đợi tại Lạc Trùy trọng địa 8 tháng, rốt cuộc cũng để cho ta gặp được một lần. Đánh đi, đều đánh chết đi. Đánh cho càng hung, chết càng nhiều. Những người thí luyện trong hai mảnh lãnh địa tiến lên phóng tới, phấn khởi hô to vang vọng đất trời. Không chỉ có nơi này tại bạo động, bên trong Bách Bội cấm khu gần đó cũng đều có rất nhiều thí luyện giả, cùng cường giả hỗn độn tử phủ vọt ra. Tốc độ hồng cự nghĩ sinh sôi thật nhanh, mỗi khi tộc đàn phát triển đến số lượng nhất định liền sẽ khởi xướng khiêu chiến với kình địch bên cạnh, mở rộng địa bàn. Đây cũng là quà tặng của Lạc Trùy trọng địa đối với những người thí luyện. Bởi vì mỗi khi lãnh địa bộc phát chiến tranh, thường thường sẽ có mấy chục vạn yêu nghĩ chết thảm, cũng có nghĩa sẽ có đến hàng vạn tinh phách. Mặc dù có một số tinh phách sẽ bị các yêu nghĩ cướp đi, nhưng chỉ cần vận khí tốt, vẫn có thể nhặt đi rất nhiều. Quá tốt rồi, rốt cuộc ông trời cũng chiếu cố ta một lần. Mắt Khương Phàm tỏa sáng, quay đầu chạy trở về. Vốn định dùng chiến phật hấp dẫn hai bên khai chiến, không nghĩ tới bọn chúng lại tự mình đánh nhau, đây quả thực là cơ hội quá tuyệt vời. Hồng Cự nghĩ, ta chắc chắn phải có được. Liêm Đao Phi nghĩ giống như là tiên quân, che đậy màn trời. Số lượng hai bên đạt tới hơn 1 triệu con. Bọn chúng đụng vào nhau, giống như là hai cơn sóng chiều, nổ lên mảnh vỡ đầy trời, hòa với tinh phách lấp lóe từ trên trời rơi xuống, rơi tới trong cái khe lớn giao tiếp lãnh địa hai phe. Theo sát phía sau, mười mấy vạn hắc hỏa nghĩ mang theo hắc hỏa chiều cường mãnh liệt, cùng với liêm đao của mình vọt tới vòng chiến. Đàn liệp lôi nghĩ tỏa ánh sáng vạn trượng, lôi chiều bạo động, cũng oanh oanh liệt liệt giết đến chiến trường. Đem tràng diện trăm vạn con kiến bạo động chiếu sáng rõ ràng. Thảm liệt, điên cuồng, thanh chiều chấn thiên động địa. Thiên quân nghĩ, vạn quân nghĩ đáng sợ phân tán phía sau đội ngũ của mình, giống như là chí thắng sát chiêu, kích động. Hai con hồng cự nghĩ cấp lãnh chúa phân biệt tọa chấn ở hậu phương, đều là đoạt vạn con trọng giáp nghĩ nghiêm mật bảo vệ. Bọn chúng chú ý chiến trường, không ngừng phát ra tiếng rít gào mát lạnh, cách hơn 10 dặm chỉ huy chiến trường. Những người thí luyện từ 4 phương 8 hướng hội tụ tới, sau khi nhìn thấy chiến trường kéo dài mấy chục dặm đều bị chấn động đến liên miên hít một ngụm khí lạnh, trường hợp như vậy cũng không thấy nhiều. Có người lấy lại bình tĩnh, ở phía xa lo lắng chờ đợi chiến đấu kết thúc, có người thì hồng quang đầy mặt, mạo hiểm xông vào vòng chiến đánh cướp tinh phách. Khương Phàm nhìn tràng diện hỗn chiến điên cuồng, cũng hãi hùng khiếp vía. Chưa từng nghĩ đến bầy kiến lại khủng bố như vậy. Nếu như bọn chúng xuất hiện ở thế giới bên ngoài, bằng vào tốc độ sinh sôi kinh người cùng giáp da cứng rắn, vô cùng có khả năng trong thời gian ngắn xưng bá một mảnh rừng mưa. Ngô Khuynh Thành. Khương Phàm chợt thấy Ngô Khuynh Thành đang cưỡi con hùng sư kia từ trong Bách Bội cấm khu vọt ra, ở hai bên còn có 20-30 vị cường giả tử phủ cao hơn 3 mét bồi tiếp. Tới quá tốt rồi, Thánh Phật đâu, bên kia. Khương Phàm vừa tìm được Thánh Phật cưỡi phi thiên bạch viên. Giờ phút này đang dừng ở trên núi đá hơn 10 dặm bên ngoài, ngắm nhìn chiến trường hỗn loạn. Ngô Khuynh Thành đến, Thánh Phật cũng đến, có thể bắt đầu được rồi. Khương Phàm rời khỏi chiến trường, sau khi tránh khỏi ánh mắt các phe, hắn thừa dịp trong bóng đêm phóng lên trời, tận lực thu liễm ánh sáng, lặng lẽ xuất hiện ở 500 mét phía trên hồng cự nghĩ. Trọng lực trận vực khu vực này mặc dù ở khoảng 70 lần, nhưng càng xông lên, trọng lực càng là khủng bố. Ở vị trí 500 mét, trọng lực tăng cường đến gấp trăm lần trở lên, ép tới toàn thân Khương Phàm run rẩy, hỏa dực mỗi một lần huy động đều gian nan, đều đau đớn. Nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì, chờ đợi thời cơ ra tay. Bầy kiến chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, lít nha lít nhít thi thể vẩy xuống giống như là mưa rơi đầy trời. Tiếng oanh minh giống như núi kêu biển gầm, chập trùng lên xuống, chấn thiên động địa. Những thí luyện giả nhìn đến kinh tâm động phách. Lãnh chúa hai bên lại đều kiềm chế được. Cho đến khi riêng số lượng bầy kiến bên mình chết thảm vượt qua 100 ngàn,
bọn chúng mới lần lượt phóng xuất ra thiên quân nghĩ cùng vạn quân nghĩ, ngay sau đó còn có mấy ngàn con trọng giáp nghĩ. Thiên quân nghĩ, vạn quân nghĩ cưỡng ép đột phá, gia tăng lực sát thương, trọng giáp nghĩ thì áp trận bảo vệ lãnh địa, bảo đảm hậu phương ổn định. Khương Phàm ở trên không nhìn đến kinh ngạc, Hồng Cự nghĩ lại còn hiểu binh pháp. Tuy nhiên, khi càng ngày càng nhiều trọng giáp nghĩ rời khỏi Hồng Cự nghĩ, rốt cuộc cơ hội Khương Phàm chờ đợi đã đến. Chiến Phật, khôi phục thế nào rồi, có muốn ra ngoài hay không? Giọng Khương Phàm chấn động thiết lao, kích thích Chiến Phật đang yên lặng tu luyện bên trong, sau đó thu nạp hỏa dực, mượn trọng trận vực lực áp chế gấp trăm lần lao xuống, lao thẳng xuống con Hồng Cự nghĩ ở 500 mét phía dưới kia. Ngươi dám thả ra ta, ta cam đoan sẽ để cho ngươi xem rốt cuộc ta đã khôi phục như thế nào. Trong bóng đêm đôi mắt Chiến Phật hiện ra phần hung ác sáng rực. Tốt, ta bây giờ sẽ thả ngươi ra ngay. Chỉ cần ngươi ngay lập tức đánh lui ta, ta cam đoan thả ngươi rời khỏi. Đây chính là ngươi nói. Bên ngoài có Thánh Phật, có Ngô Khuynh Thành, có vô số người chứng kiến. Khương Phàm ta nói lời giữ lời. Một quyền. Một quyền. Ngươi còn lề mề cái gì, thả ta ra. Chiến Phật khí thế dâng cao, Phật ấn phát sáng, khí thế bạo ngược, ánh sáng hừng hực, chiếu thấu thiết lao. Ta chỉ phòng ngự, không tấn công. Nếu ngươi có thể đánh lui ta, ta nói lời giữ lời. Khương Phàm nhắc nhở lần nữa, kích thích lần nữa. Đừng có lại nhiều lời, mau thả ta ra ngoài. Chiến Phật điên cuồng bành trướng linh lực trùng kích toàn thân, sẵn sàng trận địa, vận sức chờ phát động. Mặc dù không rõ cụ thể tình huống bên ngoài như thế nào, nhưng Khương Phàm dám đánh cực như thế hẳn là hoàn toàn bất đắc dĩ, cũng là có cái gì đó có thể ỷ vào để chống đỡ. Cho nên, hắn nhất định phải dùng toàn lực. Ngay trước mặt đám người Ngô Khuynh Thành và Thánh Phật, đánh lui Khương Phàm. Chuẩn bị kỹ càng, sắp tới. Giọng Khương Phàm chấn động thiết lao, tốc độ lao xuống càng lúc càng nhanh. Đến đi. Chiến Phật cuồng loạn gào thét, khí thế sôi trào đến cực hạn. Chuẩn bị kỹ càng. Đến đây. Chuẩn bị. Chết tiệt, người đùa ta sao, đến đi. Ầm ầm. Hắc khí cuồn cuộn, thiết lao oanh minh. Phật nộ dân chúng. Chiến Phật không đợi hoàn toàn rời khỏi, liền phát ra tiếng gào thét cuồng dã. Toàn thân sôi trào huyết khí, năng lượng khí hải sôi trào, thân thể điêu luyện tại thời khắc này bộc phát ra chiến ý kinh người. Khi hắc khí tản ra xung quanh đã hoàn toàn xuất hiện ở thế giới bên ngoài, một khắc này, hai mắt hắn sung huyết, kéo căng chiến khu, xuất ra toàn lực phóng đánh ra sát chiêu mạnh nhất. Cường quang ngập trời, Phật tượng thành hình. Phật ngữ nỉ non, âm thanh chấn động hoang dã. Mặc dù Phật tượng rất mơ hồ, nhưng tràn ngập Phật uy cường hãn nhanh chóng điên cuồng hội tụ về trên trán. Một cái vạn ấn hừng hực, cường đại sôi nổi thành hình. Nhưng, không đợi đến khi chiến Phật phóng thích, không đợi vạn ấn bộc phát, trọng lực tràn ngập đất trời hung hăng nện ở trên thân hắn. Chiến Phật vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể mất khống chế mà rơi xuống, vạn ấn cường thế thành hình chuyển hướng, đánh về Hồng Cự nghĩ ở phía dưới. Khương Phàm đã lao xuống 300 mét thân thể bỗng nhiên bay vụt, triển khai hai cánh, nâng đỡ trọng lực phóng tới không trung. Đột nhiên xuất hiện cường quang uy nghiêm khí thế, lập tức kinh động đến Hồng Cự nghĩ cùng bầy trọng giáp nghĩ phía dưới. 800 con trọng giáp nghĩ ở lại liên tiếp phóng tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Hồng Cự nghĩ, hình thành tường đồng vách sắt bảo vệ nó. Oanh! Chiến Phật dốc hết toàn lực thả ra, vạn ấn từ trên trời giáng xuống. To như thiên thạch, cường quang sôi trào, uy thế kinh khủng giống như có thể chôn vùi núi cao ngàn mét. Một tiếng bạo tạc kịch liệt, mấy chục con trọng giáp nghĩ bị vỡ nát, số lượng lớn trọng giáp nghĩ bị tung bay. Chiến Phật từ trên trời rơi xuống đụng phải một con trọng giáp nghĩ, mờ thanh trầm đục, trọng giáp nghĩ bị tươi sống đập chết, toàn thân hắn giống như tan ra thành từng mảnh bắn ngược ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Số lượng lớn thí luyện giả đồng loạt nhìn về phía nơi này. Nhất là Ngô Khuynh Thành, Thánh Phật. Chiến Phật giãy giụa lấy đứng lên, áp lực nặng nề tăng lên toàn thân đau đớn, nhưng chiến trường hỗn loạn tràn ngập đất trời, thanh chiều kịch liệt, đều để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Khương Phàm đâu? Không phải muốn đón một quyền của hắn sao? Người đâu? Cái tên chết tiệt đó đi đâu rồi? Giống. Con mắt tinh hồng của Hồng Cự nghĩ tập trung vào, kẻ ngu xuẩn, ở trước mặt, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn. Trọng giáp nghĩ xung quanh tản ra, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật. Khương Phàm,
ngươi là tên hỗn đản không biết xấu hổ, ta phải xé sống ngươi. Chiến Phật rốt cuộc cũng hiểu mình đã chọc giận tới cái gì, toàn thân nổi lên cơn ớn lạnh, điên cuồng chạy trốn. Nhưng, Hồng Cự Nghĩ liên tiếp gáy to, hiệu lệnh bầy kiến xa xa. Số lượng lớn Liệp Lôi Nghĩ từ chiến trường hỗn loạn rút ra, nhanh chóng lui về. Mấy chục con vạn quân Nghĩ cũng xô ra khỏi chiến trường đầu tiên, như mũi tên thoát cung lướt qua giữa không trung. Càng kinh khủng chính là bọn trọng giáp Nghĩ hình thể khổng lồ, gương mặt dữ tợn, đứng xếp hàng phóng tới, giống như muốn xé rách hết thảy mọi thứ ở trước mặt. Đáng chết! Trên trán Chiến Phật chảy ra mồ hôi lạnh, tràng diện nguy hiểm để hắn vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi. Thánh Phật! Chiến Phật không lo được cấm kỵ của Lạc Trùy trọng địa, hắn lớn tiếng gào thét, phóng xuất ra cường quang hừng hực, hóa thành Phật tượng trùng thiên, trước tiên đánh ra mấy trăm đạo Phật ấn bá đạo, cường thế tấn công mạnh. Ầm ầm! Số lượng lớn yêu Nghĩ bị vỡ nát, trọng giáp Nghĩ bị tung bay thành đàn. Giống! Hồng Cự Nghĩ không ngừng rít gào, không lo được chỉ huy ở xa xa, thét lên ra lệnh yêu Nghĩ xung quanh vây bắt cái tên tiểu tử này dám mạo phạm chúng nó. Mà, năng lượng tên con người này thả ra cùng khí tức huyết mạch mê người để hai mắt nó lộ ra ánh sáng tham lam. Ngô Khuynh Thành, cứu người! Thánh Phật phát ra tiếng gào thét vang dội, cưỡi bạch viên phóng lên tận trời, lao thẳng đến chỗ bầy kiến hỗn loạn. Sao Chiến Phật lại ở đó? Vẻ mặt Ngô Khuynh Thành trở nên nghiêm trọng, cũng rất ngoài ý muốn. Gia hỏa này không muốn sống nữa, hay là bị đổ nước vào não, vô duyên vô cớ đánh lén Hồng Cự Nghĩ làm gì? Không đúng, Chiến Phật không phải bị Khương Phàm bắt đi sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ trốn ra được? Cứu không? Các cường giả tử phủ rất do dự, bây giờ chính là thời điểm Hồng Cự Nghĩ nổi giận, cũng có thể sẽ bị linh văn huyết mạch song tử Phật kích thích. Nhất định phải bắt sống bọn hắn. Lúc này xông vào cứu người, sẽ chỉ chọc giận Hồng Cự Nghĩ, cũng sẽ kích thích hơn đến sự tham lam của bọn nó. Chiến Phật bị ba con vạn quân Nghĩ xuyên qua thân thể, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Mấy ngàn con Liệp Lôi Nghĩ hội tụ phía không trung, hóa thành một vòng xoáy, nhanh chóng bao quanh từ trên trời giáng xuống, giống như muốn nuốt sống hắn. Chiến Phật chịu đựng đau nhức kịch liệt, thôi phát Phật ấn hộ thể. Vùng bảo luân lên va chạm Liệp Lôi Nghĩ. Số lượng lớn trọng giáp Nghĩ vây quanh tới, khống chế đại địa, mang theo thủy triều, trong chớp mắt, lít nha lít nhít sắt khoáng tinh thạch nhảy vọt lên, gào thét lên đánh về phía Chiến Phật. Chiến Phật dùng Phật ấn chiến y ngạnh kháng bạo kích, kết quả dù đã chống đỡ được nhưng thân thể vẫn bị đánh bay, Phật ấn chiến y toàn thân lúc sáng lúc tối, suýt chút nữa đã bị chôn vùi. Bành bành bành. Hơn 10 con vạn quân Nghĩ giết tới. Tinh chuẩn xuyên qua thân thể, máu tươi vẩy ra, vô cùng thê thảm. Trước một khắc khi lôi chiều muốn bao phủ hắn, Thánh Phật đã kịp thời đuổi tới, cưỡng ép cùng xuyên suốt ý thức Chiến Phật, cùng hưởng linh lực. Chiến Phật phun máu tức giận, hai loại cường quang phóng ra khỏi cơ thể hóa thành Phật trưởng cuồng dã, va chạm Liệp Lôi Nghĩ đầy trời. Thánh Phật cưỡi phi thiên bạch viên liều chết giết tới bầy kiến. Bạch viên nổi giận, toàn thân không ngừng nổ lên khí lãng kinh người. Từng tầng oanh kích, hủy diệt bầy kiến, thực lực vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Giống. Hồng Cự Nghĩ hét lên đầy giận dữ, nó ra lệnh trọng giáp Nghĩ xung quanh chặn đánh bạch viên. Ba tên này, nó đều muốn. Số lượng lớn thí luyện giả đều chú ý tới nơi này, ngạc nhiên lại khiếp sợ, ở đâu ra tên cuồng nhân khiêu chiến cùng Hồng Cự Nghĩ. Cứu người, chỉ dựa vào bọn hắn không giết ra được. Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư tiến lên. Nếu như song tử Phật chết tại Lạc Trùy trọng địa, mình lại đang bên cạnh thấy chết không cứu, Chí Tôn Kim Thành tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua. Cứu người, người của tử phủ, toàn bộ cứu người cho ta. Ngô Khuynh Thành cao giọng kêu gọi các cường giả tử phủ xung quanh cùng các tộc nhân nơi xa đang, nhặt nhạnh chỗ tốt, toàn bộ lao thẳng đến chỗ bầy kiến đang hỗn loạn. Bọn hắn điên cuồng dập tắt lửa, lập tức kích thích Hồng Cự Nghĩ tức giận. Giống giống. Hồng Cự Nghĩ cao giọng gào thét. Ra lệnh bầy kiến ở chiến trường nơi xa bất chấp hậu quả lui về, nhất định phải vây chết đem toàn bộ bọn gia hỏa dám khiêu khích. Chúng nó. Chiến trường nhanh chóng hỗn loạn, tử thi vẩy xuống đầy trời, tràng diện thê thảm càng rung động. Bầy kiến nhận lệnh kéo thành đàn liên miên rút lui khỏi chiến trường, lướt qua bầu trời, bao phủ tới nơi này. Cứu người làm chủ, không cần chọc giận Hồng Cự Nghĩ. Ngô Khuynh Thành cao giọng thét lên ra lệnh, dẫn đầu tiến đụng vào bầy kiến.
kim mân lấp lóe, dung hợp tử khí hình thành chiến giáp hộ thể, trong tay cầm tử hồn đao cường thế chém giết. Hùng sư gào thét, thanh chiều như lôi đình trùng kích, liên miên bất tuyệt hủy diệt bầy kiến. Các cường giả hỗn độn tử phủ cất bước phóng tới, giống như là dã thú phát cuồng xông về chiến trường. Nhanh, nhanh đi. Chiến Phật, Thánh Phật sắp không chống đỡ được nữa, ngay cả Bạch Viên đều bị thương nặng. Giống. Hồng Cự nghĩ ra lệnh trọng giáp nghĩ xung quanh lại điều động 300 con tiếp tục xuất động, chặn đánh Bạch Viên cùng song tử Phật, ngay sau đó ra lệnh Liệp Lôi nghĩ cùng vạn quân nghĩ chặn đánh cường giả tử phủ. Nhưng, ngay thời điểm then chốt hỗn chiến ở chỗ này lâm vào điên cuồng, thí luyện giả ở phía xa tranh nhau nhìn ra xa, một bóng người đang từ trên cao nhanh chóng rơi xuống. Khương Phàm thu liếm cánh chim, không phóng thích ánh lửa, dưới sự áp chế cường thế của trọng lực xuống từ trên trời giáng xuống, tốc độ thật nhanh, kình phong gào thét ở bên tai, khoảng cách mấy trăm mét cơ hồ chớp mắt liền đến. Bởi vì chiến trường hỗn loạn, bầy kiến tràn ngập đất trời, mặc dù Khương Phàm rơi xuống đã kinh động đến đám yêu nghĩ dọc đường, nhưng cũng đã thành công trước khi Hồng Cự nghĩ giật mình giết xuống tới. Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh. Khương Phàm hét lớn. Vận sức chờ phát động cửu hoàng luyện thiên đỉnh trong khí hải ầm vang xuất hiện, uy thế kinh khủng cuồn cuộn khắp chiến trường, hừng hực kim quang giống như là mặt trời đang rơi xuống đất. Hồng Cự nghĩ bỗng nhiên ngẩng đầu, cửu hoàng luyện thiên đỉnh như một ngọn núi nhỏ đã hung hăng móc ngược rơi xuống tới. Ầm ầm, hoang dã lay động, khí lãng cuồn cuộn. Mấy trăm con trọng giáp nghĩ bảo vệ xung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ đều bị hất bay. Khương Phàm khống chế cửu hoàng luyện thiên đỉnh cưỡng ép xoay chuyển, hung hăng ngăn chặn. Gần như đồng thời, cốt dực lan tràn, liệt diễm quấn quanh, hỏa dực màu vàng hoa lệ chấn động mãnh liệt, Khương Phàm kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh xông về không trung. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên xuất hiện một màn để bầy kiến hỗn loạn liên tiếp bình tĩnh, cũng gần như làm cho song tử Phật đang tuyệt vọng có được cơ hội thở dốc. Các cường giả tử phủ đang điên cuồng đẩy về phía trước thì đều phanh lại toàn bộ. Kinh ngạc lại mờ mịt nhìn cự đỉnh giữa không trung. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Nơi xa, những người thí luyện trợn mắt hốc mồm nhìn lại. Chiếc đỉnh kia lô là thế nào? Hình như đã chế trụ được Hồng Cự nghĩ. Ầm ầm. Hồng Cự nghĩ va chạm kịch liệt trong đỉnh lô, nhưng chất liệu đỉnh lô há lại có thể để nó phá tan được. Toàn thân Khương Phàm sôi trào liệt diễm, không ngừng liên tục phóng thích vào bên trong, quấy liệt diễm cuồn cuộn trong đỉnh lô. Nhiệt độ tiếp tục tăng vọt, luyện hóa áp chế Hồng Cự nghĩ. Hồng Cự nghĩ đang giãy giụa rất nhanh bình tĩnh. Các bằng hữu, vất vả rồi, các bằng hữu, gặp lại sau nhé. Khương Phàm kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh nhanh chóng thoát khỏi nơi đó, giống như là một viên thiên thạch cháy hừng hực tiến lên từ trên vô số đầu người đỉnh. Khương Phàm, Chiến Phật, Ngô Khuynh Thành cũng hơi sững sờ. Hắn chính là Khương Phàm. Hắn bắt Hồng Cự nghĩ đi. Sao hắn làm được? Các tộc nhân tử phủ hai mặt nhìn nhau, đầu có chút không rõ nổi. Ầm ầm, bầy kiến đột nhiên sao động, từ bỏ bọn người song tử Phật, giống như là con sông mãnh liệt, bay lên không lao nhanh, bổ nhào qua phía Khương Phàm. Khương Phàm rất xảo quyệt, hắn kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh vượt qua giới tuyến lãnh địa trước mặt, xông vào lãnh địa đối diện của Hồng Cự nghĩ kia. Con Hồng Cự nghĩ kia cũng rất thông minh, lúc này nó ra lệnh bầy kiến hành động. Chặn đánh bầy kiến đối phương đang nhào tới, cũng thừa cơ vượt qua biên giới tuyến, chiếm lấy địa bàn đối diện. Hai bầy kiến lần nữa bộc phát hỗn chiến, nhưng lại mất đi chỉ huy thống nhất một phương nên rất nhanh bị áp chế lại. Khương Phàm kéo lấy đỉnh lô một mực xông ra mấy chục dặm mới rơi xuống một khe núi, tiếp tục áp chế, rót vào liệt diễm đốt cháy Hồng Cự nghĩ ở bên trong. Kỳ thật Hồng Cự nghĩ cũng không có bao nhiêu thực lực, chủ yếu chính là sinh sôi bầy kiến. Thời điểm khi liệt diễm rốt cuộc cũng đốt thấu mặt ngoài giáp ra, rất nhanh nó đã chết ở bên trong. Sau khi Khương Phàm móc tinh phách to lớn ra, hắn lại tiếp tục phóng thích liệt diễm, luyện Hồng Cự nghĩ thành huyết đan, sau đó là chạy trốn, vọt vào bên trong bách bội cấm khu. Khương Phàm, ngươi là cái thứ không biết xấu hổ, ngươi sẽ chết không yên lành. Chiến Phật trước tiên đã hiểu được mọi chuyện, hắn không có chút hình tượng nào, đứng đấy chửi ầm lên. Các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngô Khuynh Thành cau mày, mơ hồ nghĩ đến cái gì đó, nhưng lại có chút khó hiểu. Tên hỗn đản kia nhốt ta trong hắc lao, nói để cho ta đánh hắn một quyền, đánh thắng liền thả ta đi. Hắn còn nói các ngươi đang chờ ở bên ngoài lấy, cùng nhau chứng kiến.
ta không biết tình huống bên ngoài như thế nào, liền. Liền, chiến Phật tức giận không kiềm chế được, càng nghĩ càng giận, miệng vết thương phun máu tươi tung tóe, hận không thể xé sống Khương Phàm. Tên hỗn đản kia lại dám coi hắn như mồi nhử, hấp dẫn lực chú ý, sau đó thừa cơ bắt sống Hồng Cự Nghĩ. Quá gian trá, quá vô sỉ, quá không biết xấu hổ. Hắn dám tính toán chúng ta. Cường giả tử phủ liên tiếp tỉnh ngộ, cái tên gia hỏa gọi là Khương Phàm kia không chỉ tính toán chiến Phật, còn mưu hại bọn hắn. Tất cả bọn hắn liều mạng ác chiến, đều là tại Khương Phàm. Tìm kiếm cho ta muốn bắt sống hắn. Ngô Khuynh Thành phẫn uất khó bình tĩnh nổi nữa, trước đó suýt chút nữa hại chết nàng ở trong đường hầm, bây giờ lại xem bọn hắn như trò cười mà giày vò. Cho tới bây giờ, nàng chưa từng bị khiêu khích tới như vậy, cũng chưa từng bị nhục nhã tới như thế này. Truyền lệnh xuống, lùng bắt Khương Phàm. Cường giả tử phủ giận dữ thét lên ra lệnh, số lượng tộc nhân tử phủ bọn hắn tại Lạc Trùy trọng địa đạt tới 500 người, nếu như điều động toàn bộ, Khương Phàm tuyệt đối trốn không thoát. Bách bội cấm khu. Khương Phàm trước đó đã thích ứng được 8-90 lần trọng lực trận vực nơi này, lần này xông vào bách bội cấm khu mặc dù vẫn rất đau đớn, nhưng cũng may không phải chật vật như vậy. Hắn tìm tới một nơi ẩn nấp, kích thích thiên diện quỷ, thay đổi tốt ngoại hình, lấy ra tinh phách Hồng Cự Nghĩ bắt đầu hấp thu. Tinh phách không chỉ to lớn, năng lượng cường thịnh còn vượt quá tưởng tượng. Sóng nhiệt nóng hổi lao nhanh khắp toàn thân, tuần hoàn không dứt, từ da thịt đến hài cốt. Lại đến cả nội tạng, đều giống như muốn bốc cháy. Bên trong tinh phách còn giống như có năng lượng khác, kích thích huyết nhục xé rách, đoàn tụ, xé rách, lại đoàn tụ, thiên truy bách luyện điên cuồng giày vò hắn. Gương mặt Khương Phàm vặn vẹo, trong cổ họng đau đớn than nhẹ, con mắt đều đang sung huyết, nhưng tra tấn đau đớn cực lớn lại kích thích tiềm lực thân thể của hắn. Nhất là thần huyết trong máu, theo tinh phách tàn nhẫn rèn đúc thân thể, triệt để dung nhập huyết nhục, hài cốt. Trước tờ mờ sáng, thời điểm khi Khương Phàm bị tra tấn sắp sụp đổ, rốt cuộc tinh phách cũng đã hoàn toàn được luyện hóa. Mồ hôi thấm ướt toàn thân, con mắt lỗ tai đều chảy cả máu, biểu hiện bởi vì nhăn nhó quá lâu nên đều trở nên cứng ngắc, nhưng thân thể trở đã nên cứng cáp hơn, có thể thấy rõ đường cong cứng rắn, trên làn da lại còn nổi lên như ánh sáng của kim loại. Cảm giác này, thật dễ chịu. Mặc, dư vị, dù đau đớn còn chưa tiêu tan. Nhưng Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đã thay đổi. Mạnh lên. Không phải cường hãn bình thường. Hắn thậm chí có thể xác định lực lượng mình đã tới gần 200.000 cực cảnh. Sau khi lực lượng đạt tới 100.000 trở lên đều muốn gia tăng thêm mấy vạn, kỳ thật rất khó khăn, chớ nói chi là tới gần 200.000 cực cảnh. Ý, thức hải hình như đều đã mạnh lên. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận được thức hải đã thay đổi. So với luyện đan còn hữu hiệu hơn. Đan Hoàng không thể không thừa nhận lần này Khương Phàm mạo hiểm lấy được cơ duyên rất không tệ, không chỉ có rèn luyện cơ thể, cường thịnh linh hồn, còn ảnh hưởng đến ý thức hơn nữa. Lạc Trùy trọng địa đúng là nơi tốt. Khương Phàm khởi động thân thể, nhanh chóng rời khỏi, chuẩn bị trước khi trời sáng săn giết mấy con lưu kim nghĩ. Huyết nhục hài cốt của hắn được năng lượng khuấy động bành trướng, nhẹ nhõm chống cự lại áp chế gấp trăm lần tràn ngập giữa đất trời. Hơn 10 dặm bên ngoài, số lượng lớn lưu kim nghĩ đang vây bắt một tiểu nữ hài nhi. Tiểu nữ hài nhi mặc dù nhìn phấn điêu ngọc trác, xinh đẹp đáng yêu, nhưng hành động lại rất mạnh mẽ, không chịu ảnh hưởng của trọng áp gấp trăm lần, nhanh chóng xen kẽ trong đàn lưu kim nghĩ. Chi chi chi. Đàn lưu kim nghĩ táo bạo kêu gào, nhanh chóng rút lui về phía sau, hình thành vòng vây, ngay sau đó toàn bộ đề vọt lên tới tiểu nữ hài nhi. Khương Phàm thấy cảnh này, đang muốn ra tay. Tiểu nữ hài nhi lại va chạm tại vòng vây trong chốc lát, sau đó lại bay lên cao 5 mét, tùy tiện rơi xuống 10 mét bên ngoài. Nhảy cao như vậy, Khương Phàm khó có thể tin được, trọng lực áp chế khu vực này đạt tới hơn 120 lần, hắn sau khi tăng cường thể chất đều chỉ có thể chạy, nữ hài nhi này lại còn có thể nhảy cao 5 mét. Tiểu nữ hài nhi bình ổn rơi xuống đất, đột nhiên tấn công, đưa nắm đấm giết vào đàn lưu kim nghĩ hỗn loạn. Bành bành bành. Nắm tay nhỏ nhưng uy lực lại kinh người, một quyền đã trúng đầu lưu kim nghĩ, hành động phải gọi là gọn gàng mà linh hoạt, cưỡng bức giết ra một con đường, từ bầy kiến bên này giết tới bên kia. Bầy kiến kêu gào, lại chạy về phía tiểu nữ hài nhi vây bắt. Tiểu nữ hài nhi nhẹ nhàng như thường, bay lên tránh khỏi, lần nữa giết đến.
Khương Phàm đối với sự cường hãn của Lưu Kim Nghĩ đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tiểu nữ hài này vậy mà lại cho hắn một cảm giác như đang giết chơi. Sau đó không lâu, bầy kiến rốt cuộc cũng không gánh được, thi thể để lại trên trăm con, xám xịt rút đi. Tiểu nữ hài nhi rất vô vị nhún nhún vai, đầu ngón tay giống như là cương chùy, tùy tiện xé mở giáp da cứng rắn của Lưu Kim Nghĩ, tìm kiếm tinh phách. Tìm tới một viên, ném vào trong miệng một viên, giống như là đang ăn kẹo, chỉ sau chốc lát đã tìm tới mười mấy viên. Đây là cô nương biến thái nhà ai vậy? Khương Phàm khó có thể tin được, đây là con yêu thú sao? Nhưng, tiểu nữ hài nhi liếc nhìn Khương Phàm ẩn thân trong núi đá. Nhìn đủ chưa, không muốn chết liền bò ra. Tiểu cô nương, ta không phải muốn cướp tinh phách của cô. Khương Phàm từ phía sau núi đi tới, kinh ngạc lại nghi hoặc đánh giá tiểu nữ hài. Vậy là ngươi đến đùa nghịch lưu manh. Đáy mắt tiểu nữ hài nhi hiện lên một tia sắt lạnh. Ta không có biến thái như vậy. Không biến thái, ngươi theo dõi ta. Ta chỉ là trùng hợp gặp được. À, làm sao cô biết là ta? Tiểu nữ hài nhi đem thi thể Lưu Kim Nghĩ còn lại gỡ ra, lại lấy 7 viên tinh phách, quay người liền muốn rời khỏi. Khương Phàm càng ngạc nhiên hơn, gỡ giáp ra như vậy trông thật nhẹ nhõm, đây chính là Lưu Kim Nghĩ đó. Tiểu cô nương, cô bao lớn? Tiểu nữ hài nhi dừng lại, quay đầu liếc nhìn hắn, đi tới phía Khương Phàm. Ta thật không phải người xấu gì, chỉ là có chút hiếu kỳ. Khương Phàm mỉm cười. Tiểu hài nhi cũng mỉm cười, đưa tay đến trước mặt Khương Phàm. Đưa tay cho ta. Làm gì? Khương Phàm đem bàn tay đi qua. Tiểu hài nhi một phát bắt được, trong chốc lát đã kéo đứng lên, lực bộc phát kinh khủng để toàn thân Khương Phàm mất đi khống chế, cứ thế mà bị nện xuống đất. Chờ một chút. Khương Phàm vừa muốn giãy giụa, tiểu nữ hài nhi lại không lưu tình chút nào, vung hắn lên cứ như là vung một cái bao tải. Bành! Bành bành bành! Trái trái phải phải, trước trước sau sau, cứ vậy mà từng tiếng va chạm vang vọng trong dãy núi. Tốc độ nhanh đến nỗi Khương Phàm hoàn toàn không chống đỡ được, cánh tay đều giống như sắp bị xé rách. Chật vật phóng thích kim viêm, lại không mang đến cho tiểu nữ hài nhi bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong nháy mắt, 38 lần, Khương Phàm bị nện ở trên mặt đất 38 lần, cánh tay trái có chút run run. Đừng có lại đi theo ta, nhìn thấy một lần, đánh ngươi một lần. Tiểu nữ hài nhi hừ một tiếng, quay người biến mất trong bóng đêm. Con cái nhà ai, bạo lực như vậy. Khương Phàm gục ở chỗ này nửa ngày không có trở lại sức lực. Sau khi trời sáng, Khương Phàm nhận trọng áp gấp trăm lần, phóng tới trong cấm khu, tiếp tục tôi luyện thể chất. Tại trong phạm vi gấp trăm lần đến 130 lần, vừa đi vừa về, khiêu chiến cực hạn. Tinh phách hồng cự nghĩ xác thực lợi hại, đổi lại là trước đó, đừng nói chạy, tới gần khu vực 130 lần có thể đi đường bình thường cũng không tệ rồi. Nhưng, vượt qua trận vực trọng áp gấp trăm lần đối với thân thể là tàn phá quá kinh khủng, không chỉ hài cốt huyết nhục, càng quan trọng hơn là nội tạng, cứ như lúc nào cũng có thể bị sụp đổ. Sau khi Khương Phàm chạy mấy trăm mét, nhất định phải điều trị thật tốt, nếu không nội tạng liền sẽ rớm máu, mạch máu bạo liệt. Nhìn thấy Khương Phàm không? Ba tộc nhân hỗn độn tử phủ từ phía trước đi tới, uy nghiêm quát hỏi Khương Phàm đang ngồi điều trị huyết khí dưới chân núi. Ai? Khương Phàm nhướng mày lên. Khương Phàm, là tiểu tử này. Tộc nhân tử phủ giơ một bức tranh trong tay lên. Chưa từng thấy. Khương Phàm nhìn kỹ một chút, lắc đầu, tranh này cái quái gì? Nếu như nhìn thấy, kịp thời báo cáo với chúng ta. Hắn phạm chuyện gì? Đây là mệnh lệnh tử phủ, người cứ một mực chấp hành, đừng hỏi nhiều như vậy. Ba vị tử phủ bất mãn liếc nhìn hắn một cái, đây là cái ngữ khí gì, đây là cái tư thái gì? Người khác nhìn thấy tộc nhân tử phủ không phải mỉm cười hành lễ thì chính là xoay người ra hiệu, hỗn đản này vậy mà lại ngồi ở nơi đó động cũng đều không có động. Nếu như không phải bọn hắn có chuyện phải xử lý, chắc chắn sẽ phải dạy hắn quy củ làm người một chút. Ba người các ngươi, đứng lại cho ta. Bọn hắn vừa đi ra không bao xa, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lên không khách khí. Hắc, cho ngươi mặt mũi rồi. Ba người bỗng nhiên quay đầu, đang muốn nổi giận, sắc mặt đột nhiên đại biến. Toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn hắc khí, như mây như thủy triều, ba cánh cửa sắt như ẩn như hiện ở bên trong. Mặc dù hắc khí bị trọng lực trận vực đặt ở mặt đất,
cửa sắt đều có chút vặn vẹo, nhưng xiềng xích tuôn ra ở bên trong nhưng vẫn lao đến bọn hắn. Rầm rầm. Xiềng xích bạo kích, đi nhanh sát mặt đất, hung hăng quấn chặt cá chân ba người mắt. Khương Phàm khống chế xiềng xích, bỗng nhiên kéo về sau một cái, ba người vội vàng không kịp chuẩn bị, ngửa mặt ngã quỵ. Hỗn đản, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi, chúng ta là tộc nhân tử phủ, ngươi dám bắt chúng ta? Ngươi chán sống sao, mau buông ra, lão tử đang tức giận đây. Ba người giãy giụa kịch liệt, lại bị gắt gao kéo lấy vọt tới cửa sắt. Ý thức của Khương Phàm đã được tăng cường, đối với khống chế xiềng xích cũng tăng cường trên diện rộng. Hỗn đản. Ba người đột nhiên chợt ngã vào mặt đất, xiềng xích kéo bọn hắn thẳng đến chỗ Khương Phàm. Khương Phàm vung mạnh quyền đánh tới tên chính giữa kia, đồng thời ý thức khống chế xiềng xích hai bên trái phải, mãnh lực kéo về phía bên cạnh. Hai người ở hai bên đang muốn nhào tới bất chợt kêu thảm một tiếng, chật vật đâm vào trên mặt đất, Khương Phàm thì dậm chân phóng lên 2 mét. Nắm chặt nắm đấm, đánh thẳng đến mặt người kia. Chết đi cho ta. Người chính giữa hét lớn, mặt ngoài trọng quyền lấp lóe cường quang, tử khí cuồn cuộn, mang 100.000 lực quyền, ngang nhiên bạo kích. Nhưng, răng rắc, người kia từ gào thét biến thành kêu thảm, nắm đấm vỡ vụn tại chỗ, thân thể lật qua lật lại đập xuống đất. Ngay sau đó, xiềng xích thu ba người vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, trên trán đổ đầy mồ hôi. Mặc dù chỉ là hoạt động đơn giản, nhưng ở trong môi trường này vẫn tiêu hao vô cùng to lớn. Hắn nhìn hai bên một chút, sau khi xác định không ai, đi mau mấy bước, rời khỏi nơi này. Các tộc nhân tử phủ phân tán hành động, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Bắt! Bắt bao nhiêu tính bấy nhiêu! Giữa núi đá cách đó không xa, Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư, ngăn cản tiểu nữ hài đang tản bộ. Cơ Lăng Huyên, Khương Phàm đâu? Ngô Khuynh Thành quát hỏi tiểu nữ hài nũng nịu phía trước, mặc dù ngữ khí nghiêm khắc, nhưng vẻ mặt có chút khẩn trương. Sáu tộc nhân tử phủ ở hai bên trái phải dùng sức nắm chặt nắm đấm, mặc dù thái độ kiêu căng, nhưng tư thái rõ ràng đang sẵn sàng chiến đấu. Ai? Tiểu nữ hài nhi nâng khuôn mặt đáng yêu lên, kinh ngạc nhìn bọn hắn. Khương Phàm. Ngô Khuynh Thành cảnh giác tiểu nữ hài, cũng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng Khương Phàm. Tiểu tử ngốc La Phù, hắn đang ở Lạc Trùy trọng địa, làm sao hắn đến đây được? Tiểu nữ hài đã trà đạp Khương Phàm trước đó chính là đệ nhất thiên tài Vô Hồi Thánh Địa, đệ tử thân truyền đầu tiên của Vô Hồi Thánh Chủ, Cơ Lăng Huyên. Hắn không đến tìm ngươi. Ngô Khuynh Thành không có ở phát hiện bóng dáng Khương Phàm ở xung quanh. Hắn tới tìm ta làm gì? Hắn dám đến, đánh gãy chân hắn. Cơ Lăng Huyên đến đây đã nửa năm. Đối với ấn tượng Khương Phàm còn dừng lại tại việc hắn ngang nhiên cự tuyệt lời mời của thánh chủ, đơn giản không biết tốt xấu. Không có coi như xong. Ngô Khuynh Thành âm thầm thở phào, chỉ cần còn không có tụ hợp cùng Cơ Lăng Huyên liền dễ làm. Thằng ngốc kia làm sao lại mạo phạm đến các ngươi rồi? Cơ Lăng Huyên đang muốn rời khỏi, chợt nghĩ đến một vấn đề. Nếu thằng ngốc kia có thể đi đến Lạc Trùy trọng địa, chính là đã tiến vào Vương quốc Hắc Ám. Nếu có thể đi đến Vương quốc Hắc Ám, chính là đã gia nhập Vô Hồi Thánh Địa. Nếu đã gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, chính là đệ tử thân truyền của Thánh Chủ. Nếu là đệ tử của Thánh Chủ, chính là sư đệ của nàng. Nào chỉ là mạo phạm, hắn là chán sống. Ngô Khuynh Thành ra hiệu hai bên phải trái chuẩn bị rời khỏi. Thật đúng là đồ đần, lại dám đến Lạc Trùy trọng địa mạo phạm Hỗn Độn tử phủ. Cơ Lăng Huyên nói thầm hai tiếng, lại bảo. Các ngươi chuẩn bị xử lý hắn như thế nào? Áp tải đến Hỗn Độn tử phủ xử lý. Không được. Không được, ta làm chuyện gì, không tới phiên ngươi nói. Ta bắt hắn, ta đánh hắn, chuyện này coi như xong. Nghĩ hay lắm. Ngô Khuynh Thành hừ một tiếng, cưỡi hùng sư rời khỏi. Bành. Mặt đất dưới chân Cơ Lăng Huyên đột nhiên vỡ nát, thân thể nho nhỏ phóng lên 8 mét, rơi vào trước mặt bọn họ.